Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 76, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Bao sư hoa hết lời ngon ngọt, mập eo cơ hồ muốn công thành sụn đệm cuộc sống đột xuất, mồ hôi trực tiếp tắm rửa, đều không làm nên chuyện gì. Hai vị nhị ca nghỉ lễ, không phải hắn loại này cấp bậc con tôm nhỏ có thể giải quyết phải mở. Lão bao, một bên mát mẻ đi, cái này không có chuyện của ngươi. Uông thuật văn miệng cong lên, bất âm bất dương nói hai nhóm người dưới mắt ngay tại tinh ngữ quán ba lầu 2, hai, hai vị nhị ca bên người đều đi theo năm sáu cái trẻ tuổi hoàn khố, từng cái ma quyền sát trường, trừng mắt tương hướng. A Kiệt Lina tránh ở một bên, diễm mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám rời đi. Lại nói nàng cũng đi không được, chung quanh đều là quán ba nhân viên công tác cùng bảo an nhân viên, thấy cực kỳ chặt chẽ. Đây là bao sư hoa đặc biệt phân phó, nàng thế nhưng là nhân vật tiêu điểm, nàng nếu là bỗng nhiên không gặp, tiêu thiên cùng uông thuật văn tuyệt đối có thể đem bao sư hoa quán ba trực tiếp phá. Uông hai, chuyện này, người nói thế nào a? À? Tiêu thiên ngồi tại ghế sofa bên trong, hai chân chéo nguễ, lạnh lùng nhìn qua uông thuật văn. Chuyện tối nay, nguyên nhân gây ra rất đơn giản, hai bàn đều nghĩ mời A Kiệt Lina nói chuyện phiếm nói chuyện, kết quả liền đòn khiêng bên trên. A Kiệt Lina đi trước ai nơi nào, một vị khác nhị ca đều sẽ không đồng ý. Cái này không phải nữ nhân vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi nếu như a kiệt lina đi trước tiêu thiên bọn hắn kia một bàn sau này uông thuật văn liền khỏi phải lại trèo lên tinh ngữ cửa quán rượu trái lại cũng thế a kiệt lina cũng coi như phải tám mặt linh lung mặc dù tại tinh ngữ quán ba biểu diễn chỉ có mấy ngày đối với thường xuyên tại quán ba hiện thân những cái kia nghiêu nhân nhớ được thanh thanh sở sở biết hai vị này chẳng những nàng đắc tội không nổi quán ba cũng đắc tội không nổi nhìn bao sư hoa tại hai vị nhị ca trước mặt đức hạnh liền rõ ràng nhị ca không phải nghe nói tiêu gia lão nhị rất biết đánh sao kia còn nói cái gì đó đánh đi ai thua ai mẹ hắn lập tức xéo đi đừng tại đây mất mặt xấu hổ uông thuật văn còn chưa mở lời bên cạnh hắn một người trẻ tuổi nói chuyện trước hai tay cắm ở trong túi quần nhưng lướt tiêu thiên một nhóm người này mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thần sắc cực độ khinh thường người trẻ tuổi kia ước chừng hai mươi ba 24 năm tuổi, so sánh với Uông Thuật phan Tiểu không đến một tuổi, tướng mạo ngược lại là Chu Chính, góc cạnh rõ ràng, vóc dáng chưa nói tới 10 điểm cao lớn, chiều cao cùng Uông Thuật Văn tương đương, so tiêu thiên thấp mấy công phân, làn da là màu đồng cổ. Audio điện tử võ tấn bền Cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn kia trên thân, mang theo một cỗ nói không nên lời tà khí. Loại này tà khí, tại con em thế gia bên trong rất ít gặp, uông thuật văn đủ âm, nhưng nhiều nhất để người cảm thấy hắn âm hiểm. Người trẻ tuổi này, lại là ta, để người gặp một lần phía dưới, liền không nhịn được trong lòng chán ghét, hoặc là nói, xuất phát từ nội tâm e ngại. Người này tuyệt không phải người hiền lành tử, nếu như đặt tại loại này loạn thế, trăm phần trăm là tên ma vương giết người. Hoàn khố vòng tròn bên trong con cháu thế gia, đa số người đều có như vậy điểm bất cần đời, ngày bình thường cả lơ phất phơ, mang theo mấy phân vô lại. Nhưng vô lại cùng tà khí là hai chuyện khác nhau, một chút liền có thể được chia thanh thanh sở sở. Nha, đây là ai a? À? Giảng đánh đúng hay không? Tiểu Hoa Quế lập tức liền nhảy ra ngoài, hưng cao thải liệt mà hỏi thăm. Hắn được chứng kiến tiêu nhị ca công phu, uông thuật phân như thế, ba cái năm cái buộc chung một chỗ, cũng không đủ nhị ca đánh. Bây giờ đối phương chủ động đưa ra dùng võ kết bạn, vậy liền không thể tốt hơn. Chính muốn ngủ đâu, người ta liền vội vã thanh gối đầu cho đưa tới. Đúng, để các ngươi đều nhận thức một chút, tam gia ta gọi Uông Phi, mới từ bộ đội trở về, hôm nay việc này, đều khỏi phải nói nhảm. Các ngươi là sáu người, chúng ta bên này chỉ một mình ta đủ. Không quản các ngươi là cùng tiến lên hay là thay phiên bên trên, tam gia ta một người tiếp lấy. Đem các ngươi đều đánh trung thực, chỉ cần cho tam gia ngoan ngoãn đập cái khấu đầu, nói tiếng tam gia thật xin lỗi, tam gia liền để các ngươi xéo đi. Uông Phi lạnh lùng nói, ở trên cao nhìn xuống tại tiêu thiên đám người trên mặt một quét qua qua, vẻ khinh thường, rõ ràng khác ở trên mặt. Hiện trường bỗng nhiên lập tức trở nên người điểm yên tĩnh. Mỗi cái người xem náo nhiệt đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ở đây đi ba khách quen, lớn đều biết tiêu thiên, tiểu hoa quế cái này một đám người. Cứ việc không rõ ràng lắm bọn hắn thân phận chân thật, nhưng mấy vị này đều là địa vị cực lớn nha nội đảng, chính là xác định không thể nghi ngờ, không thấy được bao sư hoa tại trước mặt bọn hắn chỉ có cúi đầu lau mồ hôi phần a đoàn người còn chưa bao giờ thấy qua có người dám ở tiêu nhị ca trước mặt nói mạnh miệng như vậy thậm chí cái này đã không thể xem như giảng khoác lác đây là trực tiếp đánh mặt ba ba rung động trầm mặc về sau bỗng nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng cười cả sảnh đường cười vang ai vậy đánh từ đâu xuất hiện biết nói tiếng người không tiêu thiên bên người một cái khỏe mạnh người trẻ tuổi nhảy dựng lên chỉ tay Uông Phi, phẫn nộ quát. Người trẻ tuổi kia gọi Giang Vũ Thành, là Tiêu Thiên đồng đảng, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, cùng Tiêu Thiên đồng dạng, rất thích thể dục. Bất quá hắn không phải chơi bóng rổ, hắn đứng đắn là đại học Nhu Đạo đội đội viên, từng thu được trường học Nhu Đạo tranh tài 75 kg cấp quán quân. Trong nhà lão đầu tử chức vụ cũng không thấp, mắt thấy Uông Phi lớn lối như thế, Giang Vũ Thành cái thứ nhất nhịn không được. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Uông Phi liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh tiếng người. Tiếng người là cùng người giảng. Người học mấy ngày nhu đạo đúng không? Còn thật sự cho rằng nhu đạo là cái gì lợi hại võ thuật a? À? Đợi chút nữa Tam gia đặt kia bất động, người có thể đem Tam gia đánh ngã, coi như người thắng. Thế nào, có dám hay không? Không dám liền lên tiếng, lập tức xéo đi, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Mẹ ngươi, Giang Vô Thành tính tình, so Tiêu Thiên còn muốn không bình thản nơi nào nhận được cái này. Uông Phi đứng ở nơi đó, vóc dáng còn không bằng mình cao đâu, về phần nói đến khỏe mạnh, kia càng là không tại một cái ngang nhau cấp bên trên. Giang Vũ Thành là 75kg cấp, nhìn Uông Phi kia thân thể, cho ăn bể bụng 65kg. Giang Vũ Thành vỗ bàn đứng dậy, liền muốn tiến lên đi giáo huấn Uông Phi. Bị Tiêu Thiên ngăn lại, Vũ Thành, chờ một chút, nơi này không phải chỗ đánh nhau. Chúng ta đều là đến đi ba, muốn giảng quy củ, đừng để lão bản khó làm. Giang Vũ Thành hận hận dừng lại, một đôi mắt trâu trợn thật lớn, gắt gao tiếp cận Uông Phi, hận không thể cái này liền đi lên, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu vương bát đản trực tiếp từ lầu hai một cái túi đeo lưng lớn cho ném tới lầu một chàng tử bên trong đi, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Đối với điểm này, Giang Vũ Thành có 10 phần tự tin. Cho tới nay, cùng hoàn khố vòng tròn bên trong đám rác rưởi này so chiêu, một đôi một, Giang Vũ Thành còn chưa hề thua qua một chiêu nửa thức. Dám cùng hắn tiểu Giang tên động thủ, có một cái tính một cái, tất cả đều nằm xuống. Nghiêm trọng điểm trực tiếp tiến vào bệnh viện, Bao tổng, làm phiền ngươi, thanh một chút chàng tử. Tiêu Thiên lại chuyển hướng đứng ở một bên không ngừng bôi mồ hôi lạnh Bao Sư Hoa, lạnh nhạt phân phó một câu. Bao Sư Hoa liên tục không ngừng sát khắp cả mặt mũi đại hán, ngập ngừng nói nói, cái này, cái này, Tiêu Nhị ca, tất cả mọi người là bằng hữu, hay là không muốn tổn thương hòa khí. Thế nào? bao tổng không có nghe được lời ta nói tiêu thiên thanh âm càng thêm lãnh đạm song nghi nhau kỳ thật bao sư hoa rất rõ ràng uông phi nói ra như vậy hôm nay trận này đỡ kia là không phải đánh không thể liền xem như thiên vương lão tử đến cũng ngăn không được chỉ là với hắn mà nói khuyên giải lời nói là nhất định phải nói biết rất rõ ràng vô dụng cũng vẫn là không phải nói không thể uông thuật văn mở miệng vẫn như cũ bất âm bất dương nói lão bao người yên tâm tốt đánh chết đánh cho tàn phế, không cần ngươi quan tâm, đều là chính chúng ta sự tình, đập nát đồ vật, ta ôm hai cho ngươi theo giá bồi thường. Thanh chàng tử đi, ông nội của ta thật đánh chết đánh cho tàn phế, có thể chuyện không liên quan đến ta a. À. Bao sư hoa âm thầm kêu khổ, trong lòng nguyền rủa không thôi, nhưng lại không thể không làm theo. Rất nhanh, lầu hai một đoạn này liền bị thanh không. Cái gọi là thanh không, cũng chính là khách nhân khác cách xa một điểm thật muốn đều đuổi đi ra, kia không thực tế. Hôm nay chàng tử này bên trong, trừ tiêu thiên cùng uông thuật văn cái này hai nhóm bên ngoài, còn có không ít nha nội cũng ở. Cứ việc không bằng tiêu nhị ca uông nhị ca như thế ra môn hiển hách, địa vị lão đại, nhưng cũng không phải bao sư hoa có thể tùy tiện đắc tội. Tiêu thiên cùng uông phi trận này đỡ, không phải đánh không thể cái này náo nhiệt, cái khác hoàn khố nha nội cũng là không phải nhìn không thể. Dạng này vở kịch, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, huống chi còn có thể miễn phí thưởng thức. Ngược lại muốn xem xem, cái kia đại ngôn chói trang uông phi, đến cùng có mấy phân bản lĩnh thật sự, dám ở tiêu hai trước mặt như thế trương cuồng không ai bị nổi. Kỳ quái là, cái này uông phi luôn mồm tự xưng tam gia, nhìn hắn thần thái kia, nhiễm nhiên cùng uông thuật phân bình khởi bình tỏa, không rơi nửa điểm hạ phong. Ở đây con em thế ra, nhưng không có một cái biết hắn. Mọi người trong lòng đều cùng giang vỗ thành đồng dạng, muốn hỏi một câu mẹ ngươi ai vậy? toàn bộ tinh ngữ quán ba đều an yên tĩnh, ngay cả đại sảnh âm nhạc điếc tai nhức óc đều đình chỉ, tất cả mọi người tìm kiếm nghĩ cách hướng trước mặt chen, muốn thấy rầm rộ. Tiêu Thiên vẫn như cũ ngồi, Giang Vũ Thành, Tiểu Hoa Quế bọn người, thì đứng dậy, vây quanh ở Tiêu Thiên bên cạnh, triển khai tư thế. Uông Thuật Văn hạ thấp giọng hỏi, Tiểu Phi, có nắm chắc không? Uông Phi nhếch miệng cười một tiếng, khinh thường nói, nhị ca, yên tâm đi. Liền cái này mấy khối liệu, còn chưa đủ ta một cái tay đánh, trước kia lão nghe ngươi nói tiêu thiên kia tiểu tử cùng ngươi trương cuồng vậy sẽ tử cha ta quản được nghiêm chết đẻ ép ta tại bộ đội không để ta nhúng tay ngày hôm nay làm đệ đệ liền cho ngươi xả cơn giận này ngươi chờ xem kịch vui đi uông thuật văn liền lại yên tâm nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiểu phi nhị thúc trước kia quản ngươi nghiêm điểm đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi cái này ta biết cha ta nhiều lần nói với ta muốn hướng đại ca nhiều hơn học tập hắc hắc Thế nhưng là ta à, liền nghĩ theo người học tập. Đại ca kia tính tình, ta là thật không học được. Uông Phi cũng cười, Uông Thuật Văn nói, ai nói không phải đâu. Đại ca khổ cực như vậy, còn không phải là vì chúng ta lão Uông nhà sau này càng thêm phát dương quang đại. Nghe Uông Thuật Văn ý tứ trong lời nói này, đối đại ca hắn Uông Thuật Đều, kia là bội phục sát đất. Chính là bởi vì có Uông Thuật Đều đè vào phía trước, hắn Uông Lão Nhị mới có thể như thế thoải mái nhàn nhã, tiêu giao tự tại. Cái này liền đúng rồi, ta nói cho ngươi, Nhị ca, ta lão uông nhà trong chính chỉ có đại ca một cái là được, chúng ta còn là thế nào chơi vui làm sao sống đi." Uông Phi cười nói, lập tức hướng Bao sư Hoa cất giọng kêu lên, "Lão Bao, cho Tam gia nghe rõ, để kia trắng nga cô nàng ngoan ngoãn ở một bên chờ lấy. Đợi xử lý đám này phế vật, tối hôm nay Tam gia mang nàng đi thời đại khách sạn phòng tổng thống." "Hoa!" lại là một chàng thốt lên tiếng vang lên chương 77, làm nằm xuống. Khai chiến trước đó, Uông Thuật Văn bên kia mấy vị, đều làm tốt tùy thời chuồn đi chuẩn bị. Nói thật, bọn hắn cũng là hôm nay lần đầu nhìn thấy Uông Phi. Theo Uông Thuật Văn giới thiệu, nói là em họ của hắn, Uông Gia Nhị Lão Gia Uông Vĩ Thành Công Tử. Một mực tại bộ đội, rất ít ở kinh thành lộ diệt, hiện tại chuyển nghề trở về thủ đô. Cái này xuất thân rất chính, Lão Uông nhà đích tôn, tuyệt đối đủ phân lượng nha nội đảng. Bất quá, đoàn người là thật rất không quen nhìn Uông Phi kia phách lối bộ dáng, coi như ngươi là lão Uông nhà đích tôn, cũng không cần thiết dạng này trương cuồng A. À. Lão Uông nhà là không tầm thường, nhưng cái này dưới chân thiên tử, hoàng thành cây nhi, cùng lão Uông nhà đồng dạng như bức hống hống đại gia tộc, cũng không phải là không có. Nhưng Uông Phi kia một thân tà khí, để đoàn người đều nhịn xuống không nói gì thêm quá mức. Trương cuồng liền trương cuồng đi, một ngày nào đó, người có chuyện nhờ đến ra trên đầu thời điểm, đến lúc đó lấy thêm bóp ngươi không muộn. Muốn tại nhà nội vòng tròn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, ngay tại ở mỗi một vị nha nội đều có mình phương pháp, tương hố ở giữa có thể giúp được một tay. Nếu như là thuần túy củi mục, cho dù có cái tốt lão tử tốt sòng dõi, tại hoàn khố nha nội vòng tròn bên trong cũng là rất khó đứng vững được bước chân cùng. Mấy vị khác công tử ca dòng dõi cố nhiên không bằng lão uông nhà hiển hách, trong nhà lão đầu tử lại cũng đều là có thực quyền, coi như uông nhị ca, cũng có rất nhiều chuyện tình cần những này tiểu huynh đệ hỗ trợ. Không tin người uông ba liền không ăn nhân gian yên hỏa. Hiển nhiên uông phi đại ngôn chó trang, nói muốn một người đơn đấu tiêu hai bọn hắn sáu cái, đoàn người đều cảm thấy không đáng tin cậy. Tiêu hai cùng giang vũ thành cường hãn sức chiến đấu, bọn hắn trên cơ bản đều lĩnh giáo qua. Người uông ba là bộ đội xuất thân, khả năng thật rất biết đánh, một đôi vừa để xuống ngược lại tiêu hai cùng giang vũ thành, có lẽ không thành vấn đề, nhưng vậy một cái sáu, thực tế có chút không hợp thói thường. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Loạn quyền đánh chết lão sư phó câu nói này, cũng không phải nói chơi vui. Nếu thật là uông ba thanh ra châu thổi phá, mấy ca cũng không phụng bồi, hay là lòng bàn chân bôi dầu tới thuận tiện. Chẳng lẽ ngốc ngơ ngác đứng ở chỗ này chờ tiêu hai thu thập. Làm không tốt ngay cả cánh tay đều cho ngươi xoay thoát điểm. Tiêu hai cũng không phải nhân từ nương tay chủ, tiêu thiên bên kia cũng không có khinh thường Uông Phi ý tứ, gia hỏa này dám lớn lối như vậy, khẳng định cũng có mấy phân bản lĩnh thật sự, không phải liền không gọi trang bức, mà là. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Uông Phi vậy mà như thế biến thái. Chàng từ một thanh ra đến, Giang Vũ Thành liền không kịp chờ đợi ra sân. Hắn là thật rất muốn rất muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng vương bát đàn, để hắn thêm chút kiến thức. Đừng tưởng rằng tại bộ đội học chút cầm nã cách đấu thuật, liền có thể tại kinh sư mặt đất đi ngang. Tiêu Thiên thấp giọng phân phó vài câu, để Giang Vũ Thành cẩn thận, trước thăm dò một chút Uông Phi nội tình. Bất quá rất rõ ràng, Tiêu Nhị ca lời này, Giang Vũ Thành không nghe lọt tai. Giang Vũ Thành hạ quyết tâm, trực tiếp đem cái này phách lối tiểu vương bát đàn quảng dưới lầu đi. Về phần có thể hay không ngã chết hắn, Giang Vũ Thành cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Giang Vũ Thành khí thế hùng hổ, bày ra nhu đạo tư thế. Uông Phi tùy tiện đứng ở nơi đó, lấy ánh mắt sư quang liếc qua Giang Vũ Thành, căn bản liền không có đem hắn coi ra gì giang vũ thành đã chuẩn bị động thủ uông phi lại dù bận vẫn ung dung móc ra điếu thuốc lá ngậm lên môi đinh một tiếng cho điểm lên liếc giang vũ thành một chút không chậm không nhanh phun ra một vòng khói vương bát đản muốn chết ga uông phi động tác này triệt để chọc giận giang vũ thành hét lớn một tiếng giang vũ thành mãnh nhào tới mười ngón duỗi ra bắt lấy uông phi hai vai chân phải trước giò xét cắm tiến vào uông phi giữa hai chân đây là nhu đạo tiêu chuẩn sáo lộ, tiếp xuống vịn lại một ném, Uông Phi liền nên trổng vó. Giang Vũ Thành hai tay còn chưa kịp phát lực, Uông Phi thân trên uốn éo, Giang Vũ Thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hai tay trượt đi, lập tức thu thế không ngừng, bỗng nhiên hướng phía trước té ra, oanh một tiếng, quẳng cái miệng gặm đất. Uông Phi cười cười, ngón tay kẹp lấy thuốc lá đưa đến bên miệng, hút một hơi, lại phun ra cái vòng khói, từ miệng bên trong lóe ra hai chữ phế vật, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Giang Vũ Thành đánh không lại Uông Phi, đoàn người cũng sẽ không quá kỳ quái. Uông Ba đã dám giảng như thế khoác lác, cũng không thể một chút bản lãnh không có. Nhưng thực tế không nghĩ tới, tranh lệch của song phương lại to lớn như thế. Giang Vũ Thành bò người lên, gầm lên giận dữ, từ sau bên cạnh sông tới, vẫn như cũ rũi ra hai tay, đi bắt Uông Phi bả vai. Học nhiều năm như vậy nhu đạo, Giang Vũ Thành sớm thành thói quen uông phi hay là trật một chút thân trên giang vũ thành lại trực tiếp ném đi cùng vừa rồi giống nhau như đúc cũng may lần này giang vũ thành không tiếp tục quảng cái ngã gục tại ngã xuống nháy mắt tiêu thiên khẽ vươn tay đem hắn đỡ lấy không quá to lớn lực trùng kích đem tiêu thiên cũng đâm đến lui về sau hai bước vũ thành tiểu tử này có thể sẽ chiêm y thập bát biệt trượt không lưu thu người đừng sông đến quá mạnh bắt rắn chắc lại nói tiêu thiên dán tại giang vũ thành bên tai thấp giọng nói song nghi nhau hắn ở bên cạnh nhìn ra chút mánh khóe uông phi hai lần đều là tá lực đả lực làm tứ lạng bà thiên cân thủ đoạn giang vũ thành tất cả đều là ăn mình thua thiệt ừm giang vũ thành trọng trọng gật đầu hít một hơi thật sâu xoay người thân eo có chút cung lên gắt gao tiếp cận uông phi đến uông phi miệng bên trong ngậm thuốc lá hướng giang vũ thành đưa tay phải ra ngón trỏ câu hai lần giang vũ thành trong mắt như muốn phun ra lửa bước động bước chân từng bước một đi qua dưới chân phát ra tiếng vang trầm nặng ha giang vỗ thành lần nữa duỗi ra hai tay chụp vào ôm phi bả vai dùng sức nắm chặt lay động một chút xác định lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không thất thủ lúc này mới nâng lên chân phải chuẩn bị cắm tiến vào ôm phi giữa hai chân bỗng nhiên trèo chống thân thể toàn bộ trọng lượng chân trái xương ống chân một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức nháy mắt truyền khắp toàn thân kim lòng không đặng trái chân mềm nhún quỳ xuống ha ha đánh không lại liền quỳ xuống, là cái thói quen tốt. Uông Phi cười ha hả, tốt, xem ở ngươi coi như hiểu chuyện phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi. Cút đi, kế tiếp, Giang Vũ Thành chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, xấu hổ giận dữ đan sen, gầm lên giận dữ, cũng không biết từ đâu đến một cỗ sức mạnh, hai tay bỗng nhiên ôm Uông Phi phần eo, liền muốn đem hắn nâng lên, thẳng ném ra. Sau đó ngực bụng ở giữa lại là đau đớn một hồi, Giang Vũ Thành cả người đều bay lên, oanh một tiếng, ngã tại tiêu thiên đám người dưới chân, dạ dày ở giữa rời sông lấp biển khó chịu, trong lúc nhất thời, làm sao đều dậy không nổi. Uông Phi nâng lên chân trái không có vội vã buông xuống đi, đưa tay tại trên đầu gối quét hai lần, cười lạnh nói, cho thể diện mà không cần, không phải để tam ra đem người đánh chết sao. Tốt, tiểu Phi, đánh thật hay. Uông thuật văn hai mắt sáng nóng lánh, vỗ tay, trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động, đại đa số người đều đang vỗ tay, cũng không phải nói những người đứng xem kia có bao nhiêu chán ghét Giang Vũ Thành, mấu chốt Uông Phi cái này mấy cái xác thực đặc sắc, tựa như chính hắn vừa mới nói, đặt kia bất động, hút thuốc, không tốn sức chút nào liền đem Tráng Kiện như Châu Giang Vũ Thành cho quật ngã tại kia, nửa ngày không thể động đậy. Đây là công phu thật, không trộn lẫn nửa điểm giả. Đáng giá mọi người cho hắn vỗ tay, dù sao là xem náo nhiệt, ai ra sức liền cho người đó lớn tiếng khen hay. Uông Phi hai tay ôm quyền, làm cái tứ phương vái chào trên mặt hiện lên một tia mỉm cười đắc ý. Thế nào, tiêu hai, còn muốn hay không đánh? Nếu là không dám, hiện tại cho tam gia nói lời xin lỗi, bồi cái không phải, tam gia ta đại nhân không chấp tiểu nhân, về sau các ngươi không muốn lại tại tinh ngữ quán ba lộ diện là được. Cùng tiếng vỗ tay dần dần ngừng, uông phi hít một hơi thuốc lá, cười như không cười nhìn qua tiêu thiên. Tiêu thiên đem giang vỗ thành nâng đỡ, nhìn qua, giang vỗ thành lần này chịu được không nhẹ, sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch, gắt gao cắn môi, không rên một tiếng, sợ mình há miệng liền toàn nôn. đem giang vũ thành đặt ghế sofa bên trong ngồi xuống, tiêu thiên cởi áo khoác, giao đến tiểu hoa quế trên tay, chậm rãi đứng ở trước sân khấu, lạnh lùng nhìn qua uông phi. không phục a, à, vậy thì tốt, đến. uông phi vẫn là như cũ, đưa tay phải ra ngón trỏ hướng tiêu thiên câu hai lần. đừng nói tam gia lấn phụ các ngươi, vẫn là câu nói kia, tam gia ta đặt cái này bất động, người đem ta đánh ngã coi như người thắng. Không cần thiết, thắng muốn thắng được công bằng, thua cũng muốn thua quang côn. Tiêu thiên từ tốn nói, cũng không có bị Uông Phi chọc giận. Đây cũng là tiêu thiên đặc điểm, càng là gặp được tình huống khẩn cấp, càng là có thể lạnh yên tĩnh. Nhìn Uông Phi quật ngã giang vỗ thành kia nhẹ nhõm sức mạnh, tiêu thiên đoán chừng mình hơn phân nửa cũng không phải Uông Phi đối thủ. Nhưng càng như vậy càng phải tỉnh táo, không thể bị Uông Phi chọc giận, không phải chỉ có thua thảm hại hơn ngược lại con lừa không ngã đỡ đi người tới đi tam gia ta hảo hảo áng chừng ngươi cân lượng uông phi tiếp tục hút thuốc không chậm không nhanh nói tiêu thiên bày ra tâm ý quyền thức mở đầu nha bắc phái hồng quyền tiêu nhị ca quả nhiên là cái người luyện võ uông phi ánh mắt sáng lên lập tức đùa vừa cười vừa nói thù không một chút kính trọng chi ý hồng quyền là nước ta lưu truyền rộng nhất một loại quyền thuật cũng là rất cổ lão quyền thuật thuộc về bên trên bốn môn quyền lộ lấy địa vực đến phân, bình thường chia làm Nam Phái Hồng Quyền cùng Bắc Phái Hồng Quyền. Lấy danh khí mà nói, bởi vì Hoàng Phi Hồng, Hồng Hy Quan cùng cầu sắt ba cùng đời nhà thanh võ thuật danh ra nguyên nhân, Nam Hồng Quyền so Bắc Hồng Quyền càng thêm nổi danh. Nam Phái Hồng Quyền giảng cứu bước ổn thế liệt, cứng tay cứng chân, cường tráng mạnh mẽ, Bắc Phái Hồng Quyền thì giảng cứu bốn hòa lớn ngựa, tránh triển linh hoạt, đại khai đại hợp, quyền thế uy mãnh. Nhưng mặc kệ Nam Phái Hồng Quyền hay là Bắc Phái Hồng Quyền, bình thường đều bị phân loại thành bên ngoài môn võ công. Tiêu Thiên đi theo lão gia tử vệ sĩ, học chính là bác phái Hồng Quyền. Người luyện võ không dám nhận, học võ chính là giảng cứu cái cường thân kiện thể. Tiêu Thiên một câu nói còn chưa dứt lời, Uông Phi đã không khách khí chút nào đánh gãy hắn, nói, bớt nói nhiều lời, người ra chiêu đi. Sớm một chút đánh xong, ta còn muốn đi thời đại khách sạn mướn phòng đâu. Đi trễ, ta sợ Tổng thống bộ bị người ta lái đi. Tốt, uông tam ra hảo khí phách, lại có người vây xem ồn ào vỗ tay. Đối với những người không phận sự này đến nói, đối với song phương đều không có thiên vị. Dù sao tiêu hai uông hai ngày bình thường đều túm hề hề, như bước hống hống, vô luận là tiêu hai đánh ngã uông ba, hay là uông ba đánh ngã tiêu hai, cũng không quan hệ. Chỉ cần có náo nhiệt nhìn là được. ồn ào âm thanh bên trong, tiêu thiên trà đạp thân mà lên, đại hồng quyền thẳng đến uông phi mặt. Mọi người hoa mắt thời khắc chỉ nghe tiêu thiên rên lên một tiếng, thất tha thất thểu, liền lùi mấy bước. Hừ, cái gì bác phái hồng quyền, cái dám dùng không có, đều là chủ nghĩa hình thức. Uông Phi gỡ xuống miệng bên trong cắn điếu thuốc, phi một tiếng, ngón tay búng một cái, đầu mẩu thuốc lá xa xa bay ra ngoài. chương 78, một quyền chịu uy. Một đài nửa mới không cũ xe nhỏ, dưới cao tốc, lại chuyển trở về. Tiêu phàm ngồi thẳng thân thể, thấp giọng phân phó nói, đi tinh ngữ quán ba đi tinh ngữ quán ba tân lâm hỏi ngược một câu lại có chút làm không rõ ràng lúc này còn đi quán ba tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu không nói gì nữa trên mặt hiện lên một vòng u buồn chi sắc tân lâm bất đắc dĩ đành phải đánh tay lái xe nhỏ nhàn rỗi rẽ trái hướng về thành khu mau chóng đuổi theo tinh ngữ quán ba bầu không khí đã lửa đến bạo tiêu thiên đi lên ba lần bị uông phi đánh bại ba lần chỉ riêng công phu quyền cước mà nói song phương thực tế kém đến quá xa. Uông Phi một thân tiểu kỹ thuật khéo léo, xác thực không phải cái, xa không phải tiêu thiên dạng này nghiệp dư người luyện võ có thể so sánh. Ngay cả Uông Thuật Văn đều nhìn ngốc, tiểu Phi, cái này bộ đội thật đúng là tàng long ngỏa hổ chi địa A, công phu này nhưng không tầm thường, chật chật. Uông Nhị Ca không ngừng lắc đầu, chật chật có âm thanh. Uông Phi cười một tiếng, mang theo mấy phân nói không nên lời tà mị chi khí. Công phu này cũng không phải bộ đội giáo, không có người biết hắn lão tử Uông Vĩ Thành tại sao phải tại hắn mấy tuổi thời điểm liền đem hắn đưa đến lớn Tây Bắc vùng đất nghèo nàn trong quân doanh đi sinh hoạt. Thậm chí ngay cả Uông Lão Gia Tử cùng Đại Bá Uông Vĩ Minh đều không rõ ràng nội tình, còn tưởng rằng là Uông Vĩ nghĩ đến muốn đánh tiểu liền tôi luyện nhi tử. Đây là chuyện tốt, Ngọc bất chắc bất thành khí, tự nhiên sẽ không có người đưa ra dị nghị. Những năm này, Uông Phi tại lớn Tây Bắc qua ngày gì, không có người biết, hắn cũng sẽ không theo Uông Thuật Văn nhắc lên. Cũng may đây hết thảy đều đi qua, Uông Phi trở lại thủ đô. Đã Uông Phi trở về, như vậy từ hôm nay trở đi, toàn bộ tứ cửu thành nha nội vòng tròn bên trong, mỗi người đều phải một mực ghi nhớ hắn Uông Tam gia đại danh. Điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, vô luận là ai, chỉ cần dám can đảm cùng Uông Tam gia là địch, tiêu thiên giang vũ thành chính là kết quả của bọn hắn. Tiêu thiên nằm dạp trên mặt đất, giấy ruộng hai lần, đều không thể đứng dậy. Hắn tình hình bây giờ, chỉ có so giang vũ thành vừa rồi thảm hại hơn. Còn có ai muốn đi lên thử một lần, Uông Phi liếc tiêu thiên một chút, rất khinh thường lắc đầu, lập tức đem ánh mắt tại tiểu hoa quế đám người trên mặt một quét qua qua. Tiểu hoa quế bọn người nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có ai dám lên đi. Ngay cả tiêu thiên cùng giang vũ thành đều nằm xuống, bọn hắn mấy cái này đi lên, thuần túy tìm tai vạ, chỉ có để Uông Phi nhiều một lần khoe khoang cơ hội mà thôi. Được rồi, chư vị, vở kịch đã xem hết tất cả giải tán đi. Uông Phi cười phủi tay, hướng Chu Vi xem trên trăm nam nữ nói, ánh mắt chuyển hướng trốn ở trong góc A Kiệt Lina, trên mặt lại hiện lên loại kia tà mị tiếu dung, mảy may cũng không che giấu mình tham lam chi ý. Cái này trắng nga cô nàng chính là so lớn tây bắc những cái kia mặt mũi tràn đầy bụi đất chi sắc hồi hương cô nàng đẹp mắt hơn phải nhiều. Tối nay, Uông Tam gia phải thật tốt hưởng thụ một phen. Người vây xem không có vội vã tán đi, tiếng ông ông nổi lên, nghị luận không ngớt, cả đám đều vẫn chưa thỏa mãn. Nguyên lai like tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, ai ngờ lại là thiên về một bên, đặc sắc là đặc sắc, tựa hồ quá chưa đủ nghiền a. À. Uông Phi chậm rãi đi đến tiêu thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua đang cố gắng hướng lên đứng tiêu thiên, vừa cười vừa nói tiêu nhị ra, từ nay về sau, người cái này có thể đánh chiêu bài, phải sửa lại. Ta nếu là người A, à. liền lăn về trong nhà đi, diện bích 10 năm lại nói. Bất quá, Nói thật, liền ngươi cái này khoa chân múa tay, đừng bảo là diện bích 10 năm, coi như diện bích 20 năm 30 năm, cũng giống vậy không đủ tam ra ta một cái cánh tay đánh. Ta nhìn ngươi hay là tỉnh lại đi, về sau ngoan một điểm, chỉ cần có tam gia địa phương, ngươi đi vòng qua, ta cũng không phải không phải muốn gặp ngươi một lần đánh một lần. Tiểu Phi, được rồi, tiêu nhị ca cũng là người có mặt mũi, không muốn ép người quá đáng, hoặc nhiều hoặc ít cho tiêu nhị ca lưu chút mặt mũi, về sau còn muốn gặp mặt không phải. Uông Thuật Văn cười ha hả nói, bên ngoài, hắn tại làm hòa sự lão, chỉ là cái này bất âm bất dương ngữ khí, thực tế so thanh đao nhỏ đâm người còn đau nhức. Thanh đao nhỏ đâm người, đau nhức tại trên thịt, Uông Nhị ra lời này đâm tâm. Được, Nhị ca, ta nghe ngươi, cho tiêu Nhị ca lưu chút mặt mũi. Đi thôi, chúng ta đi thời đại khách sạn, Uông Phi xoay người lại, đúng lúc này, tiêu thiên gầm lên giận dữ, phi thân vọt lên. Cả người như là ra khỏi nòng đạn pháo, bỗng nhiên đâm vào uông phi trên thân uông phi không nghĩ tới tiêu thiên còn có dạng này lực bộc phát vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng bay ra ngoài bất quá uông phi dù sao thân thủ tốt trong lúc cấp bách đưa tay tại mặt đất khẽ trống bên hông phát lực tại không trung vạch nói xinh đẹp đường vòng cung liền đứng vững vàng lại là một trận đinh tai nhức óc tiếng ủng hộ tiêu thiên va chạm về sau như có lẽ đã hao hết toàn thân chút sức lực cuối cùng đặt mông ngồi ngay đó hô hô thở dốc nhưng liếc sắc mặt tái xanh uông phi, nhếch miệng cười một tiếng, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Hóa, lão tử lúc đầu nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại như thế không biết sống chết. Xem ra hôm nay không đem ngươi phế, ngươi là không nhớ được cái này giáo huấn. Uông phi mặt lạnh lấy, từng bước một hướng về tiêu thiên đi tới. Nguyên bản ẩm ý không chịu nổi quán ba, bỗng nhiên lại tịch yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều bình tức tĩnh khí, Nhìn chằm chặp tà ma nhất dạng Uông Phi, kìm lòng không đặng từ giữa ngực dâng lên thấy lạnh cả người, cũng kìm lòng không đặng vì ngồi dưới đất, liền đứng lên khí lực đều không có Tiêu Thiên lo lắng. Mọi người cũng nhìn ra được, Tiêu Thiên đã là cường nỗ chi kết thúc, vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi Uông Phi tiến công. Tiểu Hoa Quế bọn người cứ việc trong đầu bồn chồn, hay là phần phật phây quanh, đứng tại Tiêu Thiên bên người, ngay cả bị thương không nhẹ Giang Vũ Thành cũng dãy dụa lấy đứng lên, đứng lên trên trừng lớn huyết châu đồng dạng hai mắt, hung tợn tiếp cận Uông Phi. Uông Phi nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là từng bước một hướng tiêu thiên tới gần, mỗi một bước đều đi rất chậm, nhưng rơi trên sàn nhà, lại phản phất phát ra sấm rền cũng như thanh âm, trực tiếp gõ vào trái tim của mỗi người. Ngay cả những cái kia người xem náo nhiệt, đều không chịu được bắt đầu lui về sau, hy vọng cách hắn càng xa càng tốt. Bỗng nhiên, Uông Phi dừng bước, một người mặc trắng thuần đường trang nam tử trẻ tuổi, tách ra đám người đi đến, đi tới tiêu thiên bên người, xoay người đem tiêu thiên đỡ lên. Đám người này vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối, nam tử mặc áo trắng này lại cứ như vậy tách ra bức tường người, không chậm không nhanh đi đến. Ca, tiêu thiên kinh ngạc vạn phần gọi một tiếng, hai mắt trợn thật lớn, không còn có nghĩ đến, tiêu phàm sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt của hắn. Tại sao lại cùng người đánh nhau rồi? Tiêu phàm thuận tay cho tiêu thiên cả sửa lại một chút quần áo, nhẹ giọng hỏi, song mi nhau. Dưới ánh đèn sáng ngời, Tiêu Phàm sắc mặt thương bạch như tuyết, mang theo nói không nên lời ủ rũ cùng thần sắc có bệnh. Đây là một bệnh nhân, Tiêu Thiên mặc dù không có ngoại thương, nhưng Tiêu Phàm tinh mắt cỡ nào, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, Tiêu Thiên bị nội thương không nhẹ. "Không có việc gì." Tiêu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu, lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, thấp giọng nói: "Ca, ta không sao, chúng ta đi thôi." Nếu như là một mình hắn ở đây, dù là biết rõ phải chết, hắn cũng sẽ không lùi bước, nhưng bây giờ tiêu phàm đến, vậy liền không giống. Mắt thấy đại ca tựa hồ bệnh đến kịch liệt, tiêu thiên rốt cuộc quật cường không đi xuống. Tiêu phàm không đáp, hỏi ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này. Ta đánh, ngươi là ai? Uông phi thuận miệng đem lời nói tiếp tới, ngạo nghễ hỏi. Vì cái gì đánh nhau? Tiêu phàm vẫn như cũ song mi nhíu chặt, hỏi. Ta thích đánh người, làm sao rồi, làm phiền chuyện của ngài rồi nghĩ bênh vực kẻ yếu ta đừng để ý đến hắn người này là thằng điên tiêu thiên thấp giọng nói tên điên ha ha nói đúng tiêu thiên ta liền là thằng điên ta nói cho ngươi tiêu thiên hôm nay bất kể là ai đến đều cứu không được ngươi hoặc là ngươi dập đầu xin lỗi hoặc là ta phế bỏ ngươi hai con đường chính ngươi tuyển một đầu phải nhanh chớ trì hoãn quá lâu ta kiên nhẫn không được uông phi cười ha hả dập đầu xin lỗi phế hắn tiêu phàm nhàn nhạt hỏi ngược một câu trong tay hàn quang lóe lên liễu diệp tiểu đao cực nhanh trên người mình mấy chỗ huyệt đạo đâm một châm nguyên bản sắc mặt tái nhợt nháy mắt hiện lên hai đóa đỏ ửng thân thể chậm rãi đứng thẳng nhàn nhạt nhìn qua uông phi thế nào tiêu đại ca không phục uông phi liền cười trên mặt mỉa mai chỉ ý càng phát ra nồng đậm không phục người cũng có thể lên a à, người dạng này ta chấp người một tay không không ta để ngươi chín cái ngón tay ta liền dùng cái này một cái ngón trỏ đầy đủ. Nói, Uông Phi đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng tiêu phàm câu hai lần. Oanh, tiêu phàm động, tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, thực tế tiêu phàm một màn này tay, quá mức uy mãnh tuyệt luân. Xuất thủ trước đó, hắn nhã nhận đứng ở nơi đó, như cái bệnh nhân, nhưng vừa động thủ, hết thảy đều thay đổi, theo một quyền này đánh ra, tiêu phàm cả người đều giống như bỗng nhiên bắt đầu tăng mạnh, màu xanh nhạt đường trang phồng lên, như là thần ma hạ phàm, thế không thể đỡ. Cả cái quầy rượu lầu 2, đột nhiên cuồng phong gào thét. Cách gần đó người nhất thời cảm thấy liền hô hấp đều không trôi chảy. Một quyền này không có bất kỳ cái gì hoa văn, cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, nếu như nhất định phải nói chiêu thuật lời nói, miễn cưỡng có thể tính làm là bác phái hồng quyền trực đảo Hoàng Long. Không giảng cứu chiêu thuật biến hóa, chỉ nói cứu lực quyền bá đạo. Một quyền đã ra, đối thủ tất cả đường lui đều bị phong kín, trừ cứng đối cứng, không có bất kỳ cái gì xê dịch né tránh chỗ trống. Uông Phi sắc mặt lập tức biến, hai mắt nháy mắt tràn ngập ý sợ hãi. Nhưng hắn tránh không được, tiêu phàm không cho hắn một điểm né tránh không gian. Uông Phi cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, song trưởng mãnh lực hướng về phía trước đánh ra. Đối mặt như thế uy mãnh bá đạo một quyền, bất kỳ cái gì dính bản dính ngoặt, tứ lạng bà thiên cân thủ pháp đều vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, kỹ xảo trở nên hào không đáng nói đến chỉ có thể liều chết nghênh kích. Quyền trưởng tương giao, Uông Phi kêu to một tiếng, sau đó chính là lốp ba lốp bốp xương cốt bạo hưởng thanh âm, Uông Phi cả người thẳng bay ra ngoài, đem mấy mét bên ngoài ghế sofa, bàn trà đâm đến loạn thất bát tao, cúp bàn vung rơi một chỗ. Xoạch một tiếng, Uông Phi trùng điệp đụng ở trên tường, dựa lưng vào vách tường, chậm rãi ngồi ngay đó, đầy mặt ân hùng tự huyết. Cách đó không xa một cái cự đại cảnh thái làm bình hoa lay động mấy lần, ầm vang ngã xuống, đánh cho vỡ nát, mảnh vỡ tứ tán vẩy ra. Vô số nữ hài tử hét dầm lên, quán ba trong chốc lát loạn thành một bầy, tiêu phàm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng lui về sau, mang theo vô so vẻ sợ hãi, hoảng sợ đến cực điểm nhìn qua tiêu phàm. Tiêu, tiêu lão đại, lầm, hiểu lầm, hiểu lầm A. À. Uông thuật văn dọa đến hồn bất phụ thể, toàn thân loạn chiến, lắp bắp kêu lên. chương 79, tiêu một thiếu. Tiêu phàm mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, đi thẳng tới Uông Phi trước mặt. Uông Phi oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt bên trong, không có căm hận, chỉ có khó có thể dùng nói đồng hồ e ngại hoảng sợ. Cái mới nhìn qua này cũng không khỏe mạnh, mà lại mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh ra hỏa, tuyệt không phải hắn có khả năng đối kháng được. Thật giống như hắn vừa rồi chào phúng tiêu thiên lời nói, lại trở về diện bích 10 năm, 20 năm, cũng vẫn như cũng không thể nào là tiêu phàm đối thủ. Uông Phi, người xem thường bác phái hồng quyền, kia là kiến thức của người thiển cận. Thiên hạ võ công, vốn không cao thấp chi phân, mấu chốt ở chỗ luyện tập người là có hay không dưới khổ công. Học võ người, thủ trọng võ đức, người sau này, không muốn lại như thế trương cuồng, đối chính ngươi không có nửa phân chỗ tốt. Tiêu phàm từ tốn nói, Uông Phi kìm lòng không đặng liên tục gật đầu, vừa rồi một quyền kia, đã đem hắn tất cả tinh khí thần đều đánh không có. Một quyền chịu uy, đủ khiến can đảm đọa địa mọi người tất cả giải tán đi, quán ba là giải trí địa phương, không phải chỗ đánh nhau. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, thanh âm cũng không lớn, ở đây mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Tiêu phàm ánh mắt, lập tức rơi vào bao sư hoa trên mặt. Bao tổng, bao sư hoa lập tức tiểu chạy tới, hướng về tiêu phàm liên tục gật đầu cúi người, tiêu một ít, ngài tốt ngài tốt. Đối với vị này trước đó không lâu từng tại tinh ngữ quán ba lộ ra một lần mặt tiêu ra đại thiếu, bao sư hoa ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cứ việc một lần kia tiêu phàm biểu diễn hào không kinh diễm, tương phản 10 điểm điệu thấp, nho nhã lễ độ, không có nửa phân hào môn đại thiếu giá đỡ. Nhưng tiêu phàm tới qua về sau, tiêu thiên túi tiền bị trộm sự tình, thế mà không giải quyết được gì, tiêu nhị ca cũng chưa từng lại tìm hắn lão bao phiền phức. Cái này ảo thuật làm sao biến, cho tới nay bao sư hoa cũng không có hiểu rõ. Tiêu phàm ôn hòa nói, bao tổng, làm phiền ngươi tính một chút, đập nát những vật này, giá trị bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường cái này cái này tiêu một ít không dám không dám bao sư hoa khẽ giật mình lập tức luôn miệng nói lại là liên tục cúi đầu hôm nay không có náo chết người bao sư hoa đã thắp nhang cầu nguyện đập nát một cái bàn trà một chương sofa một cái bình hoa đáng giá cái gì dám muốn tiêu một thiếu bồi thường tiêu phàm sau nghi có chút nhân lại nói bao tổng đập nát đồ vật liền muốn bồi đây là pháp luật quy định Ngươi tính một chút đi. Đúng đúng, vậy, vậy ta gọi người tính một lúc sau, lại hướng một thiếu báo cáo. Bao sư hoa trong lòng một hàn, vội vàng theo tiêu phàm câu chuyện nói. Hắn xem như nhìn ra, vị này tiêu một thiếu không phải cái thích nói nhiều người, nhưng hắn nói ra mỗi câu lời nói, đều là quyết định, khiến người không thể cùng kháng. Được, mặt khác, vị này A Kiệt Lina tiểu thư, ta tối nay muốn dẫn đi. Nếu như người có việc muốn tìm nàng, có thể trực tiếp cùng thời đại khách sạn phòng tổng thống liên hệ, đêm nay ta sẽ ở nơi đó. Tiêu phàm lại nhàn nhạt phân phó một câu, cái này, đúng đúng, hết thảy đều dựa theo một thiếu phân phó xử lý. Bao sư hoa là thật không nghĩ A à Kiệt Lina bị mang đi. Đây là hắn chuẩn bị bồi dưỡng thành tinh nữ quán ba một đời mới buổi chiếu phim tối hoàng hậu, mới 10 ngày qua, liền bị công tử Ca Nhi mang đi mướn phòng, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy bị mang đi, cái này buổi chiếu phim tối hoàng hậu sợ là bồi dưỡng không ra cũng không phải là nói buổi chiếu phim tối hoàng hậu nhất định phải là xử nữ cái này không thực tế nhưng ít ra không thể như thế công khai a à. nhất là tiêu phàm hôm nay một quyền này xem như triệt để đánh ra uy phong uông phi nhiều nghiêu bức hống hống ra hỏa nửa điểm sức hoàn thủ cũng vô một quyền liền làm nằm xuống hiện tại cũng còn dậy không nổi đâu biết rõ a à, kiệt lina cùng tiêu một ít ai ăn gan báo còn dám nghĩ cách coi như người có uông phi công phu kia, cũng là không có chút nào đủ nhìn. Một cái không ai dám đến gần nữ hài tử, dù là dáng dấp lại đẹp như thiên tiên, cũng vì quán ba sáng tạo không được hiệu quả và lợi ích. Nhưng bao sư hoa không thể làm gì, hắn là thật không dám có ý kiến. Tiêu phàm nếu là không phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, tối nay A Kiệt Lina cũng xác định vững chắc sẽ bị uông thuật văn uông phi bọn hắn mang đi. Đương nhiên, A Kiệt Lina cũng có thể không đi, bao sư hoa còn có thể lựa chọn báo cảnh xin giúp đỡ điều kiện tiên quyết là hắn phải có như vậy mập lá gan tiêu phàm gật gật đầu đi thẳng tới trốn ở trong góc run lẩy bẩy a kiệt lina trước mặt cười cười ôn hòa nói đi theo ta đi a kiệt lina khẽ run đứng dậy đưa tay xoa xoa nước mắt từ từ đi tới tiêu phàm bên người thiên kiều bách mị đầu trầm thấp rủ xuống không rên một tiếng tiêu thiên đi tiêu phàm chào hỏi một tiếng chậm rãi hướng về phía trước a à, kiệt lina vẫn như cố cú cúi đầu yên lặng cùng ở phía sau hắn đám người vây xem tự động tự giác tránh ra một cái thông đạo nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt đầy cõi lòng vẻ kính sợ trong đám người có một đôi mắt một mực truy tung tiêu phàm cho đến hắn đi ra tinh nữ quán ba đại môn lúc này mới vội vã tách ra đám người chung quanh cũng nhanh chóng rời đi tinh nữ quán ba tiêu thiên để mấy ca về nhà trước đi người đi với ta thời đại khách sạn ta có lời nói cho ngươi Đứng tại tinh ngữ quán ba đèn nê ông lấp lóe không thôi cửa chính, tiêu phàm phân phó nói. Được, tiêu thiên không nói hai lời, miệng đầy đáp ứng. Nói thật, tiêu thiên chấn kinh, mảy may cũng không dưới cái khác quần chúng, thậm chí hắn sau so tất cả mọi người muốn càng thêm kinh ngạc. Cùng tiêu phàm làm hơn 20 niên huynh đệ, hắn thế mà không biết đại ca võ công lợi hại gây nên tư, quả thực chính là tuyệt đỉnh cao thủ phong phạm. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn hỏi tiêu phàm, giang vũ thành tiểu hoa quế bọn hắn, vốn là muốn hảo hảo cùng tiêu phàm thân cận một chút, vừa rồi một quyền kia, thực tế quá hăng hái. Một quyền liền đem bọn hắn tối nay chịu uất khí tất cả đều tiêu trừ phải không còn một mảnh. Nếu không phải tiêu phàm bỗng nhiên đuổi tới, đêm nay việc này, còn thật không biết nên kết thúc như thế nào. Tiêu thiên như thế tính cách, nơi nào nhận được như vậy vô cùng nhục nhã, nói không chừng thực sẽ ra án mạng. Nhưng tiêu phàm đã nói như vậy, ai cũng không dám dị nghị, đều ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, riêng phần mình tán tiêu thiên, xe của ngươi mở ra cái khác, ngồi xe của ta. Ai, dưới mắt, tự nhiên là đại ca nói thế nào tiêu thiên liền làm sao nghe. Cứ việc tiêu phàm xe, thực tế cùng tiêu thiên lớn cắt nạc cơ không tại một cái cấp bậc phía trên. Cùng tiêu thiên bên trên tiêu phàm bộ kia nửa mới không cố đại chúng bảng hiệu xe nhỏ, mới phát hiện trên ghế lái đã sớm ngồi một vị cô gái trẻ tuổi, ban đêm tia sáng u ám, thấy không rõ lắm tướng mạo, tiêu thiên hay là rất lễ phép mà hướng tân lâm hỏi tốt hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Lâm, trước đó, tiêu gia bất luận kẻ nào cũng không biết, tiêu phàm bên người có dạng này một nữ hài tồn tại. Nhưng cô bé này có thể cho đại ca làm lái xe, vậy liền chứng minh hai người bọn họ quan hệ không phải bình thường, làm không tốt chính là mình tương lai đại tẩu, tiêu thiên tự nhiên không dám thất lễ. Tân Lâm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng không thế nào nhiệt tình. Tiêu thiên liền buồn bực một chút, đây thật là vật họp theo loài người lấy bảy phân, bên cạnh đại ca nữ lái xe, cũng cùng hắn một tính tình, lãnh lãnh đạm đạm, không yêu lắm nói chuyện. Tiêu Thiên là cái tính tình rất hướng ngoại, có chút không quen lắm cùng tính tình quá lạnh nhạt người liên hệ. Đương nhiên, đại ca là ngoại lệ. A Kiệt Lina nhấc lên xinh đẹp váy áo, cũng một tiếng không phát trên mặt đất xe nhỏ. Như có lẽ đã hạ quyết tâm, Tiêu Phàm để nàng đi cái kia nàng liền đi đâu, để nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó. Đến cái này cổ lão Đông Phương quốc gia thủ đô trước đó, A -Kiệt Lina sớm liền đạt được qua cảnh cáo, quốc gia này có một cái giai tầng, là có quyền thế nhất nhất không thể đắc tội. Cái này cực đặc thù giai tầng, ở nước ngoài truyền thông trên có một cái chuyên dụng xưng hô nha nội đảng. Tiêu phàm tiêu thiên huynh đệ, không thể nghi ngờ đều là nha nội đảng bên trong người nổi bật. Từ bao sư hòa đối những công tử ca này trên thái độ, A Kiệt Lina liền có thể phán đoán được đi ra. Một cái ngay cả bản thổ đại thương nhân đều không thể trêu vào đặc quyền giai tầng, như thế nào nàng một cái nho nhỏ buổi chiếu phim tối nữ tử có thể chống cự được cùng a kiệt lina chấn định tự nhiên khác biệt tinh nữ quán ba lão bản bao sư hoa có chút tức hổn hển hai nhóm công tử ca vừa rời đi bao sư hoa liền vội vã chạy tiến vào mình biệt kín văn phòng chăm chú đem phòng cửa đóng lại không kịp chờ đợi nắm lên trên bản công tác phục cổ xa hoa phong cách máy điện thoại gọi một cú điện thoại uy lão bản là ta a à, lão bao điện thoại vang vài giây đồng hồ bên kia mới có người nghe bao sư hoa vội vội vàng vàng nói lão bao chuyện gì a à? có phải là a kiệt lina bị người mang đi rồi điện thoại bên kia truyền tới một phi thường nhã nhận nam bên trong âm rất có phong độ thân sĩ là chính tông kinh phiến tử bao sư hoa giật nảy cả mình liền vội vàng hỏi lão bản làm sao ngươi biết thật đúng là thật sự là liệu sự như thần nam bên trong âm cười không đáp hỏi ngược lại là ai mang đi tiêu phàm lão tiêu gia đại thiếu gia tiêu phàm điện thoại bên kia nam bên trong âm tựa hồ hơi hơi có chút ngoài ý muốn lão tiêu nhà cái kia tại tông giáo cục đi làm đại nhi tử đúng đúng chính là hắn lão bản người cũng biết hắn a à. bao sư hoa càng thêm giật mình hắn trước kia nhưng chưa hề chú ý qua tiêu phàm biết được tiêu phàm quan phương thân phận hay là lần trước tiêu phàm tại tinh ngữ quán ba lộ diện về sau mới chuyên đi hỏi thăm cái này cũng khó trách hắn một quán ba lão bản chú ý đương nhiên là những cái kia hoàn khố đại thiếu, đi chú ý một cái xuất gia đạo sĩ làm gì. Thế nhưng là ở xa ở ngoài ngàn dặm, tha hương nơi đất khách lão bản lại biết. Bao sư hoa làm sao có thể không ngạc nhiên vạn phân. Xem ra đại lão bản chính là đại lão bản, luôn luôn sẽ ngoài dự liệu. Ừm, người nói một chút đi, cụ thể là cái tình huống như thế nào. Bao sư hoa liền nhanh lên đem chuyện phát sinh tối nay chi tiết hướng đại lão bản làm báo cáo bao sư hoa ngôn ngữ biểu đạt năng lực không tệ, đem vừa phát sinh trận kia long hổ đấu miêu tả phải sinh động như thật. có loại sự tình này, vị này tiêu ra đại thiếu thế mà là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ. đúng vậy a, à, ai có thể nhìn ra được? kia có vẻ bệnh dáng vẻ, vậy mà lợi hại như vậy, một quyền liền cho ôm lão tam nhà ta đánh cho bay ra thật xa, kém chút liền mất mạng. ha ha, đây cũng thật là là cái thật có ý tứ tin tức. tốt, ta biết, này này, lão bản vậy làm sao bây giờ a à? hiển nhiên lão bản đang muốn cúp điện thoại bao sư hoa có chút gấp luôn miệng mà hỏi thăm làm sao bây giờ đại lão bản liền cười cái này còn phải hỏi ta làm sao bây giờ có như thế một vị lợi hại đại thiếu bảo bọc ngươi chàng tử chẳng lẽ ngươi không vui sao đúng a à, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này đâu ai nha hay là lão bản ngươi nhìn vấn đề nhìn xa trông rộng so với chúng ta mạnh quá nhiều bao sư hoa đốn lúc âm thầm thở một hơi lập tức dù từ sóng chiều chương 80 tổn thương càng thêm tổn thương thời đại khách sạn rốt cục nghinh đón cái thứ nhất thổ hào hộ khách từ khi thời đại khách sạn gầy dựng đến nay còn không có vị nào vào ở phòng tổng thống khách nhân là dùng tiền mặt giao tiền thế chấp bình thường đến nói tổng thống bộ không tồn tại tiền thế chấp mà nói có thể vào ở thời đại khách sạn phòng tổng thống không có chỗ nào mà không phải là lớn có thân phận lai lịch tôn quý khách nhân những này quan to hiển quý xã hội danh lưu danh tự chính là biển chữ vàng sau so bất luận cái gì hình thức tiền thế chấp đều có tác dụng bình thường đều là sớm hẹn trước hôm nay vị này là sách tiền mướn phòng thời đại khách sạn nhân viên lễ tân lúc đầu rất do dự dù sao lấy trước không có đụng phải tình hình như vậy nhưng trước mắt cái này bốn người một mèo kỳ lạ tổ hợp thấy thế nào đều không giống như là tiết mục cây nhà lá vườn tiêu phàm cùng tân lâm mặc dù xuyên được phổ thông khí độ phi phàm Tiêu Thiên càng là vừa nhìn liền biết là thượng lưu xã hội nhân sĩ, trang phục cứ việc có chút loạn, không phải chỉnh tề như vậy, lại là mạnh mẽ bảng tên, không thể giả được. Về phần A Kiệt Lina, hoàn toàn để nhân viên lễ tân trợn mắt hốc mồm. Thời đại khách sạn là thủ đô sớm nhất một nhóm 4 khách sạn cấp sao, mấy năm trước trải qua cải tạo, đã thăng làm cấp 5 sao, là chính phủ treo biển hành nghề ngoại giao khách sạn, tiếp đái qua không ít ngoại quốc danh lưu trong đó không thiếu Âu Mỹ truyền hình điện ảnh minh tinh cùng ngoại quốc vương phi công chúa, còn thật không có ai so A Kiệt Lina càng xinh đẹp mê người. Dù coi như tiêu phàm ôm vào trong ngực con mèo kia, tựa hồ cũng không hề tầm thường. Toàn thân tuyết trắng da mau, không trộn lẫn nửa điểm tạp sắc. Khi Tân Lâm đem một cái đổ đầy tiền mặt vali mật mã ở trước mặt nàng mở ra, nhân viên lễ tân không dám tiếp tục trần chờ, khách khí cho thuê phòng. Tiêu Thiên thấy lại là giật mình vừa buồn cười, nhớ được trước mấy ngày, đại ca còn hỏi hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy kết quả hiện tại đại ca bạn gái liền trực tiếp lên làm thổ hào một nhóm bốn người mang theo lấy xinh đẹp chế phục nhân viên phục vụ dẫn dắt phía dưới ngồi thang máy thẳng lên tầng cao nhất phòng tổng thống tiêu phàm bọn hắn vừa vừa đi tiến vào thang máy một vị nhìn qua phổ thông đến cực điểm ba mươi mấy tuổi nam tử cũng không chậm không nhanh tiến vào thời đại khách sạn ngồi một bộ khác thang máy lên lầu đi qua wow, khá lắm vừa đi tiến vào thời đại khách sạn Kim Bích Huy Hoàng phòng tổng thống, Tiêu Thiên liền kinh hô một tiếng. Tiêu Nhị Ca mặc dù là thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong lừng lẫy nổi danh đại lão, lại cũng chưa từng vào ở quá hạn thay rượu cửa hàng phòng tổng thống. Tiêu Nhị Ca tại hoàn khố vòng tròn bên trong danh khí, càng nhiều là tới từ lão Tiêu ra hàng hiệu tử, đã Tiêu Nhị Ca có thể đánh, giảm nghĩa khi tính cách. Kiếm tiền phương diện này, Tiêu Nhị Ca cũng không phải là đặc biệt sở trường. Đừng bảo là cùng uông thuật văn đánh đồng. Coi như cùng tiểu hoa quế bọn hắn tương đối mà nói, cũng rất có không bằng. Tiêu phàm thần sắc nhưng thủy chung nhạt nhạt, không quá để ý. A Kiệt Lina vào cửa, liền đứng ở nơi đó, xanh thẳm mười ngón, tại nơi bụng quấn dao, có chút không biết làm sao. Tăng thêm chính nàng, nơi này có hai nam nhân cùng hai nữ nhân, đều hết sức trẻ tuổi. Nàng không thể đoán trước, đêm nay đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tân Lâm lãnh đạm nói với nàng, đi theo ta liền dẫn A Kiệt Lina hướng phòng ngủ chính đi đến. Cùng hai tên phong tình khác là đại mỹ nữ đều tiến vào phòng ngủ, tiêu thiên mới thẻ lưỡi, hướng đại ca đùa vừa cười vừa nói ca, đây là tương lai đại tẩu A. Đủ băng mỹ nhân, về phần ngay trước tương lai đại tẩu trước mặt, đại ca lại đem A Kiệt Lina cái này thiên kiều bách mị người da trắng mỹ nữ mang về tổng thống bộ là cái gì chương trình, tiêu thiên liền lười đi nghĩ. Hoặc hứa đại ca chính là có loại này bản sự đâu một quyền liền thanh ôm phi đánh cho vứt bỏ nửa cái mạc thời khắc này đại ca tại tiêu thiên trong mắt sớm đã không phải ngày xưa ôn tồn lễ độ học cứu hình tượng năng giả vạn năng tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không trả lời nói đi thôi tiêu thiên chúng ta đi thư phòng trò chuyện hồi được tiêu thiên vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi một quyền kia trong rung động vẫn chưa chú ý tới đại ca sắc mặt tái nhợt phải dọa người ngày bình thường tiêu phàm sắc mặt cũng tương đối tái nhợt Phòng tổng thống phối trí 10 điểm hoàn chỉnh, có phòng ngủ, có thư phòng, có khách sảnh, còn có một cái nho nhỏ mini phòng tập thể thao. Ta, thật sự là khốc đánh chết, mau nói cho ta biết, đẹp trai như vậy công phu, người ở đâu học? Vừa một tiếng vào thư phòng, Tiêu Thiên không kịp ngồi, liền không kịp chờ đợi kêu la. Cái này nghi vấn ở trong đầu hắn xoay quanh hơn nửa giờ, lại không hỏi rõ ràng, Tiêu Thiên cảm thấy mình sắp bạo tạc. Tiêu Phàm bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, ngay cả vội vươn tay đỡ lấy bản đọc sách lập tức từ bản đọc sách trong hộp rút ra mấy tờ giấy khăn bịt miệng lại khăn tay lập tức liền bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm ca làm sao rồi làm sao rồi người thụ thương tiêu thiên lập tức liền hoảng tay chân mau tới tiến đến nâng tiêu phàm tiêu phàm lại rút ra mấy tờ giấy khăn đem khóe miệng tràn ra máu tươi lau sạch sẽ nhẹ nhàng hít một hơi lúc này mới khoát tay áo thấp giọng nói không sao cùng vừa rồi không quan hệ một canh giờ trước, cùng người giao thủ qua, bị thương nhẹ. Tiêu Thiên lại chố mắt một chút, một canh giờ trước, dạng này tính theo thời gian phương thức, tại trong cuộc sống hiện thực thật đúng là có rất ít người sẽ dùng, bình thường đều xuất hiện tại tiểu thuyết võ hiệp cùng cổ trang kịch bên trong. Người nào lợi hại như vậy a? À? Chố mắt qua đi, Tiêu Thiên giật mình hỏi, cứ việc Tiêu Thiên là cái nghiệp sư võ thuật tuyển thủ, nhưng cũng cảm thấy, lấy đại ca vừa rồi một quyền kiêu uy mãnh, tuyệt đối có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Thế mà còn có người có thể để đại ca thụ thương thổ huyết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này thành phố thủ đô bên trong, thật ẩn giấu đi nhiều như vậy đỉnh tiêm võ lâm cao thủ. Tiêu Phàm chậm rãi tại trong ghế ngồi xuống, "Ca, ta, ta cho ngươi pha chén trà nóng đi." Tổng thống phòng xếp bên trong, cái gì công trình đều là đầy đủ mọi thứ, Tiêu Thiên rất nhanh liền cho đại ca pha một chén nóng một chút trà đậm, hai tay bưng tới. Tiêu Phàm mỉm cười tiếp tới, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sách, "Ca, nếu không ta đợi chút nữa trò chuyện tiếp lên trước bệnh viện nhìn một cái đi tiêu thiên cuối cùng chú ý tới đại ca sắc mặt dị thường tái nhợt lập tức liền lo lắng nhìn qua đại ca là thật bị thương không nhẹ khỏi phải thương thế kia a à, bình thường bệnh viện vô dụng tiêu phàm thổ nạp một chu thiên cảm giác hơi dễ chịu chút lắc đầu nói tiêu thiên trần chờ hỏi ca người cái kia học công phu này a à, quá lợi hại vừa rồi một chiêu kia là đại hồng quyền trực đảo hoàng long a à đối với điểm này tiêu thiên từ đầu đến cuối không thể tiêu tan nhất định phải làm cái minh bạch có lẽ hiểu rõ đại ca võ học cao thâm nơi phát ra cũng liền có thể hiểu rõ cái khác rất nhiều chuyện tiêu thiên võ học chỉ đạo đến cảnh giới nhất định là vạn pháp đều thông câu nệ tại chiêu thức vậy liền rơi tầm thường tiêu phàm thuận miệng cho đệ đệ giải thích hai câu vừa rồi tại tinh ngữ quán ba hắn là cố tình làm chính là muốn để người cảm thấy hắn tập luyện chính là trí cương trí mẽ ngoại gia quyền pháp. Bình thường đến nói, đạo gia đều giảng cứu nội tức khí công tu luyện, thuần vừa đột nhiên nói cửa ngoại gia công phu, cũng không phải là quá nhiều. Nhất là tại tướng thuật mệnh lý, phong thủy xem bói trên có cao thâm tạo nghệ đại thuật sư, bình thường đều là nội gia võ thuật mọi người. Đạo khí chi pháp, có thể hữu hiệu chống cự trời cơ chi lực phản phệ. Dưới mắt, tiêu phàm nguyên khí trọng thương, vạn nhất để người kia môn nhân đệ tử hoặc là đồng đạo cao thủ để mắt tới, thực tế quá mức nguy hiểm. Tiêu phàm nhất định phải tận khả năng cho đối phương tạo thành ảo giác. Bất quá, tại bản thân chân nguyên gần như khô kiệt dưới tình hình, lấy kim châm đâm huyệt chi thuật, cưỡng ép ngưng tụ chân khí, một quyền đánh bại Uông Phi, xác thực làm cho tiêu phàm tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như không phải kiệt lực áp chế, chỉ sợ tại quán ba liền sẽ nôn ra máu. Cũng may Uông Phi cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, một quyền liền đầy đủ giải quyết vấn đề nếu như uông phi lại mạnh lên mấy phân trong thời gian ngắn tiêu phàm thật đúng là không có cách nào lại đánh ra như thế uy mãnh bá đạo quyền thứ hai ca người dạy một chút ta chứ sao cái kia uông lão tam khinh người quá đáng ta nếu là sớm theo người học cao minh như vậy công phu mình liền để hắn nằm đâu không cần đến người thân tự xuất thủ tiêu thiên mắt nhìn đại ca lộ ra vẻ mặt hưng phấn sớm biết đại ca lợi hại như vậy tiêu nhị ca đáng giá cùng người khác đi học khoa chân múa tay a à. Tiêu Phàm cười cười nói: Tiêu Thiên, người đã hai mười mấy tuổi, qua học võ tốt nhất tuổi tác. Ở độ tuổi này mới bắt đầu tu luyện nội gia khí công, rất khó có lớn thành tựu. Mà lại người cũng không thể lại đem thời gian lãng phí ở chuyện như thế này, người phải đi chính đồ. Ta, cái gì gọi là chính đồ a? Ta hiện tại cũng không làm gì chuyện xấu tốt a. Liên nói cái này a Kiệt Lina, đêm nay ta cũng không phải là muốn mang nàng đi mướn phòng, chính là giận uông hai kia sắc mặt muốn giết giết hắn khí diễm, không có ý khác. Nếu thật là ta thắng, nhiều nhất chính là để cho nàng cùng uống cái rượu, tâm sự trò chuyện, không làm khác. Ta cùng uông hai không giống, ta so hắn có nguyên tắc. Tiêu thiên có chút không vui lòng, nhịn không được cho mình giải thích vài câu. Tiêu thiên, người đừng cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chúng ta lão tiêu nhà hai huynh đệ, dù sao cũng phải có đi một mình thể chế con đường, chống lên tiêu ra môn hộ. Ta hiện tại là không thể nào đi đường này, vậy ngươi liền muốn làm ra lựa chọn. Mà lại, đi thể chế con đường, đối với ngươi mà nói, là thích hợp nhất, tiền đồ sáng lạn. Tiêu phàm nghiêm mặt nói, càn khôn đại hoàn đan luyện chế thất bại trong gang tắc, nhưng lão gia tử ăn vào cái này thuốc về sau, hiệu quả khẳng định là có. Tiêu phàm tạm thời chưa kịp đi bệnh viện thăm hỏi lão gia tử, bất quá từ tiêu thiên tướng mạo bên trên liền có thể nhìn ra được. Trước đó không lâu tiêu thiên trên mặt còn hiển lộ ra hung sát chi khí, lao ngục tài ương báo hiệu, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này đủ để chứng minh, lão gia tử uống thuốc có hiệu quả, trời cơ đã bị nghịch chuyển, trong thời gian ngắn, lão gia tử sẽ không lại nguy hiểm đến tính mạng, lão tiêu gia tộc diệt chi hỏa không nói toàn bộ trừ khử, chỉ ít rất có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần lão gia tử tại, lão tiêu gia căn cơ ngay tại. Chỉ là, càn khôn đại hoàn đan dù sao không có đại thành, linh dược hiệu quả không có lớn như vậy. Nói cách khác, lão gia tử đến cùng còn có mấy năm tuổi thọ, tiêu phàm không dám khẳng định. Gặp phải tình huống như thế này, tiêu thiên càng sớm chính thức tiến vào thể chế càng tốt, thừa dịp lão gia tử khỏe mạnh, lão tiêu gia chính trị tài nguyên, có thể ưu tiên bảo hộ tiêu thiên trưởng thành. Lại tiếp tục trì hoãn, ai biết lại sẽ lên biến hóa gì. Hai anh em họ, nếu là không có một người có thể kế thừa tổ phụ cùng phụ thân tại trên chính đàn vô hạn vinh quang, chỉ sợ tiêu chạm cả một đời đều sẽ buồn bực. Lão ba là như vậy sĩ diện người. Tiêu thiên lại là như thế phú quý vô cùng tướng mệnh không đi thể chế con đường quá đáng tiếc chương 81 Viễn Đông Chi hổ tiêu thiên liền lộ ra thần sắc khó khăn lên tiếng khổ khổ nói ca người biết tính cách của ta cứ như vậy ta nếu là đứng đắn 800 đi hỗn thể chế không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người tiêu Phàm nói tiêu thiên người nghĩ sai ai nói làm cán bộ liền nhất định phải ba phải nhất định phải ẩn giật khi một cái tốt cán bộ điểm trọng yếu nhất chính là muốn có nguyên tắc của mình. Bảo sao hay vậy, nói như vẹt, có thể thành được cái đại sự gì. Ví dụ như vậy nhiều lắm, quân thần đều có. Doanh chính, Lưu Triệt, Lý Thế Dân, Triệu Khuôn Giận, Chu Nguyên Trương, ai không phải có nguyên tắc của mình. Tiêu Thiên liền cười, nói ca, người nói kia cũng là hoàng đế. Tiêu Phàm từ tốn nói, bọn hắn ngay từ đầu cũng không phải là hoàng đế. Tiêu Thiên vừa cười vừa nói ca, người khoan hãy nói, những hoàng đế này, trừ tống thái tổ là công nhận phúc hậu người, cái khác mấy cái, một cái so một cái ra mặt dày. liền nói lưu triệt, 7 tuổi thời điểm, không mặt dạn mày dày đối quán gốm trưởng công chúa nói câu kia, kim ốc tàng kiều, lời nói, có lẽ trong lịch sử liền sẽ không có hán võ đại đế. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiêu thiên, không phải như vậy. Lưu triệt có thiên tử tướng, mặc kệ hắn muốn hay không kim ốc tàng kiều, hán vũ đế vẫn như cũ sẽ là hắn, sẽ không là người khác. Hoặc là nói, Trần A Kiều chú định có hoàng hậu mệnh, nàng kiểu gì cũng sẽ gả cho Lưu Triệt. Tiêu Thiên cười nói ca, cái này không khoa học a. À. Người cái này có chút quan niệm về số mệnh. Tiêu phàm cười cười nói có nhiều thứ, mặc kệ người tin hay không đều là tồn tại. Tiêu Thiên, ta tổng cho rằng người vẫn là phải đi bên trong thể chế phát triển. Chúng ta Tiêu gia không thể bị Uông gia hạ thấp xuống. Uông gia có Uông Thuật đều, Tiêu gia cũng có Tiêu Thiên, không so với bọn hắn kém ha ha, ca, cũng liền ngươi đối ta có đánh giá cao như vậy. Uông đều có thể là công nhận kiệt xuất nhất nhân tài mới nổi. Tiêu thiên trên mặt khó được lộ ra không có ý tứ thần sắc. Không phải nói hắn có bao nhiêu bội phục uông thuật đều, mấu chốt người ta tại thể chế bên trong, xác thực hốn có tiếng đường, nghe nói lập tức liền muốn ngoại phóng khi huyện ủy thư ký. Loại này trời sinh làm chính trị con cháu thế ra, không phải ai đều so ra mà vượt. Nhất là tiêu nhị ca, hiện nay còn tại thủ đô bừa bãi đâu. Tiêu Thiên, ta vẫn kiên trì cái kia ý kiến, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Được, Tiêu Thiên gật đầu đáp ứng, bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ cũng không có đem đại ca lời nói nghe vào. Nhiều năm như vậy hoàn khố quen, bỗng nhiên muốn đi hốn thể chế, nhất thời bán hội, xác thực không lớn dễ dàng hạ quyết tâm này. Tân Lâm vô thanh vô tức đi đến, Tiêu Phàm nhìn nàng một chút, Tân Lâm lạnh nhạt nói, đã tắm rửa, lên giường. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, Tiêu Thiên cái kia mồ hôi a, à. Hắn là thật làm cái không rõ cái này cô gái xinh đẹp cùng đại ca quan hệ trong đó. Muốn vị này thật sự là tương lai đại tẩu, cái này lòng giả cũng không tránh khỏi rộng lớn phải quá mức a. À. Còn thân hơn tay thanh tiểu tam tắm rửa sạch sẽ đặt trên giường cùng đại ca quá khứ. Tân Lâm lại giống người không việc gì, chậm rãi đi tới Tiêu Phàm đứng bên người. Tiêu Thiên quan sát tỉ mỉ Tân Lâm vài lần, vừa rồi vào xem lấy cùng đại ca nói chuyện, còn chưa kịp nghiêm túc nhìn xem đâu. Cái này xem xét thật đúng là đại mỹ nữ, cứ việc không bằng A Kiệt Lina như thế kinh diễm vô song, nhưng cũng là khuôn mặt như vẽ, điển hình đông phương cổ điển thức mỹ nữ, càng xem càng đẹp mắt. Mấu chốt A Kiệt Lina là người da trắng mỹ nữ, tại một đám người mông cổ nữ hài bên trong lộ ra cực kỳ đặc thù, tương đối dễ dàng bắt lấy nam nhân ánh mắt. Mà lại tân lâm cách ăn mặc quá mộc mạc quá phổ thông, không giống buổi chiếu phim tối hoàng hậu như thế ăn mặc đặc biệt kiều diễm. Ta, nếu không, ta về trước đi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác được toàn bộ tổng thống bộ đều tràn ngập một cỗ không khí quái dị, có chút như ngồi bàn trông ý tứ. Tại loại này vi diệu thời khắc, làm đệ đệ đích xác thực hẳn là tự giác một điểm, không ở nơi này làm đặc biệt lớn hào bóng đèn. Tiêu Phàm không có tiếp tục giữ lại, mỉm cười gật đầu. Tiêu Thiên rời đi tổng thống bộ thời điểm, cảm giác lưng có chút mát mẻ siêu siêu, da mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, đại ca tựa hồ trở nên lạ lẫm đây là hắn trước kia nhận biết bên trong đại ca a à. phó công tuyệt thế còn còn ba p tiêu thiên dùng sức lắc đầu tựa hồ muốn đem kia đặc biệt hoang đường suy nghĩ từ trong đầu cho vãi ra tiêu thiên vừa rời đi tiêu phàm lập tức xuất ra một cái bạch ngọc bình nhỏ từ đó đổ ra một viên màu đỏ sậm đan dược ngửa đầu nuốt xuống ngay tại thư phòng ngồi xếp băng thổ nạp vẫn hơi thở luyện hóa dược lực tân lâm lẳng lặng tại một bên ngồi xuống mềm mại tư thái tựa ở ghế sofa bên trong trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt đến cực điểm thần sắc. Toàn thân tuyết trắng Hắc Lân ghé vào tiêu phàm bên chân, buồn ngủ, không đánh nổi nửa điểm tinh thần. Phòng tổng thống bên trong trở nên yên tĩnh, cùng lúc đó, tây ngoại ô trong núi biệt thự cũng vẫn như cũ đèn sáng. Mắt xanh mũi cao tát sau người hai tay chắp sau lưng, trong phòng khách chậm rãi dạo bước, thần sắc rất là lo nghĩ. Sư phụ đang lúc bế quan chữa thương, xem ra tình hình không phải rất lạc quan, cuối cùng một kích kia sư phụ thậm chí không tiếc kích phát bản mệnh nguyên thần chi lực nói đến đối thủ kia cũng đủ giảo hoạt thế mà thông đồng tử vi tiên sư ngô thạc sương diễn ra giật dây đem bọn hắn sư đồ đều lừa qua đi tử vi tiên sư cũng không phải tên soàng xính sư phụ cùng hắn đấu pháp giao thủ bảy lần hao tổn rất lớn bản mệnh chân nguyên ai ngờ tối hậu quan đầu phát hiện ngô thạc sương chơi vậy mà là thay mận đổi đào kế sách cùng phát giác tình hình không đúng thời gian đã dị thường gấp gáp Lão nhân áo bào trắng không tiếc hao tổn rất lớn bản nguyên, trong thời gian cực ngắn tế lên bảo vật chân giáo, thực tế cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu không nhiều năm chuẩn bị liền sẽ thất bại trong gang tắc, trôi theo nước chảy. Đối thủ kia quả nhiên cao minh, nghịch thiên cải mệnh đồng thời, còn bố trí cường đại như vậy pháp trận, lão nhân áo bào trắng hao tổn rất lớn bản nguyên đồng thời, lọt vào pháp trận phản kích, lập tức trọng thương nôn ra máu. Có thể nói giết địch 10.000 tự tổn 8.000, tát so người cũng không rõ ràng, sư phụ đến cùng thụ thương đa trọng, càng không biết phải bao lâu mới có thể khỏi hẳn xuất quan. Trong lúc này, chỉ có thể từ hắn đến chủ trì đại cục. Nửa đêm lúc phân, một trận ô tô động cơ tiếng vang từ xa đến gần, dừng ở ngoài cửa. Tát so người lúc này dừng bước, hai tay phản cóng, đứng chính giữa phòng khách, thần sắc nghiêm túc. Biệt thự cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc Louis huy trèo lên bảng tên phục sức ba mười mấy tuổi nam tử đẩy cửa tiến đến, tại tát so người ba mét ngoại chạm định, cúi người chào thật sâu, thấp giọng nói, sư phụ, ta trở về. Ừm, um, tình huống thế nào? Tát sau so người uy nghiêm mà hỏi thăm. Vừa mới anh em nhà họ Tiêu hai tại Tinh ngữ quán ba cùng người đánh một trận. Thanh niên nam tử mồm miệng lanh lợi đem Tinh ngữ quán ba phát sinh tình huống hướng tát sau so người báo cáo một lần. Tát sau so người sau mi đột nhiên dơ lên, giật mình hỏi ngược lại, Uông Phi bị Tiêu Phàm một quyền liền đánh bay rồi. Thanh niên nam tử kính cẩn đáp vâng, sư phụ, ta tận mắt nhìn thấy tiêu phàm tu luyện tựa hồ là cực kỳ bá đạo ngoại môn công phu, tựa như là đại hồng quyền, trực đảo Hoàng Long. Giống như, ngươi xác định là đại hồng quyền, tát so ngươi nhìn chầm chầm hỏi một câu, thanh niên nam tử giật mình, lại cung không người, nói, đệ tử không dám khẳng định là đại hồng quyền, hắn liền ra một chiêu. Bất quá ta xác định hắn luyện là trí cương trí mãnh bên ngoài môn võ công, không phải uông phi không đến mức bị bại thảm như vậy. Tát so ngươi nhẹ gật đầu, nói ừm, Uông Phi làm người lỗ mãng có dư, trầm ổn không đủ. Luyện võ cũng không chịu thật chịu khổ cực, luôn luôn lướt qua thì dừng, thích đi đường tắt. Mặc dù nói nhu có thể khắc cương, nhưng đụng phải chân chính ngoại gia cao thủ, hắn điểm kia, tứ lạng bạt thiên cân, nội tình, xác thực ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Bị nhân giáo huấn một chút cũng tốt, để hắn nhiều minh bạch điểm đạo lý, tránh khỏi về sau ngay cả mệnh đều ném. Đúng vậy, sư phụ, thanh niên nam tử khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, Tựa hồ tát sau so ngươi lời này, rất hợp nó ý. Uông Phi bị nhân giáo huấn, hắn nhìn qua đầy vui vẻ. Cũng không biết hắn cùng Uông Phi ở giữa là loại quan hệ ra sao. Vậy kế tiếp đâu, việc này kết thúc như thế nào? Thanh niên nam tử đáp, Tiêu Phàm đánh bại Uông Phi về sau, liền thanh cái kia trắng nga nữ tử A Kiệt Lina mang đi, đi thời đại khách sạn phòng tổng thống. Ta lúc rời đi thay rượu cửa hàng thời điểm, bọn hắn vẫn còn, không có đi tát so ngươi sau nghi nhân lại, mang cái kia trắng Nga nữ tử đi thời đại khách sạn mướn phòng. Thanh niên nam tử nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia ao ước chỉ ý. Kia trắng Nga Mỹ nữ A Kiệt Lina, thực tế là cái tuyệt đại vưu vật, vô luận nam nhân kia, thấy dạng này tuyệt đại vưu vật, cũng nhịn không được sẽ tâm động thần trì. Tiêu phàm không phải học đạo người sao, thanh niên nam tử nghĩ nghĩ, nói, sư phụ, trung thổ đạo giáo, rất nhiều giáo phái cũng không khỏi dừng chuyện nam nữ, rất nhiều đạo giáo danh sĩ đều kết hôn sinh con. Lịch đại Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư đều là Trương Đạo Lăng Tổ Sư huyết mạch hậu duệ. Tát so người khẽ vuốt cằm, người tu đạo cũng không kỵ gả cưới, tỉ như hắn chỗ giáo phái, càng là như vậy. Tát so người mình, liền cưới không chỉ một thê tử. Nói như vậy, tiêu gia vị đại thiếu này, cũng là đồ háo sắc. Tám thành đúng thế, thanh niên nam tử đáp, rất là ước ao ghen tị. Đông phương cổ quốc những này có quyền thế nha nội đảng, Thật đúng là diễm phúc không cạn. Thấy thanh niên nam tử một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tát sau so ngươi liền hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Thanh niên nam tử vội vàng nói, "Sư phụ, ta cảm thấy cái kia trắng nga nữ tử A kiệt Lina, địa vị tựa hồ cũng không đơn giản." "Ồ, nàng là lai lịch gì?" Thanh niên nam tử do dự nói, "Cái này, ta tạm thời cũng không có xác thực chứng cứ, chỉ là cảm giác, có lẽ cùng Viễn Đông chi hồ có quan hệ." Viễn Đông chi hồ người nói là cái kia xuống dốc mãn thanh hoàng tộc yêu mới cảm giác la thi đấu vũ đúng chính là hắn từ khi liên minh phân liệt về sau thi đấu vũ liền rời đi kgb hiện tại toàn bộ viễn đông địa khu hắc bang đều là hắn một tay điều khiển dưới tay hắn khống chế nhiều nhất chính là các loại mỹ nữ tát so người mỉm cười nói chuyện này ngược lại là có chút ý tứ Người thuận tiện điều tra một chút đi có thể tra rõ ràng tốt nhất bất quá người phải nhớ kỹ việc cấp bách là muốn đem người kia tìm ra. Tổ sư ra trước khi bế quan nói đến rất rõ ràng, người kia bị thương tuyệt đối càng thêm nghiêm trọng. Người từ phương diện này đi bắt đầu, ngàn vạn không thể lười biếng. Người này là ta giáo địch nhân lớn nhất, hiện tại tiêu diệt hắn, là tốt nhất cơ hội. Chờ hắn chậm tới về sau, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vâng, sư phụ. chương 82, nữ nhân của ta. Bất quá loại này hài lòng, cũng chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức A Kiệt Lina liền khôi phục vốn có cảnh giác. Gian phòng bên trong có người, A Kiệt Lina cơ hồ là điều kiện phát xạ, đem màu hồng phấn tơ lụa chăn mền kéo lên, che khuất lồng ngực của mình. Bằng cảm giác liền biết, nàng hiện tại là toàn thân xích lõa Loại này đông phương cổ quốc đặc hữu tơ lụa chăn mền, cùng da thịt ma sát, làm cho nàng cơ hồ lập tức liền có một loại nào đó phản ứng sinh lý. Tiêu phàm mặc màu trắng tơ lụa áo ngủ, ngồi tại phía trước cửa sổ, từ từ uống trà nóng tỉnh rồi, tiêu phàm nhìn sang, mỉm cười nói, tiếu dung rất nhu hòa, ngữ khí cũng rất nhu hòa. A Kiệt Lina lại sẽ bị tử che kín một điểm, thân thể cuộn thành một đoàn, mềm nhẵn khinh bạc tơ lụa bị mặt, đưa nàng yểu điệu thướt tha dáng người hoàn toàn phát họa ra đến, uyển chuyển vô so. Dù coi như là toàn thế giới nhất bắt bẻ nam nhân, cũng không thể không thừa nhận, vô luận là mặc quần áo hay là không mặc quần áo, A Kiệt Lina đều là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đại vưu vật. Ngươi, ta đây là ở đâu bên trong? Chốc lát, A Kiệt Lina lấy chẳng phải rõ ràng tiếng phổ thông hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Đêm qua, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao mình không có chút nào nhớ được rồi? Trong đầu của nàng ký ức, tại từ Tổng thống phòng xếp phòng ngủ trong phòng tắm sau khi đi ra, liền hết hạn. Lại sau này, nàng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá tiêu phạm an vị tại phòng ngủ phía trước cửa sổ, đối tối hôm qua về sau phát sinh sự tình, A Kiệt Lina hoàn toàn có thể não bổ. Vừa nghĩ đến đây, A Kiệt Lina trong chăn vụng trộm đem bàn tay hướng hai chân của mình ở giữa. Nàng phải xác định một chút, tựa như là phát sinh chút gì, lại hình như không thể xác định. A Kiệt Lina rất nghi hoặc vì cái gì mình vừa lên giường liền ngủ mất rồi. Dạng này sự tình tại dĩ vãng chưa hề phát sinh qua. Nhất là mình bị một cái cơ hồ là hoàn toàn nam nhân xa lạ mang tiến vào phòng ngủ, làm sao có thể vừa lên giường liền ngủ mất trong lúc này, khẳng định có vấn đề, chỉ là A Kiệt Lina có chút không nắm chắc được, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Chẳng lẽ cái này cái nam nhân, không thích nữ nhân phối hợp hắn, thích một thân một mình hoàn thành hết thảy. Mình khẳng định sẽ phối hợp hắn, vô luận hắn đưa ra cỡ nào của quái yêu cầu, đều nhất định sẽ phối hợp. Điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi. Khi A Kiệt Lina tại tinh ngữ quán ba không rên một tiếng liền theo tiêu phàm rời đi thời điểm, nàng sớm cũng đã dự liệu đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì không có một cái nam nhân đưa nàng đưa đến xa hoa khách sạn tổng thống phòng xếp mục đích là vì cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện nói thật tối hôm qua tận mắt nhìn thấy tiêu phàm ra sân tận mắt nhìn thấy tiêu phàm một quyền giải quyết tất cả vấn đề a kiệt lina lập tức liền đối tiêu phàm sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu lợi hại nam nhân a kiệt lina gặp qua không ít siết người không chớp mắt ăn người không nhả xương là những nam nhân kia chân thực khắc họa nhưng giống tiêu phàm dạng này, A Kiệt Lina thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cái này cái nam nhân nhìn qua là như vậy ôn hòa, tiếu dung rất ôn hòa, ngữ khí cũng rất ôn hòa, thậm chí còn mang theo một tia bệnh trạng, bên ngoài đồng hồ không có chút nào cường tráng, thật giống như bọn hắn quốc gia vang dội toàn cầu võ hiệp trong phim ảnh những cái kia nho nhã thư sinh đồng dạng, người mang tuyệt kỹ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chấn kinh toàn trường. A Kiệt Lina khi còn bé nhìn qua không ít châu Á võ hiệp phim, đối như thế nho sinh cao thủ đặc biệt mê muội tối hôm qua đi theo tiêu phàm lên xe thời điểm thậm chí đều đã trong đầu tưởng tượng tiếp xuống cái này có vẻ như nhã nhận kỳ thực lợi hại vô so nam nhân trên giường sẽ có loại nào khiến người biểu hiện kinh diễm có thể hay không đem mình làm cho không xuống giường được nhưng là bây giờ ngay cả tiêu phàm là thế nào lên giường nàng cũng không biết thậm chí tiêu phàm đến cùng có hay không trải qua giường của nàng a kiệt lina cũng không dám khẳng định trong chốc lát A Kiệt Lina trong đầu liền chuyển qua vô số suy nghĩ. Đối với A Kiệt Lina suy nghĩ trong lòng, tiêu phàm tựa hồ không phải để ý như vậy, mỉm cười nói, đi rửa mặt một chút, cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. A, à, tốt, A Kiệt Lina cuối cùng khôi phục bình thường tư duy, trước mắt trẻ tuổi nhã nhận nam tử, là quốc gia này đặc thù giai tầng một viên, ở đây, hắn quyết định hết thảy, thậm chí bao gồm vận mệnh của mình. A Kiệt Lina xuống giường, đều không mặc gì, cứ như vậy đưa nàng như ma quỷ dáng người, hiện ra ở tiêu phàm trước mặt. Ánh đèn dịu dịu dưới, A Kiệt Lina xinh đẹp phải như là Tây Phương trong truyền thuyết thần thoại câu hồn đoạt phách ma nữ. Tiêu phàm cũng không thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười trên dưới giò xét nàng mỹ diệu. A Kiệt Lina đỏ mặt, vội vàng mở ra một bên tủ quần áo, lấy ra một kiện màu hồng phấn tơ lụa áo ngủ, mặc lên người, hướng tiêu phàm thẹn thùng cười một tiếng, vội vã chạy tiến vào phòng tắm rửa bất quá tại tiến vào phòng tắm rửa trước đó a kiệt lina liếc qua kia to lớn cung đình giường lớn bên người nàng trên gối đầu rõ ràng có đầu vượt trên vết tích vừa rồi nằm trong chăn phía dưới thời điểm a kiệt lina cũng sờ một chút bên cạnh mình vị trí ổ chăn hay là ấm áp chứng minh buổi tối hôm qua có người cùng nàng ngủ cùng một chỗ a kiệt lina rốt cục yên lòng không hề nghi ngờ cái này ngủ ở nàng người bên cạnh chỉ có thể là tiêu phàm không thể nào là người khác không có nam nhân kia có thể tiếp nhận đem mình thắng trở về nữ nhân chắp tay đưa cho nam nhân khác đi ngủ tiêu phàm càng thêm sẽ không là cái loại người này a kiệt lina vẻn vẹn từ ánh mắt của hắn bên trong liền có thể đoán được cái này bên ngoài đồng hồ nhã nhận nhu hòa tuổi trẻ đông phương nam tử thực chất bên trong đầu tuyệt đối là loại kia dị thường cường thế tính cách a kiệt lina rất rõ ràng có thể luyện thành cao minh như vậy võ thuật nhất định phải chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng khổ luyện quá trình quá trình này có rất ít người có thể kiên trì nổi phàm là có thể kiên trì nổi, đều là tính cách đặc biệt cứng cỏi người. Đông phương cổ quốc có câu chuyện xưa, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Không có người nào thành công là dễ như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả quan nhị đại cùng phú nhị đại đều làm không được. Quan nhị đại cùng phú nhị đại, có lẽ quyền thế ngút trời, có lẽ hơi tiền bức người, nhưng đó là tốt số, cùng thành công không có nửa mau quan hệ. Chỉ cần có thể xác định, Buổi tối hôm qua cùng nàng ngủ ở cùng trên một cái giường chính là Tiêu Phàm, A Kiệt Lina liền có thể an tâm. Cái này liền mang ý nghĩa, tại cái này thần bí khó lường Đông phương cổ quốc, nàng rốt cục hướng về thượng lưu xã hội phóng ra thành công bước đầu tiên. Có lẽ Tiêu Phàm chỉ là chơi đùa mà thôi, sẽ không thật đối nàng trả giá tình cảm, chơi chán về sau liền đá một cái bay ra ngoài. Nhưng đối với A Kiệt Lina mà nói, cái này không hề có một chút quan hệ. Nàng đến quốc gia này mục đích Tuyệt không phải vì lấy chồng, nàng cân chỉ là một phần thông hướng thượng lưu xã hội giấy thông hành. Cùng tiêu phàm dạng này một cùng một con cháu thế gia trải qua giường mà lại rất nhiều cái khác con em thế gia đều tận mắt nhìn thấy, đây chính là tốt nhất giấy thông hành chứng minh A Kiệt Lina từ đó về sau có cùng cái khác con em thế gia hòa cùng kết giao tư cách. A Kiệt Lina minh bạch tâm tư của nam nhân, tiêu phàm ngủ qua nữ nhân như thế một cái định ngữ đối với cái khác con em thế gia mà nói. Tuyệt đối không phải bẩn thỉu nghĩa xấu, mà là một loại nào đó có thể khoe khoang tư cách, sẽ kích thích nam nhân khác càng thêm tràn đầy ham muốn chinh phục. Cái gọi là đóa hoa giao tiếp, chân chính hàm nghĩa liền tại tại đây. Thành vì quốc gia này thượng lưu xã hội một cùng một đóa hoa giao tiếp, mới là A kiệt Lina đến đây châu Á thủ đô chân chính mục đích. A kiệt Lina từ phòng tắm rửa lúc đi ra, Tiêu Phàm đã rời đi phòng ngủ. Trên mặt bàn giữ lại nửa chén thanh hương lượn lờ nước trà. A Kiệt Lina trong phòng ngủ thay xong quần áo, lại đơn giản hóa một chút trang, lập tức lại biến trở về đêm qua tinh ngữ quán ba vị kia diếm quang tứ xạ buổi chiếu phim tối hoàng hậu. A Kiệt Lina đi ra phòng ngủ, bản thân cảm giác rất tốt đẹp. Tiêu phàm đã tại bàn ăn ngồi bên kia đợi nàng, bất quá A Kiệt Lina tốt đẹp bản thân cảm giác lại trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bởi vì nàng lại nhìn thấy Tân Lâm, Tân Lâm hay là cực kỳ quần áo bình thường cách ăn mặc, yên lặng đứng tại tiêu phàm sau lưng, một câu không nói, nhìn về phía A Kiệt Lina ánh mắt vẫn như cuối cùng buổi tối hôm qua đồng dạng, lãnh lãnh đạm đạm, để người một chút cũng đoán không được nội tâm của nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. A Kiệt Lina rất sợ Tân Lâm, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Tại cái mới nhìn qua này so với nàng còn muốn mảnh mai đông phương mỹ nữ trên thân, A Kiệt Lina rõ ràng cảm thụ đến một cỗ đáng sợ khí tức, thật giống như nàng lúc trước đối mặt đại lão bản đồng dạng. Đại lão bản cũng là người đông phương nhã nhận thanh thú nho nhã lễ độ nhưng a kiệt lina rất rõ ràng nếu như nàng dám chống lại đại lão bản ý chí đại lão bản sẽ không chút do dự thanh nàng giết chết thậm chí còn bao quát người nhà của nàng a kiệt lina tại tân lâm trên thân cảm nhận được chính là đồng dạng khí tức a kiệt lina cúi thấp đầu chậm rãi đi qua ngồi đi tiêu phàm nhu hòa hô bàn ăn bên trên bày biện tinh xảo nga thức bữa sáng phòng tổng thống phục vụ là rất chu đáo tỉ mỉ có trọn vẹn phục vụ ban tử, bao quát đầu bếp ban tử, vì vào ở Tổng thống bộ khách nhân phục vụ. A Kiệt Lina theo lời tại tiêu phàm đối diện ngồi xuống tới. Trước ăn một chút gì, ăn xong chúng ta trò chuyện tiếp. A Kiệt Lina trầm thấp đáp ứng một tiếng, bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm. Rất yêu nhã, đánh nhỏ, A Kiệt Lina liền nhận cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, dùng cơm lễ nghi, xã giao lễ nghi là huấn luyện trọng điểm. Nhà tâm lý học nói đến rất rõ ràng, càng là thuộc nữ, càng có thể kích phát nam tính ham muốn chinh phục. A Kiệt Lina ăn đến không nhiều, rất nhanh liền đặt dĩa xuống, xanh thẳm đôi mắt, rất chuyên chú nhìn qua tiêu phàm. Tiêu phàm mỉm cười nói, A Kiệt Lina, người bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục sẽ tinh ngữ quán ba đi làm, thứ hai, ta nuôi dưỡng ngươi. Ngươi tự mình lựa chọn, A Kiệt Lina nghĩ nghĩ, rất cẩn thận nói, ta vẫn là nghĩ về quán ba đi làm. Náo nhiệt chút, sẽ không quá tịch mịch, tốt, ta tôn trọng ngươi lựa chọn của mình, nhưng là, tại sau này trong vòng một năm, không có đồng ý của ta, người không thể lại cùng nam nhân khác có bên trên tiếp xúc. Trừ phi người rời đi quốc gia chúng ta, cho dù là như thế không thèm nói đạo lý lời nói, từ tiêu phàm miệng bên trong nói ra, cũng vẫn phi thường nhu hòa, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, không cần bất kỳ lý do gì và giải thích. Ừm, A Kiệt Lina không cần suy nghĩ liền đáp ứng, như bảo thạch mắt xanh liếc tiêu phàm một chút, lại cực nhanh thu hồi đi. Nàng thực tế rất hiếu kỳ, Tiêu Phàm cùng bên cạnh hắn cái kia lạnh lùng như băng Đông Phương mỹ nữ, đến cùng là một loại quan hệ ra sao? Nhưng nàng không dám hỏi, ngay cả một chữ cũng không dám nhiều lời. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của nàng, chậm rãi bưng chén trà lên. Chương 83, lão gia tử khôi phục. Tiêu Phàm tiếp tục tại thủ đô đợi 7 ngày, cái này 7 ngày, thủ đô hào môn thế gia nghị luận nhiều nhất chủ đề chính là tiêu lão gia tử bệnh tình đạt được rất tốt khống chế, ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp bên trong. Đối rất nhiều nhân vật chính trị mà nói, đây thật là một cái tin tức trọng đại. Lão gia tử tại giới chính trị lực ảnh hưởng là không cần nói cũng biết. Hắn khỏe mạnh tình trạng như thế nào, xác thực khiên động quá nhiều người thần kinh nhạy cảm. Tiêu phàm trước khi rời kinh, đi một chuyến tổng bệnh viện. Cái này 7 ngày, hắn đều ở tại chỉ thủy xem mật thất dưới đất, kiệt lực điều dưỡng. Tiêu phàm tin tưởng, hỗn độn luân hồi trận lực phản kích, tăng thêm A Kiệt Lina yểm hộ, vì hắn tranh thủ 7 ngày giảm sóc thời gian, cũng không tính quá khó. Tinh ngữ quán ba kia kinh thiên một quyền, cơ hồ đem hắn tàn dư không nhiều chân nguyên triệt để hao hết, cùng A Kiệt Lina thỏa đàm điều kiện về sau, tiêu phàm lập tức trở về chỉ thủy xem. Hắn đã rất khó ngăn chặn thương thế của mình, lại kiên trì, lúc nào cũng có thể lộ hãm. 7 ngày, đương nhiên không đủ để để thân thể khôi phục như lúc ban đầu, nhiều nhất chính là để hắn có thể miễn cưỡng áp chế thương thế, có thể liền giống như người bình thường hoạt động. Có thể làm đến điểm này, đều đã 10 điểm không tầm thường. Nếu như không phải Tiêu Phàm đã đem Hạo Nhiên chính khí tu luyện tới cảnh giới cực cao, chỉ sợ lão nhân áo bảo trắng một kích cuối cùng, tăng thêm khủng bố đến cực điểm thiên địa phản phệ chi lực, cũng đủ để cho hắn tại chỗ mất mạng. Tiêu Phàm vừa mới đi tiến vào nguyệt cửa, liền nghe tới trong phòng bệnh truyền đến từng đợt vui sướng tiếng cười lão gia tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tới thăm hắn người liền nhiều hơn. Giờ phút này lão gia tử trong phòng bệnh, cũng đúng là khách quý trật nhà, lão gia tử mấy đứa con gái con rể, cũng chính là tiêu phàm cô dượng đều đến, chính vây quanh lão gia tử nói chuyện phiếm nói chuyện. Lão gia tử cũng không có ngồi tại trên giường bệnh, mà là ngồi ở trên ghế salon, cứ việc vẫn như cũ mặc quần áo bệnh nhân, tinh thần lại quắc thước cực kỳ, khô gầy gương mặt bên trên hiện ra hồng quang. Ngồi tại lão gia tử bên người, thì là một vị tuổi gần lục tuần trung lão niên nam tử, mặt vuông tai lớn, vô cùng có uy nghiêm. Vị nam tử này tên là Diệp Khí Vân, là lão gia tử một tay đề bạt lãnh đạo cao cấp cán bộ, trước mắt đảm nhiệm nào đó bớt bí thư tỉnh ủy chức vụ, quyền cao chức trọng, tại lấy tiêu gia làm chủ toàn bộ đại phái hệ bên trong, vô cùng có lực hiệu triệu, rất được lão gia tử coi trọng. Phe phái bên trong rất nhiều trọng đại hạng mục công việc, tiêu trạm thường xuyên muốn hỏi một chút Diệp Khí Vân ý kiến. Trước đó không lâu đã truyền ra phong thanh, nói lần tiếp theo cả nước đảng đại hội tổ chức thời điểm, Diệp Khí Vân có khả năng tiến thêm một bước, đưa thân tại tối cao quyết sách tầng lớp hàng ngũ. Tiêu phàm lộ diện một cái, trong phòng bệnh hoan thanh tiếu ngư im bặt mà dừng, mọi ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, mấy vị trưởng bối trên mặt đều lộ ra thần sắc khó xử. Bởi vì lão tiêu nhà vị này đích trưởng tôn yêu thích cùng trước mắt đơn vị làm việc, đều có chút không đủ cùng ngoại nhân nói tiêu ra các trưởng bối cùng ngoại nhân nói chuyện phiếm nói chuyện thời điểm, cũng cực ít nói tới tiêu phàm trên thân, rất giữ kín như bưng dáng vẻ. Ngược lại là Tiêu Thiên, các trưởng bối ngẫu nhiên sẽ còn đề cập. Tiêu Thiên là hoàn khố một điểm, nhưng bây giờ kinh sư ăn chơi thiếu gia, cũng không chỉ Tiêu Thiên một cái. Duy chỉ có Tiêu Phàm là độc nhất vô nhị, kinh sư Hào môn thế gia tử đệ học đạo, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Tiêu Phàm lúc này lộ diện mấy vị trưởng bối đều cảm thấy tại Diệp Khí Vân trước mặt có chút xấu hổ. Tiểu phàm đến rồi, tới tới, không ngờ lão gia tử lại mười điểm chào đón cái này cháu trai, gặp một lần tiêu phàm, lập tức liền mặt lộ mỉm cười, hướng tiêu phàm vẫy vẫy tay. Ra ra, tiêu phàm không chậm không nhanh đi qua, mỉm cười hướng lão gia tử Vân An, lại một luôn luôn ở đây chư vị trưởng bối Vân An. Một chút trông thấy tiêu phàm tái nhợt vô so sắc mặt, lão gia tử trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại không tiện trước mặt mọi người hỏi thăm chỉ là vỗ vỗ bên cạnh mình ghế sofa nói đến tiểu phàm ngồi xuống không nên đứng quá cực khổ tiêu phàm mấy vị cô dượng lập tức lấy làm kinh hãi lão gia tử cái này là thế nào à nha làm sao đột nhiên đối tiêu phàm thái độ có như thế chuyển biến cực lớn trước đó lão gia tử cứ việc chưa từng đối tiêu phàm thần sắc nghiêm nghị bất quá ngẫu nhiên cũng toát ra tiếc hận chi ý nói tiêu phàm nguyên vốn phải là lão tiêu ra ngàn dặm câu chỉ tiếc hứng thú yêu thích không tại trong chính trị hiện tại xem ra lão gia tử đối tiêu phàm quả thực chính là bảo vệ có thừa lão gia tử ngồi một mình ở ghế salon dài bên trong tất cả mọi người bao quát diệp khí vân tiêu chạm ở bên trong đều chưa từng cùng lão gia tử ngồi cùng một chỗ tự nhiên là để tỏ lòng đối lão gia tử kính trọng chi ý lão gia tử lại đem cái này cùng mình ngồi chung vinh hạnh đặc biệt không chút do dự cho tiêu phàm nhất là lão gia tử quan tâm tiêu phàm lời nói, để người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiêu phàm còn trẻ như vậy, bất quá hai mười mấy tuổi, đứng cùng trưởng bối nói chuyện, chính là đương nhiên, làm sao liền sẽ quá cực khổ. Quả thật tiêu phàm sắc mặt là rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn luôn là cái dạng này. Lão gia tử cái này cưng chiều, coi là thật còn chưa tới từ. Tiêu phàm thế mà một điểm không khiêm tốn, mỉm cười đi qua, thản nhiên tại lão gia tử bên cạnh thân liền cái. Cá biệt trưởng bối âm thầm nhíu mày, nếu như nói, trước kia tiêu phàm còn có một số chỗ thích hợp, ngay tại ở hắn nhã nhận thủ lễ, khiêm tốn cẩn thận. Bây giờ ngay cả điểm này đều chẳng muốn trang, quả thật có chút qua phân. Tiêu phàm cẩn thận chu đáo một chút lão gia tử tướng mạo, âm thầm thở phào một cái. Lão gia tử tuyết trắng thọ lông mày, đuôi lông mày chỗ nặng lại trở nên cùng nhau dòng rã, ngang qua nhập miệng cái kia đạo nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa, ấn đường trơn bóng sáng sủa, trước đó vài ngày hiển hiện khí tức tử vong, tiêu tán hầu như không còn. Tuổi thọ sắp hết dấu hiệu, đã lui tán, tiêu phàm lại không lộ ra dấu vết cầm lão gia tử bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng một dựng lão gia tử mạch tượng, bình ổn hữu lực. Đơn thuần theo y học đi lên nói, lão gia tử sinh mệnh nguồn suối một lần nữa trở nên tràn đầy. Đối với cháu trai cái này không muốn người biết tiểu động tác, lão gia tử tự nhiên phát giác được, thoảng qua dùng sức, nắm chặt lại tiêu phàm bàn tay. Khí mây A, cảm tạ ngươi đến xem ta. Khoảng thời gian này, mọi người làm việc đều làm rất khá, giải phóng hướng ta báo cáo qua, ta thật cao hứng, cũng rất hài lòng. Vô luận lúc nào, làm việc đều là nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Lão gia tử chậm rãi nói, thân thể có chút lùi ra sau. Diệp khí vân liền biết, đây là lão gia tử tại hạ lệnh đuổi khách. Tiêu phàm vừa đến, lão gia tử liền hạ lệnh chụp khách, nhìn qua là có mấy phân trùng hợp, bất quá diệp khí vân không giống thường nhân, cũng sẽ không đi làm một chút nhảm chán suy đoán. Bất kể nói thế nào, lão gia tử còn tại mang bệnh, hôm nay đã trò chuyện không sai biệt lắm 40 phút, hay là không nên qua phân quấy giày lão gia tử nghỉ ngơi mới đúng. Lập tức Diệp Khí Vân khiêm tốn vài câu, liền là đứng dậy cáo từ. Tiêu Trạm cùng Tiêu ra mấy vị khác trưởng bối, tự mình đưa đến ngoài cửa, cùng Diệp Khí Vân phất tay từ biệt. "Được rồi, các ngươi đều trở về đi, ta có chút mệt mỏi." Diệp Khí Vân vừa đi lão gia tử lại đối nữ nhi nữ tế hạ lệnh trục khách đối nhà mình người liền không có chú ý nhiều như vậy không cần quanh co lòng vòng nữ nhi nữ tế nhóm mặc dù đầy bụng điểm khả nghi lại cũng không dám vi phạm lão gia tử phân phó nhao nhao hướng lão gia tử cáo từ nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phân dị dạng tiêu phàm cùng đi phụ thân cùng một chỗ lần nữa đưa đến ngoài cửa cái này cấp bậc lễ nghĩa là nhất định phải giảng trong phòng bệnh lập tức an yên tĩnh tiêu chạm không ngừng dò xét tiêu phàm, ánh mắt trở nên hết sức kỳ lạ. Tiêu phàm thế mà thật thanh lão gia tử trị hết bệnh. Từ khi 7 ngày trước, lão gia tử ăn vào 6 cô đưa tới khối kia màu đỏ sầm thể dính vật, bệnh tình liền càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, khỏi hẳn tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Ninh viện phó tự thân lên trận, cho lão gia tử làm cặn kẽ nhất thân thể kiểm tra, xác định lão gia tử ngay tại khỏi hẳn. Không khỏi chật chật liên thanh, liên xưng kỳ tích, ninh viện phó là y học quyền uy theo nghề thuốc liệu góc độ đi lên nói ngay tại mấy ngày trước đó tiêu lão gia tử xác thực đã bệnh nguy kịch hết cách xoay chuyển điểm này xác định không thể nghi ngờ dưới mắt phát sinh ở lão gia tử trên thân hết thảy trừ kỳ tích hai chữ ninh viện phó cũng không biết nên như thế nào hình dung loại tình hình này cơ hồ hoàn toàn phá vỡ ninh viện phó đối hấp hối bệnh nhân nhận biết đương nhiên trên thế giới này luôn luôn sẽ có kỳ tích phát sinh y học bên trên càng là như vậy kỳ tích phát sinh xuất so cái khác bất kỳ địa phương nào đều cao. Ninh viện phó cảm thán chi dư, cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bỏ qua một bên hắn cùng tiêu chạm thâm hậu quan hệ cá nhân bất luật, lão gia tử khôi phục, đối ngoại mà nói, đoàn người tự nhiên mà vậy sẽ đem cái này công lao đổ cho hắn cái này chữa bệnh chuyên gia tổ tổ trưởng trên thân. Lão gia tử quan tâm lại không phải cái này, hắn cũng tại cẩn thận chu đáo tiêu phàm, tuyết trắng thọ lông mày, dần dần vặn lên, chậm rãi hỏi, tiểu phàm, vì ra ra cái bệnh này, người đến cùng trả giá bao lớn đại giới. Từ bên ngoài nhìn vào, trừ sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phân, tiêu phàm cùng ngày thường cũng không nhiều lớn khác biệt. Nhưng lão gia tử lại có thể rõ ràng cảm giác được, tiêu phàm khí thức phi thường suy yếu. Lão gia tử loại này bách chiến nguyên nhung, giác quan thứ sáu luôn luôn 10 điểm nhạy cảm. Huống chi hắn cùng tiêu phàm là ruột thịt tổ tôn, huyết mạch tương liên. Tiêu chạm sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra lo lắng chi ý tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười nói ra ra không sao luyện chế càn khôn đại hoàn đan nguyên bản liền tương đối hao phí tinh thần ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ tốt chuyện này chỉ có thể tiêu phàm tự mình giải quyết người khác đều bất lực cũng cũng không cần phải giải thích cặn kẽ miễn cho lão gia tử cùng phụ thân lo lắng thật không có chuyện gì sao tiêu chạm nhịn không được truy hỏi một câu trên mặt vẻ lo lắng càng đậm Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều là con trai ruột của hắn, điểm này, vô luận như thế nào thời điểm cũng sẽ không cải biến. Liền không có một cái làm ba ba, thật có thể làm đến đối với nhi tử tình huống chẳng quan tâm. Chỉ là nhiều khi, phụ thân sẽ đem loại này lo lắng chôn dưới đáy lòng, không biểu lộ ra. Cha, yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Phàm ưỡn ngực, cười đáp, tiêu chạm trên mặt điềm dữ, cũng đã ẩn liếm không gặp. Một phen vất vả, cuối cùng không có uổng phí, nhìn thấy hiệu quả, tiêu phàm cũng liền bình yên. Về phần tất cả chuyện tiếp theo, tất cả đều từ chính hắn đi đối mặt. Tiểu phàm, người xác định sư phụ ngươi vẫn còn chứ? Lão gia tử đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Ờ, mặc dù ta không biết sư phụ đi nơi nào, nhưng khẳng định hắn còn tại thế. Tiêu phàm trịnh trọng đáp, vậy ngươi phải nghĩ biện pháp mau chóng liên hệ với sư phụ ngươi. Ra ra, là thật có chút không tỏa sáng tâm. Lão gia tử ánh mắt, một khắc cũng chưa từng từ tiêu phàm trên mặt rời qua. Lão gia tử trong lòng minh bạch, tiêu phàm bọn hắn thế giới kia, hắn là thật nhúng tay không tiến vào, nhưng hắn càng thêm không hy vọng cháu trai xảy ra chuyện gì. Có lẽ, chỉ thủy chân nhân có thể giải quyết hắn nan đề. Được rồi, ra ra, ta sẽ hết sức cùng sư phụ liên hệ." Tiêu phàm rất chân thành gật gật đầu. Chương 84, Đại tông Trị đỉnh. Đông Nhạc Thái Sơn Tiêu Phàm cùng Tân Lâm chậm rãi đi tại gấp 18 bản thạch cấp phía trên. Tân Lâm khí định thần nhàn, Tiêu Phàm thái dương ẩn ẩn đổ mồ hôi hột. Tân Lâm miệng bên trong không nói, trong đầu từng đợt căng lên. Trèo lên Thái Sơn, thế mà để Tiêu Phàm như thế phí sức. Xem ra Tiêu Phàm thương thế, so Tân Lâm dự liệu càng thêm nặng nề. Lúc trước Tiêu Phàm quyết định lấy bản thân ứng kiếp, vì Tiêu lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, Tân Lâm rơi vào đường cùng, trong lòng cũng tồn một chút ảo tưởng hy vọng hậu quả không nên quá nghiêm trọng tân lâm dù sao không phải vô cực môn đệ tử đối tướng thuật mệnh lý cái này một khối không có nghiên cứu cũng không thể nào hiểu rõ thiên phạt chi phạt uy lực chân chính chỉ là ba năm đến nay tiêu phàm trầm ổn nặng nề tính toán không bỏ sót để tân lâm rất mù quáng mà tin tưởng vô luận cỡ nào tình thế nghiêm trọng tiêu phàm đều nhất định có thể ứng phó được đến khi nữ nhân sùng bái nam nhân thời điểm đều sẽ có cùng loại tâm thái bất quá rất hiển nhiên tình huống sự nghiêm trọng, vượt qua Tân Lâm đoán trước. Sớm biết dạng này, hẳn là ngồi trên xe núi, làm nước ta sớm nhất sơn nhà cảnh khu, trèo lên thái sơn tuyến đường không chỉ một đầu, sớm đã xây dựng vòng quanh núi đường cái. Nếu không, ngồi kiệu tử đi, mắt thấy tiêu phàm dừng lại, tựa ở ven đường trên tảng đá nghỉ ngơi, có chút thở dốc, Tân Lâm rốt cục nhịn không được thấp giọng nói. Đi bộ trèo lên thái sơn, có người cung cấp nhất kiệu lên núi phục vụ, đương nhiên thu phí không ít có chút du khách luôn luôn mù quáng lạc quan, đối thể lực của mình đoán chừng quá cao, lựa chọn từ hồng môn đường đi bộ trèo lên Ngọc Hoàng Đỉnh. Đi không đến một nửa, liền mệt mỏi nằm sấp, vẻn vẹn ba cái 18 bàn, liền đầy đủ đem rất nhiều tứ thể không cần du khách quật ngã. Nhất kiệu lên núi phục vụ liền theo thời thế mà sinh. Rất khổ một cái kiếm sống, nhưng hay là có người làm, chỉ cần có thể kiếm được tiền đến nuôi sống gia đình, rất nhiều hán tử đều tình nguyện làm cái này khổ kiếm sống tiêu phàm cười khoát tay áo nói không sao chậm rãi đi ven đường nhìn ngắm phong cảnh cũng là rất không tệ tâm thần thanh thản tân lâm từ tốn nói ngươi là tâm thần thanh thản ta chỗ này lo lắng nắm chặt lá gan tiêu phàm liền cười vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút tân lâm mềm mại tóc đen sóng mắt ôn nhu như nước tân lâm tế bạch răng cắn cắn kiểu diễm môi đỏ tránh đi tiêu phàm ánh mắt thấp giọng nói có người theo dõi xuống máy bay không lâu Tân Lâm liền đã phát giác được. Cứ việc người theo dõi rõ ràng là cái người trong nghề, muốn giấu giếm được Tân Lâm tai mắt, thế nhưng lớn không dễ dàng. Đặt tại bình thường, Tân Lâm đã sớm đem theo dõi ra hỏa cho thu thập. Nhưng bây giờ, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám rời đi tiêu phạm quá xa. Tân Lâm rất lo lắng, cái này là người khác kế điệu hổ ly sơn. Dưới mắt chính là tiêu phàm suy yếu nhất thời điểm, nàng tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, cười nhạt một tiếng, nói ta biết, không cần để ý tới, để bọn hắn đi theo tốt. Ừm, Tân Lâm nhẹ gật đầu, Tân Lâm chỉ là không cao hứng bị người theo dõi, lại tuyệt sẽ không sợ sệt. Thất diệu cung đương đại thánh nữ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người hù sợ. Nghỉ ngơi một hồi, tiêu phàm lại cất bước hướng lên. Trước kia lên đường, leo lên Ngọc Hoàng đỉnh đã là giữa trưa lúc phân. Tiêu phàm cùng Tân Lâm không có đi Ngọc Hoàng miếu du lãm, mà là đi một bên thần khế nhà khách. Thái Sơn Tiêu Phàm không phải lần đầu tiên đến, trước kia mấy năm dạo chơi giang hồ thời điểm, liền đã tới qua. Hắn lần này tái nhập Thái Sơn, cũng không phải vì Du Sơn ngoạn thủy mà tới. Tại Thần Khế Tân quán phòng ăn, Tiêu Phàm hai người dùng cơm trưa. Tiêu Phàm ăn không ít ăn thịt, cái này tại Tiêu Phàm mà nói, là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Từ khi Hạo Nhiên chính khí đại thành, luân hồi kính từ từ viên mãn, Tiêu Phàm đã không thế nào dính thức ăn mặn chủ yếu ăn chút ít khí bổ thần thực vật trái cây. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ khẩu vị rất tốt, tân lâm trong lòng sầu lo, lại làm sâu sắc một tầng. Nặng ăn ngũ cốc yên hỏa, chỉ nói rõ một sự kiện, tiêu phàm đã từ luân hồi tướng viên mãn cảnh giới rơi xuống. Thể nội chân nguyên khô kiệt, cần ăn đại lượng loại thịt đến bổ sung dinh dưỡng. Cũng không biết, tiêu phàm cảnh giới, đến cùng rơi xuống bao nhiêu. Có lẽ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là thiên phạt bắt đầu. Luyện chế càn khôn đại hoàn đan lúc, Tiêu Phàm từng hướng lên trời cầu nguyện, lấy ta thọ lộc, dễ chi tân sinh, thiên phạt nói phạt, nguyện lâm thân ta, lòng son đạo thể, thay đổi hồng trần. Nghịch thiên cải mệnh, lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, trừ khử toàn bộ Tiêu gia tộc diệt chi họa, thiên phạt tuyệt đối không chỉ có là để tu vi của hắn rơi xuống cảnh giới đơn giản như vậy, không biết còn có bao nhiêu tai nạn đang đợi lấy hắn. Chính là bởi vì không biết, cho nên Tân Lâm trong lòng mới có đại khủng sợ. Không vì mình vì tiêu phàm, đi thôi, đi thanh đế cung, sử dụng hết cơm trưa, hơi sự tình nghỉ ngơi, tiêu phàm nói. Thái Sơn đỉnh cao nhất kiến trúc, xưng ngọc hoàng miếu, vì vậy Thái Sơn đỉnh cao nhất lại xưng ngọc hoàng đỉnh. Thanh đế cung tại ngọc hoàng đỉnh Tây Nam, đông núi liền ngọc hoàng đỉnh đường quanh co, là thanh đế rộng sinh đế quân bên trên miếu. Thanh đế tức Thái hạo phục hy đại đế, đạo giáo tôn kính vì thần, chủ vạn vật sinh sôi, vị thuộc đông phương, cho nên tự tại đông nhạc. Bất quá hôm nay có chút đặc biệt, thanh đế cung bởi vì quan bế, không hướng du khách mở ra. Bên ngoài cửa cung đứng thẳng một tấm bảng hiệu, nói là nội bộ tu sửa, tạm dừng mở ra một ngày. Các du khách đương nhiên là có chút không vui vẻ, cũng may Ngọc Hoàng Miếu hay là mở ra, các du khách cũng không có quá lớn ý kiến. Dù sao muốn đăng lâm Ngọc Hoàng Miếu, mới có thể tự nhiên sinh ra sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng sơn tiểu hào tình tráng trí. Thanh đế cung bên trong, ẩn ẩn có hô quát bác kích thanh âm truyền ra, nhưng đỉnh núi Hàn Phong gào thét, người bình thường không cẩn thận thật đúng là nghe không được. Thanh đế cung chính điện trước đó thạch bãi phía trên có hai người ngay tại đối đầu, hai người đều xem như đại hán vạm vỡ, bất quá dáng người hay là có chỗ khác nhau. Bên phải vị kia làm hán nhân trang phục, thân cao ước chừng tại chừng một thước tám, ngắn tóc húi cua, màu đen quần áo trong, quần tây dài đen, giày da màu đen, nếu như đánh lên cả vạt đó chính là tiêu chuẩn bạch lĩnh tinh anh. Bất quá giờ phút này, cổ áo sớm đã giải khai mấy khỏa lỗ hồng, mơ hồ lộ ra ngực từng cục cơ bắp, tay áo cũng kéo lên, trên cánh tay cơ bắp gồ lên, kinh lực 10 phần, tốt một đầu hùng của củ Hoàng Hải Đại Hán. Dân gian có câu tục ngữ, gọi là Hoàng Hải Đại Hán trước cửa đứng, khỏi phải mặc quần áo cũng đẹp mắt. Nhưng đầu này hùng của củ Hoàng Hải Đại Hán, cùng hắn đối diện tên kia hắn từ tương đối mà nói, liền kém không chỉ một cấp bậc mà thôi hắn đối diện kia tên đại hán, thân cao tới 2 mét, trên đỉnh đầu bóng loáng đen nhánh, cạo sạch sành xanh, chỉ ở cái ót chỗ lưu một đầu bím tóc. Toàn bộ màu đỏ thân trên, màu đồng cổ sắt khối cơ thịt bên trên, một tầng mồ hôi bóng loáng tỏa sáng, bên hông bọc một đầu rộng lớn da trâu mang, hạ thân thì là một đầu màu đen quần da, một đôi da trâu lớn dày, có chút khom lưng, nhìn qua, tựa như viễn cổ man hoang đi ra ma thần đồng dạng. Người bình thường đừng bảo là cùng hắn động thủ, chỉ cần nhìn một chút đoán chừng liền dọa nằm xuống mùa đã bắt đầu mùa đông đại tông chi đỉnh hàn khí bức người đại hán này toàn bộ màu đỏ thân trên toàn thân đổ mồ hôi có thể thấy được hai người đã đánh không ít thời điểm phía sau hai người riêng phần mình có bốn năm người hoặc ngồi hoặc đứng quan sát hai người vật lộn vẻ mặt nghiêm túc quan chiến hai nhóm người phục sức cách ăn mặc cũng là phân biệt rõ ràng bên phải một nước âu phục dày da dày da sáng bóng bên trái thì đa số mặc áo da quần da, kiểu tóc cổ quái, xem xét cũng không phải là hán nhân trang phục, hẳn là đến từ đại thảo nguyên dân tộc du mục. Riêng lấy dáng người đến xem, giữa sân hai vị đại hán đều là riêng phần mình trong trận doanh thân thể hùng tráng nhất. A cổ lạp, hai ta đã so không ít thời điểm A, còn đánh nữa thôi. Đại hán áo đen mở miệng hỏi, vẫn như cũ bảy biện đề phòng tư thái, không dám có chút thư giãn. Đánh, vì cái gì không đánh, còn không có phân ra thắng bại đâu. A à, cổ lập muộn thanh muộn khí mà quát, thanh âm giống như là trực tiếp từ trong lồng ngực tán phát ra. Đại hàn áo đen cười nói, A à, cổ lập, các người ở xa tới là khách, chúng ta hôm nay cũng đã nói, chỉ là luận bàn, chạm đến là thôi, không cần thiết nhất định phân cái thắng bại A. À. A à, cổ lập ngoại hình thô mãng, lại cũng không phải là thuần túy vũ phu, nghe vậy nói, không sao, dù sao đại ca ta còn cùng văn nhị thái ra ở bên trong nói chuyện phiếm nói chuyện đâu, đã sớm nghe nói văn nhị thái ra thủ hạ có sáu đại kim cương, đều là văn nhị thái ra tự mình chỉ điểm, một mực không có cơ hội ở trước mặt luận bàn, hiện tại dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng đánh thống khoái. Hán lời nói được rất có thứ tự, ha ha, dễ nói dễ nói, chúng ta cũng đã sớm nghe nói lang vương bên người có 13 phiêu kỵ, cái đỉnh cái đều là hảo hán tử, trên thảo nguyên hùng ưng. Hôm nay trận này, xác thực đánh thắng được nghiệt, 13 phiêu kỵ, danh bất hư truyền, tốt, vậy liền tiếp tục, A cổ lạp buồn bực giống một tiếng, xông về phía trước. Hắn thân thể cực kỳ khôi ngô cao lớn, giữa hai người gần 3 mét khoảng cách, hai bước liền vượt đến hắn từ áo đen trước mặt, mở ra khi hốt xác đại thủ hướng xuống vổ xuống. Hắn từ áo đen tự nhiên không chịu để hắn bắt lấy. Thảo nguyên đại hán am hiểu nhất cận thân bác kích chi thuật chính là té ngã, cái này A cổ lạp lực lớn vô cùng, nếu thật là cho hắn nắm chặt hai vai, lại nghĩ thoát thân coi như khó càng thêm khó, cuộc tỉ thí này cũng liền phân thắng bại đừng nhìn hai người miệng thảo luận phải khách khí, cái gì luận bàn võ nghệ, cái gì chạm đến là thôi. Trên thực tế lại ai cũng không dám lơ là sơ suất. Cái này không chỉ có riêng là hai bọn hắn ở giữa luận bàn. Thảo Nguyên lang vương bột nhi thiếp đỏ kia bỗng nhiên xuôi nam, thân soái năm phiêu kỵ đến đây hoàng hải thiếp văn nhị thái gia, tuyệt không phải việc nhỏ. Từ lâu không hỏi tục vụ văn nhị thái gia tự mình ra mặt, tiếp đãi đường xa mà đến Thảo Nguyên cự phách, tại ngũ nhạc đứng đầu, đại tông tri đỉnh cùng lang vương nâng cốc ngôn hoan tâm tình chuyện cũ thanh đế cung bởi vậy tu sửa một ngày tại hoàng hải giang hồ trên đường văn nhị thái ra văn thiên nói mỗi một câu đều là quy củ đừng bảo là thanh đế cung nếu như hắn mở miệng để ngọc hoàng miếu tu sửa một ngày hôm nay trèo lên thái sơn các du khách cũng chỉ có thể trông mong bên ngoài đồng hồ nhìn xem vào không được bất quá văn nhị thái ra mỗi lần trèo lên thái sơn đều thích đến thanh đế cung mà không phải đi ngọc hoàng miếu tựa hồ đối với thái hạo phục hy đại đế tình hữu độc chung. A cổ lập cùng hán tử áo đen chàng tỷ đấu này, thắng bại như thế nào, trên thực tế đại biểu cho Thảo Nguyên cùng Hoàng Hải hai đại cử phách mặt mũi. Nếu là A cổ lạp thua, bạch lang trên mặt không ánh sáng, đồng dạng, nếu như hán tử áo đen thua, văn nhị thái ra cũng gánh không nổi người này. Nói là luận bàn, song phương lại đều dốc hết toàn lực. Hán tử áo đen lùn người xuống, lấy lông tóc chi kém tránh thoát A cổ lạp hai bàn tay lớn, khẽ quát một tiếng, hữu quyền thẳng đến A cổ lạp ngực bụng, quyền phong uy vũ, chính là thông cánh tay bổ treo quyền lợi hại kỹ xảo. chương 85, Văn Nhị Thái ra quy củ. Hắn tự áo đen bi kịch ở chỗ, hắn có thể đánh chúng như man nghiêu A cổ lạp, nhưng không đánh nổi hắn. Đương nhiên, nếu như A cổ lạp đứng ở nơi đó bất động, để hắn đánh, nhất định có thể đánh cho động. Dù sao hắn cùng A cổ lạp dáng người tương đối chưa đạt tới cách xa trình độ, thông cánh tay bổ treo quyền vốn là lấy lực đại chiêu chìm tăng trưởng, đồng thời lại giảng cứu có thể tại tắc vuông ở giữa phát lực. Cùng Vĩnh Xuân quyền thốn kình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá tinh to đến đừng. Vấn đề là, A Cổ Lạp cũng không phải là đứng bất động. Hán tử áo đen một quyền không dám đánh thực, liền muốn vội vã trốn tránh A Cổ Lạp quạt hương bồ đại thủ, như cho cái thằng này bắt thực, vạn sự đều yên. Một quyền đánh chúng A Cổ Lạp lồng ngực, phanh phanh rung động, A Cổ Lạp thân thể chỉ là hơi một ngửa ra sau, liền là như cái gì sự tình đều chưa từng phát sinh, buồn bực giống một tiếng, quạt hương bồ đại thủ vung vẩy như vòng, hướng hắn từ áo đen mãnh đảo qua đi. Hai người cái này một đấu, lại là một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, vẫn như cũ thắng bại khó phân. Thông cánh tay bổ treo quyền giảng cứu tại tắc vuông ở giữa phát kinh, lại vẫn cứ luyện không chiếm được nhà. Dạng này đánh xuống, sớm muộn muốn thua, trong chàng đánh thẳng phải náo nhiệt, thình linh, bỗng nhiên vang lên một cái lãnh đạm giọng nữ, tất cả mọi người là giật mình, quay đầu hướng cổng nhìn lại, lại chỉ thấy thanh đế cung chỗ cửa lớn, đứng một nam một nữ hai vị trẻ tuổi, mở miệng nói chuyện, chính là Tân Lâm. Mới tất cả mọi người chuyên chú vào trong chàng đọ sức, lại là ai đều chưa từng phát hiện hai người bọn họ là khi nào tiến đến. Làm sao dư ở ngoài cửa vệ sĩ, không có ngăn cản bọn hắn. Không biết văn nhị thái gia cùng lang vương trong điện thương nghị chính sự A. Nghe Tân Lâm phê bình, hắn tự áo đen tâm thần hơi phân, kém chút liền bị A cổ lập một trường quét chúng, bị bất đắc dĩ cùng hắn liều mạng một chiêu, liền lùi lại ba bước, tình hình hơi có vẻ chật vật, lập tức đầy bụng nộ khí. Người nào, hắn tự áo đen nhảy ra ngoài vòng tròn, trợn mắt nhìn, giận đùng đùng quát. Các ngươi làm sao xông tới? Tân lâm liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, vừa rồi chiêu kia, giả xoa giò xét biển, ngươi chỉ cần lại thêm ba phân tất kinh, vậy liền thắng. Cần gì phải đánh đến bây giờ? Tân Lâm bất quá hai mười mấy tuổi bộ dáng, đứng ở nơi đó, lạnh lẽo gió núi đưa nàng tóc đen thổi đến bay dương mà lên, kiều kiều sợ hãi, còn không bằng hán tử áo đen một nửa lớn, lại như thế phê bình, lập tức để mọi người có vừa tức giận vừa buồn cười. Hán tử áo đen giận dữ, quát ngươi hiểu cái gì? Nói hưu nói vượn, Tân Lâm từ tốn nói, vừa rồi ngươi rõ ràng đã đánh chúng hắn, lại lực đạo đã hết, không đả thương được người. Xem ra cái này thông cánh tay bổ treo quyền, người bình thường chủ yếu luyện là bổ treo, cũng không có thực sự hiểu rõ thông cánh tay hai chữ tinh túy. Được rồi, đạo lý này, chắc hẳn văn nhị ra đã đã nói với ngươi, chính ngươi luyện không tới nơi tới chốn nói đến lại nhiều đều không dùng. Hắc hắc, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thông tí quyền luyện được rất giỏi rồi. Có bản lĩnh vậy ngươi đến giáo huấn một chút ta, hắn từ áo đen tức giận đến đầu đầy tóc ngắn đều dựng lên. Cần biết hắn cả đời này nhất tự phụ chính là quyền thuật, Văn Nhị Thái ra thủ hạ sáu đại kim cương, tay không bác kích, trừ đại sư huynh bên ngoài, lấy hắn thứ nhất, đại sư huynh tại chính điện bồi tiếp sư phụ cùng Bạch Lang nói chuyện, các sư huynh đệ liền đề cử hắn ra cùng A Cổ Lạp luận bàn. Cái này A Cổ Lạp man nghiêu, cường tráng đến cực điểm, tay không tương bác, những sư huynh đệ khác càng không có nắm chắc. Cùng A Cổ Lạp đánh cả buổi, từ đầu đến cuối không có biện pháp chiến thắng, còn một mực ở vào hạ phong chi thế, hắn tự áo đen đã sớm tức sôi ruột khí. Bây giờ một tiểu nha đầu phiến tử thế mà cũng dám mở miệng giáo huấn hắn, còn nâng lên sư phụ hắn, nhiễm nhiên trưởng bối, sao không gọi đại hàn áo đen tức điên cái bụng. Hắn đương nhiên biết vừa rồi chiêu kia giả dạ xoa giò xét biển nếu như lại thêm ba phân tất kinh, liền có thể đánh bại A Cổ Lạp. Nhưng đánh chúng A Cổ Lạp thời điểm, lực đạo đã dùng hết, dù là lại nhiều thêm một tơ một hào chi lực, đều tuyệt khó làm đến. Cái này vô luận như thế nào đều miễn cưỡng không đến, nếu như là văn nhị thái ra lối ra chỉ điểm, đại hàn áo đen tự nhiên kính cẩn thụ giáo, không dám có chút ý kiến bất đồng. Hết lần này tới lần khác mở miệng lại là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử, làm sao nghe đều là ngồi châm chọc. Hai vị là ai, đến đây có gì muốn làm? Mắt thấy đại hàn áo đen giận phát như cuồng, một bên quan chiến một vị khác trung niên hán tử đứng dậy hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn qua, cái này trung niên hán tử so đại hàn áo đen phải lớn hơn mấy tuổi, khí độ trầm ổn ngôn từ khách khí, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi lại không ngừng đang tiêu phàm cùng tân lâm mặt bên trên qua lại liếc nhìn, thần sắc mười điểm cảnh giác. Tiêu phàm hai tay ôm quyền chắp tay, mỉm cười nói, gừng nhị ca, chúng ta từ thủ đô đến, có việc gấp muốn bái kiến văn nhị ra, mời gừng nhị ca thay chuyển đạt một tiếng. Trung niên hán tử lấy làm kinh hãi, lần nữa quan sát tỉ mỉ tiêu phàm, nghi ngờ nói, người biết ta. Xin hỏi tiên sinh họ gì đại danh, nhị ca, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. Hắc hắc, cái gì A Miu A Cẩu đều có thể muốn gặp sư phụ, lão nhân ra ông ta nhưng không có nhiều như vậy nhàn rỗi. Uy, tiểu nha đầu kia, Người muốn gặp sư phụ ta đúng hay không? Có thể, chỉ cần ngươi đem ta quật ngã, ta liền giúp ngươi chuyển đạt. Trung niên hán tử gừng nhị ca lời còn chưa dứt, đại hán áo đen đã rất không kiên nhẫn đánh gãy hắn, hướng về phía tân lâm kêu lên. Mông cổ đại hán A cổ lạp sớm đã lui qua một bên, cùng mấy vị khác mông cổ dũng sĩ cùng một chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. Nói cho cùng, bọn hắn ở xa tới là khách, đây là người ta văn nhị thái ra việc nhà, tự nhiên không thể tùy tiện xen vào. Bất quá nhìn A cổ lạp thần tình kia, cũng là không phục lắm. Tân Lâm mặc dù là tại phê bình đại hán áo đen, nhưng đàm luận đến bị đánh bại đối tượng lại là A cổ lạp. A cổ lạp nhìn một cái tân lâm kia mềm mại bộ dáng, từ trong lồng ngực thở ra một ngụm chọc khí, có chút phiền muộn. Cứ như vậy, A cổ lạp đứng tại kia bất động, tùy tiện nàng đánh như thế nào, đoán chừng thanh nàng một đôi tay nhỏ đều đánh sưng, cũng không đả thương được A cổ lạp một cây hàn mau. Những người hán này, quang biết khoác lác, tân lâm khóe miệng hơi vỉnh lên, hỏi, lời này của ngươi thật giả? Đương nhiên là thật, bất quá ta đã nói trước, hôm nay việc này, là ngươi chủ động bốc lên đến. Ta đợi chút nữa nếu là một cái thất thủ, đem ngươi đả thương, nhưng lại không đến trên người ta, đều là các ngươi tự tìm. Lão Tứ, Trung niên hán tử gừng nhị ca xong nghi nhân lại, khẽ quát một tiếng. Sự tình rõ ràng, tiểu cô nương này có lẽ học qua chút khoa chân múa tay, hiểu được chút quyền pháp đạo lý, ở đây ăn nói lung tung, chỉ điểm gian sơn. Nếu thật là động thủ, làm sao có thể là đại hàn áo đen đối thủ? Chỉ sợ lão tứ một quyền liền cho người ta đánh thành nội thương. Mặc dù nói tất cả mọi người không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhưng sư phụ liền ở bên trong, lão tứ lấy lớn lấn nhỏ, lấy nam lấn nữ đánh hại người ta tiểu cô nương chỉ sợ sư phụ sẽ trách cứ trên giang hồ ai không biết hoàng hải văn nhị thái ra quy củ rất nghiêm nhị ca người đừng cản ta ta không phải cùng nàng đấu khí sư phụ quy củ tất cả mọi người minh bạch lão nhân gia ông ta đã sớm không gặp khách lạ ai muốn gặp hắn đều phải trước qua huynh đệ chúng ta cửa này ta đây là chiếu quy củ làm việc đại hàn áo đen một hơi vô luận như thế nào đều nuốt không dưới cổ cứng lên nói lập tức chuyển hướng Tân Lâm đến Tiểu Nha Đầu người hạ chàng đi ta cũng không khi dễ ngươi nói Đại Hàn áo đen rũi ra ba cây đầu ngón tay ba phút chỉ cần ngươi có thể gánh vác ba phút coi như ngươi quá quan ta liền giúp ngươi thông báo Tân Lâm mỉm cười nói được đều thuyết phan nhị gia quy củ lớn Hoàng Hải sáu đại kim cương cái đỉnh cái đều là hảo hán tử quả nhiên danh bất hư truyền Đại Hàn áo đen cứ việc nổi giận đùng đùng nhưng thủy chung tại khắc chế lửa giận của mình có thể thấy được văn nhị thái ra môn quy chi nghiêm trọng tân lâm lời này nói ra từ đáy lòng không tính quá khen thấy tân lâm đã chậm rãi hạ tràng trung niên hán tử gừng nhị ca cũng liền không ngăn cản nữa chậm rãi lui qua một bên nói thật trong lòng của hắn cũng phi thường tò mò rất muốn tìm tòi hư thực nhìn tiểu cô nương này là tại ăn nói lung tung hay là chân nhân bất lộ tướng lão tứ nói đúng chỉ cần không xấu sư phụ định ra đến quy củ kia liền không sao. Tân Lâm đi tới đại hán áo đen trước mặt 3 mét chỗ, cứ như vậy tùy tiện đứng, lạnh nhạt nói, nghe qua văn nhị ra tinh nhiên thông tí quyền, bình thường ngươi cùng văn nhị ra lĩnh giáo, có thể kiên trì bao lâu. Đại hán áo đen quát, ngươi nghe ngóng sư phụ ta tình huống làm gì. Sư phụ lão nhân ra ông ta bình thường là chỉ điểm chúng ta, thật muốn động thủ, chúng ta một chiêu đều chịu không được. Ừm, thông tí quyền ta không phải rất tinh thông, đồng dạng dùng thông tí quyền, hắn ra một chiêu, ta khả năng cần 6-7 chiêu mới có thể đánh bại ngươi. Bất quá đây cũng không phải là thông tí quyền không được, là chính ta không tinh thông. Điểm này, ngươi không muốn lầm, tân lâm không chậm không nhanh nói. Tất cả mọi người đều đều sững sờ, lập tức bộc phát ra cười vang. Cái này trâu nhưng thổi đến quá lớn một điểm, a à, cổ lạp tiếng cười nhất là giống như là như xét đánh. Ngay cả trầm ổn trung niên hán tử gừng nhị ca cũng không khỏi lắc đầu liên tục. Cô nương này có phải là tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều rồi. Lão tứ tinh nhiên thông cánh tay bổ treo quyền, 15 tuổi liền bái tại sư phụ môn hạ, tại cái này thông cánh tay bổ treo quyền thượng dưới hơn 20 năm nóng lạnh khổ công, quyền pháp chi tinh, ngay cả đại sư huynh đều gật đầu tán dương. Một tiểu nha đầu phiến tử dám nói lời như vậy, hơn nữa còn chứng chặc đàng hoàng, làm như có thật. Quả thực chính là nói đùa. Ha ha, xem ra ta hôm nay là thật gặp được cao thủ. Đại Hàn áo đen không những không giận mà còn cười, ngửa mặt lên trời cười ha ha trong con người tinh quang lấp lóe cũng tốt, tiểu cô nương, vậy ta liền hảo hảo hướng người thỉnh giáo một chút, nhìn xem cái này thông tí quyền, trong tay người xuất ra đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Ừm, người ra chiều đi, tân lâm hay là bình bình đạm đạm, lão tứ, chú ý phân tắc, gừng nhị ca đối lão tứ tính cách rõ như lòng bàn tay, biết hắn giờ phút này thật sự nổi giận, sợ hắn xuất thủ không biết nặng nhẹ, nếu thật là thanh cái này kiều kiều sợ hãi tiểu cô nương cho đánh ra chuyện bất chắc đến, cũng là phiền phức lan truyền ra ngoài, chẳng những lão tứ thanh danh bị hao tổn, ngay cả hoàng hải sáu đại kim cương, thậm chí ngay cả văn nhị thái gia thanh danh, đều muốn thụ ảnh hưởng. Giang hồ hiểm ác, kia là một chuyện, nhưng nên thủ quy củ vẫn là phải thủ, nên giảng nguyên tắc, danh giới cuối cùng, cũng vẫn là muốn giảng. Ta biết, đại hàn áo đen rất không kiên nhẫn hừ một tiếng, bỗng nhiên trà đạp thân mà lên, quả đấm to lớn hổ hổ sinh phong, đối diện trực kích tới. Hạ quyết tâm, coi như không thể thật thanh nàng đánh thành trọng thương, cũng phải thật tốt giáo huấn một chút nàng, để nàng biết, chân chính giang hồ cũng không phải trong tiểu thuyết viết như thế. Dám ở văn nhị thái gia đệ tử trước mặt khẩu suốt cuồng ngôn, vậy thì phải trả giá đắt. chương 86, dạ xoa giò xét biển. Đại hàn áo đen cùng tân lâm ở giữa giao thủ, có chút cùng loại vừa rồi A cổ lạp cùng đại hán áo đen giao thủ, chỉ bất quá đóng vai nhân vật đổi vị. Đơn tuần hình thể, tân lâm cùng đại hán áo đen tranh lệch, Xa so đại hàn áo đen cùng A cổ lạp chi ở giữa tranh lệch phải lớn hơn nhiều Vừa rồi giao thủ là A cổ lạp đánh không chúng đại hàn áo đen Hiện tại là đại hàn áo đen đánh không chúng tân lâm Bất quá tân lâm thật không có trốn tránh Mắt thấy đại hàn áo đen quyền đến Cánh tay trái nhẹ dơ lên Liền ngăn tại bên ngoài Nhìn qua không tốn sức chút nào Một chiêu này đi thẳng vào vấn đề Mặc dù chỉ là bổ treo quyền thức mở đầu Kỳ thật cũng giống vậy có khắc địch chế thắng công hiệu Người một quyền này cường độ không đủ tốc độ không nhanh chính xác cũng có sai lầm nghiêm túc điểm tân lâm đứng ở nơi đó hai chân bất động đưa tay ngăn đại hàn áo đen một quyền tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hợp lấy tiểu nha đầu phiến tử thật không phải khoác lác a à. hay là nói đại hàn áo đen gặp nàng là cái cô nương ra, liền chói chân chói tay không dám hết sức tốt lại đến đại hàn áo đen gầm lên giận dữ dậm chân tiến lên song quyền ngay cả điểm tiến công lực đạo 10 phần mới vừa rồi cùng a cổ lạp đánh nhau song phương thể lực chênh lệch rất xa đại hán áo đen chỉ có thể du đấu một thân bổ treo quyền cương mãnh kỹ xảo sửng sốt không phát huy ra được dưới mắt đổi đối thủ rốt cục có thể thỏa thích huy sái chỉ thấy đầy trời quyền ảnh vừa nhanh vừa độc văn nhị ra mấy tên đệ tử đều âm thầm gật đầu đây mới là lão tứ chân thực tiêu chuẩn nha một bên khác quan chiến mấy tên mông cổ đại hán lại là thầm giật mình hoàng hải văn nhị thái ra thân truyền đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền mới may mắn là a cổ lập hạ chàng cùng hắn đối đầu nếu là đổi một cái đi lên tại cái này cuồng phong bạo vũ quyền pháp công kích phía dưới chỉ sợ trèo chống không được bao lâu một quyền này lệch trái ba phân một trường này khuỷu tay nhấc quá cao chú ý dưới chân phối hợp hạ bàn muốn ổn bên hông phát lực mới có thể khắc địch chế thắng đây trời quyền ảnh bên trong tân lâm thật giống như cái đinh đinh tại nguyên chỗ hai tay tùy ý huy sái đem đại hàn áo đen hung mãnh đến cực điểm thế công đều hóa giải đi đến miệng bên trong thuận miệng chỉ điểm nói ra đại hàn áo đen quyền pháp bên trong chỗ thiêu sót thanh âm vẫn như cũng nhàn nhạt mang theo mấy phân rõ lạnh chi ý tốt đã bảy chiêu chú ý giả dạ xoa giò xét biển tân lâm bỗng nhiên một tiếng quát khẽ thân thể bỗng nhiên không người bước nhanh hướng về phía trước tay phải nắm tay nhàn dỗi ở giữa liền đánh tới đại hàn áo đen ngực bụng chỗ đại hàn áo đen kinh hãi tật làm một chiêu như phong như bế muốn từ chối khéo tân lâm nắm đấm nhưng lại cực nhanh thu về đại hàn áo đen tay phải gác ở không trung như phong như đóng lại liên tiêu đái đả chiêu số người công lực không đủ ngăn không được tân lâm từ tốn nói thân sắc dù bận vẫn ung dung kia đại hàn áo đen khắp cả mặt mũi mồ hôi đầm đìa há to miệng không biết nên nói cái gì cho phải người đứng xem vô không kinh hãi muốn tuyệt dùng kim cương tường sắt thử một chút tân lâm phân phó một tiếng thân thể nhoáng một cái, hữu quyền nhàn rỗi ở giữa lại đánh tới đại hán áo đen ngực bụng trước đó. Đại hán áo đen không cần suy nghĩ, hắc một tiếng, chầm eo xuống tấn, hai tay cùng một chỗ phong ở trước ngực, cuối cùng là chống chọi tân lâm một quyền này, thân thể lại lắc liền mấy lần, thật vất vả mới rốt cuộc ổn định. Bác phái quyền thuật, bình thường đều giảng cứu bốn hòa lớn ngựa, trung bình tấn quấn lại rắn chắc, hạ bàn công phu cực kỳ ổn định. Chuyện này hình, nhìn qua có chút quỷ dị, một con cọp biêu, biêu đại hán, toàn thân đại hán, dốc hết toàn lực, mà bị hắn gác ở hai tay ở giữa kia cái cánh tay, lại tinh xảo tú mỹ, phấn nộn như ngọc. Tân lâm khẽ vuốt cầm, nói, dùng kim cương tường sắt là đúng, bất quá, đây chỉ là dạ xoa giò xét biển nửa chiêu. Thông tí quyền thốn kinh, người nhìn kỹ rõ ràng, cái gì, đại hán áo đen chưa lấy lại tinh thần, tân lâm hữu quyền bỗng nhiên hướng về phía trước, trùng điệp đánh vào áo đen ngực của đại hán. Con kia tuyết trắng phấn nộn kiều nắm tay nhỏ, Rõ ràng cách lồng ngực của hắn bất quá 3 4 tấc khoảng cách, khoảng cách gần như thế, trừ phi Tân Lâm cầm trong tay đao, mới có thể làm bị thương hắn. Nắm đấm gần người nháy mắt, đại hàn áo đen như bị sét đánh, kêu to một tiếng, thân thể đằng không bay lên, hướng về thanh đế cung chính điện đại môn ngã vang ra ngoài, hiển nhiên liền muốn đâm vào lớn trên cửa, rơi chật vật không chịu nổi. Đứng ngoài quan sát mọi người, ai cũng không ngờ đến, thế mà lại là kết quả như vậy, hoàn toàn trở tay không kịp hoãn gấp ở giữa, nơi nào có thể thân xuất viện thủ. Đúng lúc này, thanh đế cùng chính điện đại môn kẹt kẹt mở ra, một đầu bóng đen lách mình mà ra, đưa tay tại đại hàn áo đen bên hông nâng lên một chút, đem kinh lực tan mất, lập tức đem đại hàn áo đen phóng tới một bên. Đại hàn áo đen 160-70 cân thân thể, trong tay hắn như là đồ chơi, không tốn sức chút nào. Đại hàn áo đen lại lảo đảo hai bước mới xem như đứng vững. Đại ca, nhìn thấy người xuất thủ, đại hàn áo đen lúng ta lúng túng gọi một tiếng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên xấu hổ không thôi hôm nay cái mặt này ném đến có chút lớn vị đại ca này cũng là toàn thân màu đen đồ vest đen quần áo trong không đeo caravat nhìn qua bốn mươi bảy bốn mươi tám dáng vẻ vóc dáng cũng không quá cao ước chừng một mét bảy mươi lăm tả hữu eo rất xui thẳng thần sắc lạnh lùng hướng cửa chính điện miệng như thế một chạm không giận tự uy đại ca nhìn cũng không nhìn lão tứ một chút hướng tân lâm vừa chắp tay, lãnh nhiên nói cô nương cao nhân phương nào. Cùng chúng ta văn ra, có quan hệ gì sao? Tân lâm khẽ lắc đầu, nói chưa từng có tiết, chúng ta là đến cầu kiến văn nhị ra. Đại ca sau nghi nhân lại, nói cô nương họ gì phương danh. Họ tân, vất vả tân, tân lâm, tân cô nương, thật xin lỗi, sư phụ ta không gặp khách lạ. Mà lại cô nương nếu là đến cầu kiến sư phụ ta, lại vừa ra tay liền thanh huynh đệ của ta đánh bại, không có đạo lý như vậy a à. Đại ca thanh âm càng thêm lạnh lùng, hai đầu lông mày uy phong bốn phía. Tân lâm từ tốn nói, văn đại ca, cái quy củ này, ra sao tứ ca chính miệng nói. Muốn gặp văn nhị ra, trước hết đánh bại hắn, hắn mới bằng lòng vì ta chuyển đạt. Mà lại, gì tứ ca thông tí quyền xác thực không có luyện đến nhà, coi như ngay trước văn nhị ra trước mặt, ta cũng là nói như vậy. Mấy tên mông cổ đại hán liền là cười ha hả, liếc mắt nhìn nhau, rất có điểm cười trên nỗi đau của người khác y tứ. Bột nhi thiếp đỏ kia cùng 13 phiêu kỵ mặc dù ở sa mạc Bắc, lại cũng đã được nghe nói Hoàng Hải Văn Nhị Thái ra uy danh hiển hách. Lần này Bạch lang tự mình xuôi nam, trực tiếp vượt qua thủ đô, chạm thứ nhất liền đến đây Hoàng Hải bái phỏng Văn Nhị Thái gia cũng coi là lễ tiết 10 điểm chu đáo. Không hành lễ tiết về lễ tiết, tại mấy vị này mông cổ đại hán trong mắt, tự nhiên hay là cho rằng lão tử thiên hạ thứ nhất. Lang vương cùng 13 phiêu kỵ tung hoành đại thảo nguyên, không đâu địch nổi, muốn khiến cái này hán tử thiết huyết tâm phục khẩu phục, không có bản lĩnh thật sự, quả quyết không có khả năng. Mắt thấy văn nhị thái gia thủ hạ sáu đại kim cương một trong gì tứ ca, thế mà bị một cái tiểu cô nương trong lúc nói cười tùy tiện đánh bại, 13 phiêu kỳ tự nhiên không khỏi sinh ra khinh thường chi ý. Xem ra A cổ lạp mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình, dù sao đây là văn gia địa đầu, bạch lang tựa hồ lại có chuyện nhờ tại văn nhị thái gia, cũng không thể để lão văn nhà quá mất mặt. Văn đại ca lông mày nhíu chặt, tức giận không vui, khẽ nói, tân cô nương, huynh đệ của ta học nghệ không tinh, tự có sư phụ dạy bảo trách phạt, không cần ngoại nhân đến nhọc lòng. Tân cô nương làm như thế, là lấn ta văn ra không người rồi. Văn đại ca, nói nhảm liền không nói đi, đã người ta đánh tới cửa, vậy liền quyền cước bên trên thấy cái cao thấp, phân cái thắng bại. Man Nhiêu à A cổ lạp đã sớm thấy không kiên nhẫn, ở một bên cao giọng nói, chấn động đến đoàn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. A à, cổ lạp vẫn như cũ đánh lấy mình trần, bắp thịt cả người không ngừng nhảy vọt, vẻ rất là háo hức. Văn đại ca, chúng ta mặc dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng cũng đã được nghe nói văn đại ca, một đấu một vạn, đại danh, hôm nay rất muốn mở mang tầm mắt. Đương nhiên, nếu là văn đại ca cảm thấy không tiện xuất thủ, vậy ta A à, cổ lạp nguyện ý thay cực khổ. Mấy tên mông cổ đại hán cười lên ha hả, gừng nhị ca bọn người đều đều trợn mắt nhìn, những này phương bắc mọi dợ, lại dám cản rỡ như vậy. Văn đại ca cũng là mặt trầm như nước, đang chờ mở miệng, Tân Lâm đã xoay người, đối mặt A Cổ Lạp, từ tốn nói A Cổ Lạp, đồng dạng một chiêu dạ xoa giò xét biển, gì tứ ca ngăn không được, người cũng chưa chắc chống đỡ được. Thật sao, A Cổ Lạp hổ khu chấn động, mãnh đứng lên, hắn trọn vẹn so Tân Lâm cao một cái đầu cũng không chỉ, trừng mắt một đôi như chuông đồng con mắt to, từ trên cao nhìn xuống tiếp cận Tân Lâm. Từ thế kia, giống như một đầu hổ đói nhìn thấy một con tuyết trắng con cừu non, mở ra huyết bồn đại khẩu quả muốn một ngụm đem tân lâm nuốt xuống ta đang nghĩ lại đánh một trận đâu vừa mới đánh cho quá chưa đủ miền nha cong người một cái hai tay mở ra bàn tay khổng lồ không ngừng tấm nắm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn thấy tình như vậy hình văn đại ca liền không lại mở miệng vừa mới tân lâm cùng lão tứ giao thủ hắn ở trong đại điện mặt bồi tiếp sư phụ cùng bạch lang nói chuyện chưa từng nhìn thấy trình Hiện tại xem trước một chút cái này mông cổ tên lỗ máng cùng tân lâm so chiêu, tìm hiểu một chút tân lâm đường lối, cũng là tốt. Cô nương này có thể tùy tiện đánh bại lão tứ, văn đại ca trong lòng sớm đã cảnh giác vạn phân. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tân lâm nhìn qua A cổ lạp, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đến, ngươi là nữ nhân, ta để ngươi trước ra ba chiêu. A cổ lạp muộn thanh muộn khí gầm nhẹ nói. Khỏi phải ba chiêu, một chiêu liền đủ. Ngươi thấy rõ ràng, hay là dạ xoa dò xét biển, tân lâm thân thể nhoáng một cái tật nhào mà trước phấn nộn nắm đấm trực kích a cổ lạp sau so cánh cửa còn dày đặc thân thể a cổ lạp không tránh không né cũng không ngăn chặn giống to một tiếng hai tay nắm tay nháy mắt ngực bụng ở giữa cơ bắp từng khối phồng lên mà lên đường cong rõ ràng lóng lánh màu đồng cổ bóng loáng hắn đây là dự định cứng rắn chịu tân lâm một quyền mặc dù a cổ lạp vừa rồi tận mắt thấy tân lâm một quyền đem gì bốn đánh bay nhưng ở a cổ lạp xem ra đây chẳng qua là xảo kình thôi ngay cả gì bốn như thế trắng hán, nắm đấm đánh trên người mình, đều chỉ cho là gãi ngứa. Tân lâm chẳng lẽ khí lực so gì bốn còn lớn hơn? A à, cổ lạp tuyệt không tin, cũng phải nhìn tân lâm lúc này dùng biện pháp gì thanh mình đánh bại. Còn không có cùng A cổ lạp nghĩ đến sẵn sàng, tân lâm nắm đấm đã gần người, A cổ lạp bỗng nhiên trừng to mắt, toàn thân như bị sét đánh, một tiếng buồn bực giống, đang 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 liền lùi lại bốn năm bước, ầm vang ngồi ngay đó đen hoàng sắc mặt nháy mắt thương bạch như tuyết, cái chán mồ hôi dò rỉ mà hạ. Chỉ cảm thấy giữa ngực bụng khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. chương 87, Nhị Sư Huynh Cái khác mấy đầu mông cổ đại hán bỗng nhiên đứng lên, hung tợn tiếp cận Tân Lâm, vừa sợ vừa giận. Trong đó một tên vóc dáng tương đối thấp bé hán tử, cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều một thanh sáng như tuyết đoản đao. A à, cổ lạp là ngàn dặm đại thảo nguyên nổi danh đại lực sĩ, 13 phiêu kỵ bên trong, thần lực thứ nhất. Ai ngờ vừa lên đến liền bị cái này kiều khiếp e sợ cô nương đánh bại, nửa ngày đứng không dậy nổi. Mấy tên đồng bạn tự nhiên vừa kinh vừa sợ, tay kia cầm đoạn đao thấp tiểu hán tử, tựa hồ tính cách nhất gấp, miệng bên trong huyên thuyên nói vài câu ai cũng nghe không rõ tiếng mông cổ, liền muốn tiến lên động thủ. Đặc mục nhĩ, một cái mang theo khàn giọng hùng hậu giọng nam bỗng nhiên trong chính điện vang lên. Cầm đao mông cổ hán tử lập tức liền dừng lại, không còn dám động thua chính là thua, thành các tư hãn tử tôn, thắng muốn thắng được xinh đẹp, thua cũng muốn thua quang côn. Người náo cái gì, nam tử kia chậm rãi nói, thanh âm cũng không lớn lắm, nghe tại trong tai mọi người, lại tựa như cuồn cuộn kinh lôi, rung động ầm ầm. Trung khí chi rồi rào, làm cho văn nhị thái ra mấy tên đệ tử đều đều biến sắc. Ngay cả kia ổn trọng thâm trầm văn đại ca, song nghi đều dương lên. Kẹt kẹt một tiếng, chính điện đại môn lại lần nữa mở ra, một tên khôi ngô đại hán cùng một vị dâu bạc trắng lão ông, sóng vai đi ra. Sư phụ, đại ca, hai bên nhân mã đồng loạt không người, đại hán kia ước chừng chừng 40 tuổi, vóc dáng đại khái cùng hán tử áo đen gì tứ ca không sai biệt lắm, màu đồng cổ khuôn mặt, mày rậm mắt to, hai mắt tinh quang nhấp nháy, cứ việc quần áo cực kỳ phổ thông, lại là long hành hổ bộ, tùy tiện hướng kia một chạm, liền là uy phong lẫm liệt, khiến người không dám nhìn gần. Uy trấn trong ngoài mông cổ, dương danh mạc bắc thảo nguyên lang vương, quả nhiên hảo hảo cao minh. Cùng hắn sóng vai mà ra dâu bạc trắng lão ông, lại là để người đoán không ra niên kỷ. Một thân màu đỏ tía đường trang, dầu tóc bạc trắng, nói hắn 90 tuổi thậm chí 100 tuổi, đều sẽ không có người hoài nghi, đồng thời nhưng lại hồng quang đầy mặt, màu da trơn bóng, nhìn không ra bao nhiêu nếp nhăn, nói hắn không đến 50 tuổi, cũng giống vậy có người tin tưởng. Lão nhân trong tay không ngừng chuyển động hai viên sáng bóng thiết đảm, trên mu bàn tay càng là da thịt sung mãn, hoàn toàn không giống đã có tuổi lão nhân. Khí độ bình tĩnh thong dong, nghiễm nhiên thế ngoại cao nhân. Bột nhi thiếp đỏ ánh mắt kia chỉ là tại A cổ lạp trên thân quét qua, liền là rơi vào tân lâm trên mặt, hơi có vẻ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, đánh bại A cổ lạp, lại là như thế này một vị mềm mại tiểu xảo cô nương trẻ tuổi. Tân cô nương, bạch lang hữu lễ, lang vương hai tay ôm quyền, hướng tân lâm vừa chắp tay, cao giọng nói vừa rồi tân lâm cùng một đấu một vạn văn đại ca đối đáp lang vương trong chính điện cũng nghe được hết sức rõ ràng tân lâm ôm quyền hoàn lễ lạnh nhạt nói nghe qua lang vương đại danh không dám nhận bạch lang cười ha ha một tiếng nói cái gọi là lang vương kia là bằng hữu trên giang hồ nể tình kêu chơi vui ta mông cổ tên bột nhi thiếp đỏ kia hán tên liền gọi bạch lang lúc này đến phía nam không nhưng thấy đến uy trấn hoàng hải văn lão gia tử còn may mắn nhìn thấy tân cô nương dạng này tuyệt đỉnh cao thủ vận khí coi là thật rất không tệ tân cô nương chúng ta mông cổ hán tử tính cách cảnh trực a à, cổ lạp không hiểu chuyện đắc tội ngươi còn xin tân cô nương đừng nên trách lang vương khách khí chúng ta chỉ là luận bàn một chút võ nghệ a à, cổ lạp thần lực kinh người ta bất quá là mưu lợi mà thôi tân lâm đáp ngữ khí hay là nhàn nhạt, nhạt bạch lang hai mắt tinh quang lóe lên nói tân cô nương quá khiêm tốn hôm nay tất cả mọi người là văn lão gia tử khách nhân, về sau nếu là có cơ hội, Bạch Lang rất muốn tự mình hướng tân cô nương lĩnh giáo. Tân Lâm gật gật đầu, bình tĩnh nói, nếu như có cơ hội, ta cũng không để ý. Tốt, tân cô nương sảng khoái, Bạch Lang lại là cười ha ha một tiếng, ôm quyền, lập tức chuyển hướng văn nhị thái gia. Lão gia tử, cảm tạ ngươi chỉ điểm sai lầm, ngày sau có dùng đến lấy Bạch Lang địa phương, lão gia tử chỉ cần phát câu nói là được. Văn nhị thái ra mỉm cười chắp tay hoàn lễ, nói có thể được lang vương lời hứa đáng ngàn vàng, thắng qua thế gian tất cả hậu lễ. Ha ha, lão gia tử quá khen, kia sẽ không quấy dày, bạch lang cáo từ. Mời, bạch lang lần nữa chắp tay chào, lại hướng văn đại ca từ biệt, lúc này mới dẫn một đám hung hãn mông cổ dũng sĩ, gào thét mà đi. Văn đại ca mặc dù cũng là lão gia tử đệ tử, nhưng những năm này, lão gia tử trên thực tế đã thoái ẩn, văn gia thường ngày tục vụ, đều là văn đại ca đang xử lý, thay mặt thay sư phụ lên tiếng ra lệnh, lão gia tử to lớn cơ nghiệp, ngày sau khẳng định là từ văn đại ca đến kế thừa. Bạch lang cũng liền khách khí với hắn ba phân, huống chi văn từ viễn trên giang hồ người xưng một đấu một vạn, luận đến võ công, đó cũng là một cùng một cao thủ. Xứng đáng lang vương thủ lễ, cùng tiêu phàm sượt qua người thời điểm, tiêu phàm mỉm cười gật đầu. Bạch lang hai mắt khẽ híp một cái khe hở, dừng bước lại, rất khách khí gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Mấy vị mông cổ dũng sĩ rời tách đi, thanh đế cung lập tức yên tĩnh trở lại. Văn tư viễn hướng tân lâm liền ôm quyền, nói tân cô nương, văn tư viễn muốn hướng người thỉnh giáo mấy chiêu. Nói, tiến lên một bước, dưới chân bất đinh bất bát, cùng vai ngang bằng, mắt nhìn tân lâm, lập tức một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sướng khí độ đập vào mặt. Riêng là cỗ khí thế này, dì tứ ca liền xa xa không đuổi kịp. Một đấu một vạn quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Tân Lâm một chiêu đánh bại A Cổ Lạp, Văn Tư Viễn trong lòng thầm giật mình, tự nghĩ cũng vô nắm chắc tất thắng. Nhưng nơi này là Thái Sơn, lão văn nhà tại Hoàng Hải sinh cây, chính là là địa đầu xa. Bây giờ bị người lấn tới cửa đến, ngay trước một đám người mông cổ trước mặt, đánh ngã tứ sư đệ không nói, còn trực chỉ hà lão bốn học nghệ không tin, cái mặt này lại là vô luận như thế nào đều gánh không nổi. Bạch lang vội vã rời đi, chỉ sợ cũng là cảm thấy mình lưu tại thanh đế cung, văn gia xử lý không tốt việc này. Cùng là giang hồ cự phách, quy củ tất cả mọi người hiểu. Tân Lâm cười nhạt một tiếng, nói, văn đại ca, hai ta liền không cần so tài. Thế nào, tân cô nương xem thường ta văn tư viễn. Văn đại ca hai mắt nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Tân Lâm cười mà không nói, nghĩ xa, lui ra. Văn nhị thái ra bỗng nhiên mở miệng nói ra. Văn tư viễn sững sờ, không biết sư phụ cái này là ý gì, lại cũng không dám vi phạm sư phụ phân phó, kho người đáp ứng một tiếng, lùi ra phía sau hai bước, đứng tại văn nhị thái ra bên cạnh thân. Văn nhị thái ra ánh mắt chỉ ở tân lâm trên mặt thoáng nhìn, liền trực tiếp vượt qua đi, định tại tiêu phàm trên mặt, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, tuyết trắng thọ lông mày nhẹ nhàng lay động. Mấy tên đệ tử cũng theo sư phụ ánh mắt trông đi qua, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này sắc mặt thương bạch như tuyết, nhìn qua ốm yếu không chịu nổi người trẻ tuổi, ngược lại là cái nhân vật. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi tiến lên, đi tới tân lâm bên người, đón lấy văn nhị thái ra ánh mắt, hai tay ôm quyền, xá giải làm lễ, nhẹ nói, nhị sư huynh, tiểu đệ tiêu phàm. Ngón giữa tay trái phía trên, tạo hóa điểm lục oánh oánh, lóng lánh ánh sáng dịu dịu. Văn nhị thái ra sau nghi thông suốt nhảy một cái, trầm giọng nói, tiểu sư đệ, có phải là sư phụ lão nhân ra ông ta? Tiêu phàm liền vội vàng lắc đầu, nói, nhị sư huynh, sư phụ rất tốt. Mấy năm trước ra ngoài dạo chơi, chắc hẳn lão nhân gia ông ta hết thảy đều mạnh khỏe không việc gì. Văn nhị thái ra thở phào một hơi, thần sắc lập tức lỏng xuống. Văn tư viễn bọn người lại từng cái trợn mắt hốc mồm, há to miệng không khép lại được tới. Cái này, cái này, đây là sư thúc của bọn hắn. Cái này bề ngoài trí ít so lão lục cũng còn muốn trẻ tuổi 10 tuổi tiểu hòa tử, là sư phụ tiểu sư đệ, bọn hắn tiểu sư thúc. Lại từ đâu nói đến, văn nhị thái ra ánh mắt tại tiêu phàm trên mặt lại quét qua, song mi lập tức lại nhào lên, nói tiểu sư đệ, bên ngoài gió lớn, mời tiến vào trong điện uống trà. Nghĩ xa, người cùng ta tiến đến, mấy người các ngươi, thủ tại chỗ này, không có ta phân phó, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào tới quấy giày. Vâng, sư phụ, mấy tên đệ tử lập tức khom người đáp ứng, tiểu sư đệ, mời, văn nhị thái gia thân thể để qua một bên, đưa tay mời khách, thần sắc nghiêm nghị. Tạ ơn nhị sư huynh, sư huynh mời, tiêu phàm khách khí nói. Văn nhị thái gia nhẹ gật đầu, lại kiên trì để tiêu phàm trước tiến vào điện, cùng tiêu phàm tiến vào chính điện, lúc này mới đi vào theo. Mấy tên đệ tử lại thấy có chút ngẩn người, coi như đây là tiểu sư thúc đi, thế nhưng là sư phụ niên kỷ so hắn chọn vẹn lớn năm 60 tuổi, đơn tuần tuổi tác, xem như đời ông nội, theo lý sư phụ cũng không nên khách khí như vậy. Mà vị này tiểu sư thúc nhưng cũng không có chút nào khiêm nhường. Mấy tên đệ tử cũng đều biết, sư phụ quy củ từ trước là rất nghiêm hôm nay việc này, coi là thật lộ ra cổ quái kỳ lạ. Thanh đế cung chính điện, thờ phụng thái hạo phục hy đại đế pho tượng, mặt đông mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm. Tiêu phàm chậm rãi đi tới thanh đế pho tượng trước đó, lắc một cái tay áo, hai tay ôm quyền qua đỉnh, thật sâu vái chào. Thái hạo phục hy đại đế sáng tạo bát quái, là đạo ra một mạch tổ thần một trong, tiêu phàm không dám mảy may có thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Tân lâm, văn nhị thái gia, văn tư viễn đều bồi tiếp cúi đầu làm lễ cùng tiêu phàm đứng thẳng người, văn nhị thái ra cầm trong tay thiết đảm giao đến văn tư viễn trong tay, cũng là nguyên một ống tay áo, thân sắc trịnh trọng hai tay ôm quyền qua đỉnh, hướng tiêu phàm xá giải tới đất, cao giọng nói, vô cực môn đời thứ 64 đệ tử văn thiên, tham kiến trưởng giáo chân nhân. Tiêu phàm thản nhiên thụ lễ, đợi cho văn nhị thái ra đứng lên, tiêu phàm lúc này mới ôm quyền hoàn lễ, nói, sư đệ tiêu phàm, gặp qua nhị sư huynh. Mới văn thiên làm được là tham kiến trưởng giáo đại lễ, Tiêu phàm thân là vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân, tự nhiên nhận được lên cái này lễ tiết. Cùng văn nhị thái ra đi qua tham kiến đại lễ, mới là sư huynh đệ làm lễ chào hỏi. Văn nhị thái ra khoát tay áo, quay người đối văn tư viễn nói, nghĩ xa, đi lên tham kiến trưởng giáo sư thúc. Văn tư viễn liền vội vàng đem thiết đảm buông xuống, tiến lên cúi người chào thật sâu, kính cẩn nói, đệ tử văn tư viễn, tham kiến trưởng giáo sư thúc. Văn nhị thái ra nhẹ nhàng hư một tiếng có chút không vui. Văn tư viễn đen mặt đỏ lên, biết sư phụ đây là đang trách tự trách mình. Hắn là vãn bối, tham kiến trưởng giáo sư thúc, theo lý ứng đi quỳ lại đại lễ. Chỉ là tiêu phàm trẻ tuổi như vậy, so với mình chọn vẹn tiểu 20 tuổi, lại là sơ lần gặp gỡ, cái này quỳ lại chi lễ, văn tư viễn lại là có chút thả không dưới mặt mũi. Lại nói, thời đại dù sao khác biệt, nhưng sư phụ trách cứ, văn tư viễn lại cũng không dám chậm trễ, hai đầu gối một khúc, liền muốn quỳ xuống thăm viếng. Nghĩ xa, không cần phải khách khí, đều là người một nhà, những này nghi thức xã giao liền khỏi phải giảng cứu. Tiêu Phàm mỉm cười, đưa tay nâng Văn Tư Viễn cánh tay. Một cỗ nhu hòa lực đạo tuôn ra, Văn Tư Viễn lập tức liền quỳ không đi xuống, theo nguồn sức mạnh này liền đứng thẳng người lên, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nguồn sức mạnh này, Văn Tư Viễn không thể quen thuộc hơn được, rõ ràng chính là vô cực môn chính tông truyền thừa, hạo nhiên chính khí chương 88, Đại Phiền Toái. Văn Nhị Thái Gia Hừ nói, nghĩ xa, Đại Lão Bản, những năm này vội vàng kiếm tiền, càng ngày càng hãm đi vào rồi. Văn Tư Viễn Bồi cười nói, Sư Phụ, là ta sai, đệ tử biết sai. Mời trưởng giáo Sư Thúc tha thứ. Trên giang hồ danh sưng một đấu mười ngàn Văn Tư Viễn, còn có một cái khác danh hiệu Hoàng Hải bớt nghĩ xa tập đoàn công ty chủ tịch. Lão gia tử tuổi tác dần cao, không kiên nhẫn tục vụ, dần dần đem danh nghĩa sản nghiệp đều giao cho văn tư viễn đi quản lý trong môn sự tình cũng cùng nhau giao cho hắn trừ là lão gia tử đại đệ tử văn tư viễn hay là văn nhị thái gia cháu ruột bất quá vì biểu hiện xử lý sự việc công bằng văn tư viễn bất cứ lúc nào đều là xưng hô văn nhị thái gia sư phụ mà không phải gọi bá phụ miễn cho cái khác mấy tên đệ tử sinh ra khúc mắc trong lòng tiêu phàm mỉm cười nói nhị sư huynh thời đại khác biệt nghĩ đi xa chính là chính đồ Chúng ta vô cực truyền thừa, cũng muốn đi theo thời đại cùng một chỗ tiến bộ mới được, không phải sẽ chỉ càng ngày càng cùng thời đại hoàn cảnh lớn tách rời. Văn Tư viễn rõ ràng so năm nào dài 20 tuổi, Tiêu Phàm lại là mở miệng một tiếng nghĩ xa, ông cụ non. Không qua mọi người đều cảm thấy rất bình thường, Vô cực môn trưởng giáo chân nhân, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Văn Nhị thái gia nói, ta cũng là như thế cân nhắc, không phải cũng sẽ không ủng hộ bọn hắn đi làm ăn. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu văn nhị thái ra ánh mắt, lại rơi vào tân lâm trên mặt, chậm rãi nói, như vậy vị này, nhất định chính là thất diệu cung tân thiếu chủ rồi. Tân lâm hơi khom người một cái, nói thiếu chủ không dám nhận, bất quá ta đúng là xuất thân thất diệu cung. Văn nhị thái ra cười ha ha một tiếng, nói tân cô nương không cần quá khiêm tốn. Lịch đại thất diệu cung thánh nữ, đều là cung chủ thứ nhất thuận vị truyền thường người. Nhớ được sư phụ lão nhân ra ông ta trước đây ít năm đến ta nơi này nấn ná ở thời điểm, đã từng chính miệng từng nói với ta vì sư đệ mời đến một vị tốt hộ pháp sư phụ đối tân cô nương khen ngợi có thừa nói tân cô nương tương lai thành tựu không thể hạn lượng hôm nay gặp mặt thất diệu cung thần kỹ danh bất hư truyền khó trách ta kia bất thành khí đồ đệ ngay cả tân cô nương một chiêu đều không tiếp nổi văn nhị thái ra cười đến rất là cởi mở tựa hồ đối với vừa rồi tân lâm cùng dì bốn giao thủ mảy may cũng không để trong lòng có thể bị chỉ thủy tổ sư như thế khen ngợi người, tại văn thiên trong trí nhớ, thật đúng là không có mấy cái. Có thể thấy được vị này thất diệu cung đương đại thánh nữ, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Tân lâm nếu không phải tốt như vậy thân thủ, chỉ thủy tổ sư cũng không đến nỗi coi trọng như thế, cố ý cùng thất diệu cung chủ đánh cược, đem tân lâm thắng đi qua, vì tiêu phàm hộ pháp 7 năm. Tân lâm nhàn nhạt cười một tiếng, nói, di tứ ca chưa hẳn chính là lão gia tử chân chính truyền nhân, nếu như vừa rồi đổi văn đại ca, tình hình khẳng định liền rất khác nhau. Văn nhị thái gia tuyết trắng thọ lông mày có chút sơ lên, nói tân cô nương quả nhiên tốt ánh mắt. Nói thật, chỉ có nghĩ xa mới là vô cực môn đệ tử, mấy vị khác, ta chỉ là giáo cho bọn hắn một chút cường thân kiện thể phương pháp. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng, văn tư viễn mới là vô cực môn dòng chính truyền nhân, đạt được văn nhị thái gia chân chính truyền thừa. Mấy vị khác, chỉ có thể coi là văn nhị thái gia người thu đồ đệ, truyền thụ cho cũng chỉ là võ thuật, mà không phải vô cực môn tướng thuật mệnh lý, phong thủy xem bói những này thuật pháp. Vô cực môn chân chính nội công đạo khí chi pháp, tự nhiên cũng chỉ có thể truyền cho văn tư viễn. Một đấu mười ngàn uy danh hiển hách, tuyệt không phải hạnh gây nên. Đây cũng là văn nhị thái gia chỉ vẻn vẹn để văn tư viễn tiến vào chính điện, bái kiến trưởng giáo sư thúc nguyên nhân. Mấy vị khác đồ đệ, tính không được vô cực môn truyền nhân, miễn cưỡng xem như ngoại môn đệ tử. Mấy ngàn năm qua, từ vô cực môn diễn sinh ra đi giang hồ môn phái, số lượng không ít. Trong đó không ít môn phái, thậm chí cực thịnh một thời, trên giang hồ phong quang hiển hách. Bất quá vô cực môn môn quy nghiêm trọng, những này diễn sinh ra đi giang hồ môn phái, hết thảy không cho phép phụng vô cực chính sóc, càng không cho phép tế bái vô cực môn lịch đại tổ sư. Vô cực môn là thuật pháp truyền thừa, không phải giang hồ truyền thừa. Vô cực thuật tàng chỗ ghi lại võ thuật cùng đạo khí thuật, cũng là làm phụ lục, không tính chính thiên. Bất quá, coi như không phải mới vừa lão tứ cùng tân cô nương giao thủ, đổi hắn, chỉ sợ kết quả cũng không khá hơn chút nào. Những năm này, hắn càng ngày càng trọng mê tại tục vụ, chính nghiệp đều hoang phế. Nói đến đây, văn nhị thái ra rất nghiêm nghị quét vì văn tư viễn một chút, thần sắc có chút không vui. Văn tư viễn kho người thụ giáo, không dám có chút ngỗ nghịch. Văn nhị thái ra tại văn tư viễn mà nói, đã là sư phụ lại là bá phụ, càng là hắn đại ân nhân không có văn nhị thái gia tài bồi dìu dắt, văn tư viễn tuyệt đối không thể có thể có được hôm nay thân phận địa vị cùng xa hoa sinh hoạt. Văn tư viễn cảm niệm sư ân, đối với văn nhị thái gia lời nói, đừng bảo là miệng bên trong tuyệt không dám ngỗ nghịch nửa câu, coi như ở trong lòng cũng không dám có chút bất kính chi ý. Săn dậy văn tư viễn vài câu, văn nhị thái gia mới đối tiêu phàm nói, sư đệ, mời ngồi. Thanh đế tượng ngồi trước đó, bày một chương nho nhỏ bàn trà cùng một bộ đồ uống trà, một bên một cái gấm đôn vừa rồi văn nhị thái gia chính là ở đây tiếp đãi thảo nguyên lang vương tiêu phàm cảm ơn ngồi xuống văn tư viễn bận biểu tức sư phụ sư thúc dân trà sư huynh bạch lang bỗng nhiên xuôi nam không biết là nguyên nhân gì tiêu phàm mỉm cười hỏi văn nhị thái gia vuốt vuốt dâu ria vừa cười vừa nói chuyện này nói đến thật đúng là có chút ý tứ bạch lang ném đổ vật hắn chuyên tới tìm ta cho hắn đẩy tính một chút nhìn xem ai là tên trộm kia vật như vậy giống như đối với hắn rất trọng yếu tân lâm đứng tại tiêu phàm sau lưng nhẹ nói tam trụ trường xuân an thần hương cũng coi trọng như vậy thảo nguyên thương lang cái này lòng dạ không khỏi không đủ rộng rộng văn nhị thái ra cảm thấy kinh ngạc nói sư đệ biết chuyện này rồi tiêu phàm cười đáp việc này cùng ta tương quan tam trụ trường xuân hương là ta để người đi lấy văn nhị thái ra bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế khó trách ta đẩy coi không ra tiêu phàm thân là đại thuật sư người khác muốn lấy thuật pháp thôi diễn có quan hệ tình hình của hắn, gần như không có khả năng. Trời cơ che đậy chi lực quá mạnh, trừ phi suy tính người, tại thuật pháp bên trên tạo nghệ vượt xa hắn, mới có thể khám phá che đậy chi lực. Mỗi vị đại thuật sư, cơ hồ đều sẽ thi pháp đem mình trời cơ che đậy, không để đồng hành nhìn trộm. Về phần tiêu phàm vì sao muốn để người đi trộm lấy bạch lang chân tàng trường Xuân Hương, văn nhị thái ra không có hỏi. Cái này Trường Xuân Hương đã là khâu sử cơ tổ sư tự tay mô phỏng phối phương, thông huyền đại sư tự mình giám chế, tập thiên hạ kỳ hương làm một thể, tại người tu đạo, quả thật hiếm có an thần chi vật. Vô luận vị nào thuật sư, đều sẽ coi như ủi bích. Trường Xuân Hương cố nhiên quý giá, bất quá bạch lang lại không phải vì thế mà tới. Hắn tại truy tìm, là mặt khác một vật, nghe nói là cùng an thần hương cùng một chỗ mất trộm. Sư đệ, vật này, hẳn là không trong tay người A. Văn nhị thái ra vuốt vuốt dâu bạc trắng, hỏi. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vật này không trong tay ta, ta chỉ cần an thần hương. Văn nhị thái gia vừa cười vừa nói, nói như vậy, lại là cái kia trộm nhi ra cắt ánh huy phạm bệnh cũ, tay ngứa ngáy, cho đến cái mượn gió bẻ măng. Tân lâm đôi mi thanh tú nhẹ nhàng dơ lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, lão gia tử, người ngay cả gia cắt ánh huy đều tính ra đến rồi. Tân lâm tinh thông thất diệu cung các hạng tuyệt kỹ, cái này xem bói thuật tính toán, lại nhất khiếu bất thông. Bởi vì tiêu phàm nguyên nhân, Tân Lâm đối cái này thuật pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhiều biết được một chút, liền đối tiêu phàm nội tâm hiểu rõ hơn một phân. Văn nhị thái ra cười nói, một nửa là suy tính, một nửa chính là che. Bạch lang nói, vật kia giấu ở hắn phòng ngủ trong tủ bảo hiểm. Hắn cái kia ổ sói tử, ta trước kia đi qua một lần, tính được là đề phòng xâm nghiêm. Bình thường người đừng bảo là đi hắn trong phòng ngủ trộm đồ, coi như muốn tiếp cận phòng ngủ của hắn, đều rất khó làm được. Bạch Lang Tung Hoành Mạc Bắc, vừa Tam Quốc, làm đều là đại sự, không khỏi nhiều lần có phạm cấm sự tình. Tổ sói đề phòng xâm nghiêm, chính hợp tình hợp lý. Những này đương đại cử phách, liền không có ai là tứ chi phát đạt đầu não đơn giản. Đầu não đơn giản ra hỏa, coi như võ công lại cao, lại dũng mãnh thiện chiến, cũng chỉ có bị người làm vũ khí sử dụng mệnh, sớm tối hóa thành một đống bạch cốt. Chính là bởi vì tiếp cận hắn người quá nhiều, Bạch Lang tùy tiện không chịu rời đi Thảo Nguyên. Lần này thế mà tự mình xuôi nam, cầu kiến Văn nhị Thái gia, có thể thấy được mất đi như thế đồ vật, đối với Bạch Lang mà nói, trọng yếu bực nào. Gia cát ánh huy không quản được mình tay, lúc này mượn gió bẻ măng, quả nhiên dẫn ra đại phiền toái. Có thể dễ dàng tại Bạch Lang ổ sói bên trong trộm đi hắn nhất chân ái đồ vật, thời thế hiện nay khả năng cũng chỉ có gia cát ánh huy cùng vị kia Italia lão tặc vương, tay của thượng đế có loại này bản sự. Bất quá tay của thượng đế quy ẩn đã lâu, rất nhiều năm đều chưa nghe nói qua có quan hệ hắn tin tức, chắc hẳn cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trên đại thảo nguyên đi trộm trường Xuân An thần hương. Thứ này, người phương Tây chưa hẳn cần dùng đến, đếm tới đếm lui, chính là gia cát ánh huy hiểm nghi lớn nhất. Từ quẻ tượng đến xem, cũng là ứng ở trên người hắn. Văn nhị thái ra giải thích vài câu. Tân Lâm hỏi, lão gia tử, đến cùng là dạng thứ gì, để Bạch Lang như vậy quan trọng? Cái này Bạch Lang không nói, bất quá ta nhìn tình hình của hắn, đoán chừng khả năng cùng tình cảm sự tình có quan hệ. Cùng tình cảm sự tình có quan hệ, lần này, Tân Lâm là thật sửng sốt, trong lúc nhất thời, thật đúng là không có cách nào đem tình cảm hai chữ cùng Bạch Lang như thế thiên hạ kiêu hùng liên hệ với nhau. Văn Nhị Thái ra gật gật đầu, nói, hẳn là dạng này. Đây là cá nhân hắn, ta cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn. Niệm trước kia từng có gặp mặt một lần, hắn lại là đầu hảo hán, ta liền vì hắn suy tính một lần. Văn nhị thái gia đã là vô cực môn dòng chính truyền nhân, chỉ thủy tổ sư thân truyền đệ tử, cái này thuật bói toán, tự nhiên tinh thông vô so. Bạch lang trực tiếp tìm tới Hoàng Hải đến, xem như 10 điểm đối chứng, quả nhiên lớn có sở hoạch. Tiêu phàm nói, xem ra ra cát ánh huy lúc này là thật có đại phiền toái. Bạch lang bày ra đến trận thế, quả thực chính là không chết không thôi. Bị bạch lang dạng này giang hồ cự phách gắt gao tiếp cận, ra cắt ánh huy đầu, chỉ sợ lại muốn so bình thường lớn hơn vài vòng. Sư đệ, ra cắt ánh huy là có phiền phức, bất quá, nếu như ta không có nhìn lầm, sư đệ phiền phức, so trộm vương nhưng phải lớn hơn nhiều. Văn nhị thái ra cẩn thận chu đáo lấy tiêu phàm tướng mạo, bỗng nhiên nói. Tuyết trắng thọ lông mày, chăm chú vặn lại với nhau, thần sắc có chút sầu lo chương 89, Hồng Trần Tướng. Văn Nhị Thái ra lời vừa nói ra, Tân Lâm cùng Văn Tư Viễn thần sắc lập tức đều trở nên 10 điểm chuyên chú. Mời sư huynh chỉ điểm, tiêu phàm kính cần nói. Từ khi bái nhập chỉ thủy tổ sư môn hạ, hai hơn 10 năm, đây là tiêu phàm lần thứ nhất cùng nhị sư huynh Văn Thiên gặp mặt. Chỉ thủy tổ sư cùng tiêu phàm nói chuyện phiếm thời điểm, đã từng nói tới qua hắn trước kia thu mấy vị đồ đệ, nhị sư huynh văn thiên sớm tại tiêu phàm xuất sinh trước rất nhiều năm đã thành tài xuất sư, sau đó sông sáo giang hồ, lập nên to lớn tên tuổi. Theo chỉ thủy tổ sư lời nói, tiêu phàm chư vị sư huynh, nhị sư huynh văn thiên tinh nhiên vô cực chín tướng thiên. Hồng trần tướng thứ năm, hồng trần tướng vị liệt vô cực chín tướng thiên bên trong tam giai vị thứ hai, cũng xưng hồng trần cảnh. Tên như ý nghĩa, là đối hồng trần gia tướng thôi diễn. Riêng lấy danh khí mà nói, văn thiên là chỉ thủy tổ sư tòa hạ số tên đệ tử bên trong giang hồ danh khí lớn nhất lúc tuổi còn trẻ làm việc có chút cao điệu nhưng mà dù coi như tại náo động lớn thời kỳ phá bốn cũ phong hành cả nước văn thiên cũng chưa từng nhận bao lớn sung kích chân chính đại tướng sư song toàn bộ biết nên như thế nào su cắt tị hung mặc kệ là loại nào náo động xã hội luôn luôn sẽ có người cao cao tại thượng nắm giữ quyền hành chỉ cần có dạng này một hai cái quyền lực nhân vật từ đầu đến cuối quan tâm chăm sóc mình vô luận bao lớn tai họa, đều dáng lâm không đến trên đầu mình. Tại phương diện này, Văn Thiên xe nhẹ đường quen, tài giỏi có dư, cho tới bây giờ đều là quyền lực nhân vật chỗ ngồi khách quý. Nhiều năm trước tới nay, Văn Nhị Thái ra tại Hoàng Hải Giang Hồ trên đường nhất ngôn cửu đỉnh trí cao địa vị, chưa hề dao động qua. Vô luận vị nào ngang ngược càn rỡ Giang Hồ cử phách, đến Hoàng Hải, đều phải quy củ, trước tiếp Văn Nhị Thái ra, nếu không ai cũng không chiếm được lợi ích đi bất quá những này tại tiêu phàm mà nói, đều không phải trọng điểm. Hắn chuyên đến đây Hoàng Hải, muốn gặp là vô cực môn nhị sư huynh, mà không phải uy chấn Hoàng Hải Giang Hồ Đại Hào Văn Nhị Thái Gia. Văn Thiên mắt nhìn tiêu phàm, chậm rãi nói, sư đệ, sư phụ đã từng từng nói với ta, nói người kỳ tài mút trời, tướng mệnh quý giá vô so, như lặn long tại uyên, tuy không trí tôn chi tướng, lại có thiên tử chi mệnh, chính là vua không ngai mệnh cách. Ngày khác nhất định có thể đem bản môn phát dương quang đại, rực rỡ hào quang. Nhưng là bây giờ, ta xem mặt ngươi tướng, ấn đường huyết quang ẩn ẩn, chân núi xương mù trùng điệp, mặt mày ở giữa, ác nghịch tất hiện, nếp nhăn nhập miệng, không có chỗ nào mà không phải là điềm đại hung. Đây là có chuyện gì? Thọ gấp rút, huyết quang, lao mục, đau khổ, biệt ly, hung thần, đủ loại cực hung cực ác tướng mạo, tất cả đều hiện ra tới. Nói thật, từ khi ta đi theo sư phụ đến nay, cái này mấy chục năm ở giữa, duyệt vô số người, chưa từng thấy qua ai tướng mạo, như sư đệ dạng này hung hiểm vạn đoan. Người bình thường, chỉ cần dính vào trong đó một đầu, sớm đã vận rủi cực độ. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ thủy tổ sư tướng thuật chi tinh, thiên hạ vô song. Hắn tự mình tuyển định quan môn đệ tử, truyền nhân y bát, vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân, sao có thể có thể hiện ra như thế cực hung tướng mạo. Dù là văn nhị thái ra kiến thức rộng rãi, cơ trí hơn người, cũng hoàn toàn bị làm hồ đồ hắn tuyệt không nghi ngờ sư phụ tướng nhân ánh mắt, nhưng là, hắn cũng giống vậy không hoài nghi mình tướng nhân ánh mắt. Trong lúc này, nhất định xảy ra vấn đề, xảy ra vấn đề lớn, mà lại, ta nhìn người khí huyết suy bại, thân thể cực kỳ suy yếu. Sư phụ mấy năm trước cũng đã nói, người tu tập hạo nhiên chính khí đã đại thành, luân hồi tướng đến cảnh giới viên mãn. Hẳn là gặp cực kỳ đối thủ lợi hại, văn nhị thái gia càng thêm không hiểu, hắn là vô cực môn đệ tử đích truyền, không có người nào so hắn càng hiểu hơn, hạo nhiên chính khí đại thành, luân hồi tướng viên mãn, là cái khái niệm gì. Chỉ thủy tổ sư 50 tuổi tu luyện đến cảnh giới này về sau, không nói vô địch thiên hạ, chỉ ít qua nhiều năm như vậy, là thật chưa hề đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Tiêu phàm tốc độ tu luyện nhanh chóng, thậm chí là chỉ thủy tổ sư hai lần. Dù coi như căn cơ không có sư phụ vững như vậy cố, kinh nghiệm không bằng sư phụ như thế phong phú, nhưng cảnh giới tranh lệch chắc chắn sẽ không quá xa. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói, sư huynh mắt sáng như đuốc, đúng là gặp một chút không tưởng được phiền phức. Văn nhị thái ra ánh mắt nhấp nháy nhìn qua hắn, chậm đợi đoạn dưới. Tiêu Phàm liền đại khái đem trải qua hướng Văn nhị thái ra nói rõ một chút. Văn nhị thái ra giật nảy cả mình, thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, có loại sự tình này. Khó trách trước mấy ngày, phát sinh như thế kỳ lạ thiên địa dị tượng. Tử vi đế tinh, bắt đầu thất tinh cùng sao thiên lang đều đều không hề tầm thường, ta lúc ấy liền rất kỳ quái, không biết là vị nào đồng đạo tại nghịch thiên hành sự, không nghĩ tới là sư đệ tại tác pháp, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Sao thiên lang dị biến, không phải ta đưa tới. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ừm, chúng ta vô cực môn đoạt thiên tạo hóa, chủ yếu là mượn nhờ bắt đầu thất tinh cùng tử vi đế tinh chi lực. Ngô Thạc xương bày tử vi phi tinh 18 đại trận, cũng là lấy đế tinh làm chủ. Sao thiên lang dị biến, hẳn là phe thứ ba gây nên. Thiên lang thăm dò, xâm phạm đế tinh, xem ra người này cũng tinh thông thuật pháp, không qua đường tử rất tà. Văn nhị thái ra tay nhặt dâu bạc trắng, trầm ngâm nói. Đúng, ta cũng là như thế cân nhắc, không biết vật này, sư huynh đã từng thấy qua không có. Tiêu phàm nói, lấy ra một mảnh đen nhánh kim loại, nhẹ nhàng bày ra tại văn nhị thái ra trước mặt. Văn nhị thái ra cầm lên, quan sát tỉ mỉ. Đây là một kiện hình ngũ giác kim loại chế phẩm, chính diện là một loại giống chó lại không phải chó động vật đồ án, lật qua, một bên khác thì là một cái hình thù kỳ quái phù lục đồ án. Chính là tiêu phàm tại tiêu gia mộ tổ lên ra bảy trận pháp khí. Đây là một kiện pháp khí, văn nhị thái ra bàn tay chậm rãi vuốt ve cổ quái mảnh kim loại, mặc dù từ dưới đất lên ra đã có tốt thời gian mấy tháng, giờ phút này văn nhị thái ra vẫn như cũng có thể từ pháp khí này bên trên cảm ứng được một tia tà ác khí tức. Thân là đương đại đại thuật sư, văn nhị thái ra tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, đây là thuật sư tác pháp sử dụng pháp khí. Vâng, chính là từ tiêu gia ta mộ tổ lấy ra bảy trận pháp khí, hết thảy năm mặt, nhưng là bảy phương vị phi thường kỳ lạ. Sư huynh mời xem, Tiêu Phàm lại tay lấy ra vẽ tay bản vẽ, đưa cho Văn Nhị Thái gia, trên bản vẽ đường cong 10 điểm đơn giản, chính là tiêu gia mộ tổ phong thủy hướng, cùng kia năm mặt pháp khí bố cục vị trí. Văn Nhị Thái gia buông xuống kia mặt pháp khí, cầm lấy bản vẽ cẩn thận xem xét xem ra. Đứng tại phía sau hắn Văn Tư Viễn cũng tới trước một bước, xem xét tỉ mỉ hắn là văn nhị thái gia dòng chính truyền nhân, vô cực môn chính tông truyền thừa thứ 6 đệ tử đời 15, đối phong thủy địa lý nghiên cứu cũng có chút tinh thông. Sư đồ hai người nhìn chầm chầm bản vẽ nhìn một hồi lâu, văn nhị thái gia sau mi khóa chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói phương này vị cực kỳ cổ quái, chính phản ngũ hành phương vị đều không quá tương hợp. Sư đệ, thuật núp bên trong, cũng không có ghi chép sao. Vô cực thuật tàng nguyên bản, vẫn luôn là từ trưởng giáo chân nhân trưởng quản, Bất quá vô cực môn đối đệ tử đích truyền từ không bảo thủ, bất kể có phải hay không là trưởng giáo đệ tử, đều có thể tay ghi chép thuật dấu, tùy thân mang theo nghiên cứu. Chỉ là vô cực thuật tà ngán như Yên Hải, bình thường môn nhân đệ tử, đều chỉ sẽ sao chép trong đó một tiểu bộ phân, cung cấp mình nghiên tập sử dụng. Thật muốn thanh vô cực thuật tàng toàn bộ tay ghi chép một lần, chỉ sợ 10 năm thời gian cũng chưa chắc có thể hoàn thành công việc này. Cũng chưa từng có vị kia vô cực truyền nhân, có thể tinh nhiên vô cực thuật tàng tất cả nội dung vậy quá không thực tế. Tiêu phàm lắc đầu, nói cơ bản không có ghi chép, chỉ có tại nhật của rơi thia bên trong, từng có một cái cực kỳ mơ hồ ghi lại. Nói là trước thanh niên ở giữa, đại sư bá huyền linh chân nhân dạo chơi thời điểm, tại mạc bắc cực tây chi địa, cùng một vị tây vực người hồ giao thủ qua, kia hồ người tay cầm pháp khí, tựa hồ cùng kiện pháp khí này có chút cùng loại, nhưng nhặt của rơi thia bên trong vẽ tay đồ án rất không rõ rệt, chỉ là nhìn qua có chút tương tự, không cách nào khẳng định. Mà lại đại sư bá đối trường tranh đấu kia ghi lại cũng rất đơn giản, chỉ có rất ngắn mấy câu, rất khó suy đoán ra thực tế đổ vật tới. Chỉ thủy tổ sư cũng không phải thứ sáu đời thứ 13 vô cực môn người bên trong nhiều tuổi nhất. Thứ sáu đệ tử đời 13 bên trong, đại sư huynh huyền linh chân nhân so chỉ thủy tổ sư niên kỷ lớn, tuổi tác khác biệt, có lẽ cùng văn thiên cùng tiêu phàm ở giữa tuổi tác tranh lệch có chút cùng loại. Mỗi một vị vô cực môn dòng chính truyền nhân, chỉ cần không tao ngộ tai và bất ngờ, bình thường đều có thể được hưởng sa linh. Dựa theo vô cực thuật tàng ghi chép, trăm tuổi trở lên vô cực môn người, chỗ nào cũng có. Đại sư bá huyền linh chân nhân niên kỷ, so tiêu phàm lớn hơn 100 tuổi. Văn nhị thái gia khẽ vuốt cầm trầm ngâm nói, có lẽ âm thầm đối thủ kia, môn phái cùng thiên lang có quan hệ. Tiêu phàm nói, ta cũng cho là như vậy, người này tại thuật pháp phía trên, tạo nghệ cực cao, nếu như không có ngô thạc xương kiềm chế lại hắn, chỉ sợ ta hiện tại liền không thể đến nơi đây bái kiến sư huynh. Văn nhị thái gia khẽ nói, chẳng cần biết hắn là ai, có can đảm dạng này ra hại tiêu gia, ra, ra hại ta vô cực môn trưởng giáo chân nhân, toàn bộ vô cực môn liền cùng hắn không đội trời chung. Chúng ta sớm muộn muốn đem hắn bắt tới, tiêu phàm liền hướng nhị sư huynh khẽ không người, ngỏ ý cảm ơn. Văn nhị thái gia khoát tay áo, ra hiệu tiêu phàm không cần phải khách khí, nói, sư đệ, ngươi lần này tới Hoàng Hải, có dặn dò gì cứ việc nói thẳng đi. Tiêu Phàm nói, sư huynh, ta lần này đến, có hai chuyện muốn nhờ. Thỉnh giảng, chuyện thứ nhất, liền là muốn mời sư huynh tự thân vì ta đẩy tính một chút sau này vận trình mệnh số. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, nghịch thiên đoạt tạo hóa, tiêu lão gia tử đã khỏi hẳn xuất viện, tất cả thiên phạt nói phạt chi lực, đều dáng lâm đến tiêu Phàm trên thân. Nói thật, tiêu Phàm hiện tại cũng không có cách nào xác định tình hình của mình, đến cùng hỏng bét đến loại tình trạng nào chân nguyên khô kiệt, chỉ là nhất cạn đồng hồ hiện tượng. Tùy theo mà đến, không biết còn có bao nhiêu đại kiếp nạn. Điểm này, tại gương mặt hắn phía trên, đã rõ ràng bày biện ra đến, Văn Nhị Thái ra nói đến rõ ràng, số trong 10 năm, hắn chưa bao giờ thấy qua có ai tướng mạo, như là tiêu phàm dạng này, ra ác ra thân. Nếu như tiêu phàm không phải thiên tử chi mệnh, không có cao thâm thuật pháp tạo nghệ cùng chỉ thủy xem rất nhiều trận pháp bố trí, cùng lịch đại vô cực môn tổ sư anh Linh phù hộ, chỉ sợ sớm đã tại thiên phạt chi lực dưới hóa thành cho bụi. Từ xưa đến nay, tướng không từ tướng, tiêu phàm thuật pháp tạo nghệ lại cao, không sử dụng máu tướng chi thuật, cũng vô pháp khám phá gia tăng tại tự thân trời cơ che đậy chi lực. Lấy hắn tình hình bây giờ, vận dụng máu tướng chi thuật, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cũng may nhị sư huynh tướng thuật bên trên tạo nghệ cũng là cực cao, cũng có thể tương trợ. chương 90, tặng thuốc. Văn nhị thái gia trầm ngâm nói, sư đệ, nơi này là thanh đế bên trên miếu, mượn thái hạo phục hy đại đế tri uy linh, theo lý ở chỗ này vì sư đệ thôi diễn tướng mệnh thích hợp nhất. Bất quá du khách đông đảo, tai mắt phức tạp, sư đệ là thiên tử chi mệnh, ẩn tôn chi tướng, lại là ta vô cực môn đương đại trưởng giáo, ta lo lắng thôi diễn thời điểm, dẫn động trời cơ. Vạn nhất bị người phát giác, cũng không phải tốt như vậy. Không bằng như vậy đi, chúng ta trước xuống núi, đến ta trang viên về sau, lại tính toán sau sư đệ cảm thấy thế nào? Tiêu phàm hạ thấp người nói, hết thảy đều chiếu sư huynh an bài. Được, sư đệ, ta chỗ này có một viên thuốc, là trước kia ta xuất sư thời điểm, sư phụ lão nhân ra ông ta ban cho ta. Lúc trước sư phụ hết thảy ban thưởng ba viên, nhiều năm như vậy, ta dùng xong hai viên, còn có cái này một viên cuối cùng, cho ngươi đi. Hẳn là đối ngươi có chỗ bổ ích, nói, văn nhị thái ra có chút phục phục, từ chỗ cổ kéo một đầu dây đỏ, dây đỏ phía trên, xuyên lấy một cái mỡ dây ngọc điêu thành tiểu tiểu hồ lô, hồ lô kia chỉ có cao gần tất thấp, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, xanh ngọc bóng loáng, nhu hòa đến cực điểm. Tiêu phàm lấy làm kinh hãi, bận biểu tức nói, sư huynh, cái này không được, ta đã phục thuốc. Thuốc này nếu là sư phụ lão nhân ra ông ta ban cho ngươi, ta không thể đoạt yêu. Sư phụ ban tặng, chỉ là một nguyên nhân, càng trọng yếu hơn chính là, cái này bạch ngọc hồ lô chính là văn nhị thái gia tùy thân đeo, ngọc trong hồ lô thuốc viên, mấy chục năm qua, phải bản thân hắn chân nguyên chi khí bồi dưỡng, dược hiệu mạnh, hoàn toàn không phải lúc trước chỉ thủy tổ sư ban tặng thời điểm có thể so sánh. Đối với văn nhị thái gia mà nói, viên này thuốc chân quý, vượt xa thế gian hết thảy. Từ hắn xuất sư ngày, cho tới nay sợ không có 4-50 năm, viên này thuốc được nhiều năm như vậy bản mệnh chân nguyên bồi dưỡng, cơ hồ tính được là văn thiên bản mệnh thần đan, đối với hắn thậm chí có khởi tử hồi sinh kỳ hiệu thuốc này quý giá như thế, tiêu phàm há có thể đoạt yêu. Chân chính sinh không chịu nổi, văn nhị thái ra cười cười, nói, sư đệ, linh dược chính là dùng đến cứu mạng. Sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta không có chút nào hồi báo, trong lòng rất xấu hổ. Hiện tại sư đệ đứng trước như thế lớn nguy nan, làm sư huynh, sao có thể một phân lực khí đều không ra. Cái kia cũng quá không ra gì, người ta là đồng môn sư huynh đệ, lời khách khí liền không nói ta vô cực môn đem đến còn phải trông cậy vào sư đệ phát dương quang đại, truyền dương vạn thế đâu. Chậm rãi đem ngọc hồ lô cái nắp vặn ra, lập tức mùi thuốc xông vào mũi. Văn nhị thái ra từ ngọc trong hồ lô đổ ra một viên to như đậu nành tiểu nhân đỏ tươi đan dược, đưa cho tiêu phàm. Tiêu phàm trần chờ một chút, hai tay đem dược hoàn tiếp tới, cung kính thanh âm, đa tạ sư huynh ban thuốc. Văn nhị thái ra mỉm cười gật đầu, nói, sư đệ, viên này thuốc chỉ có thể đối thân thể của ngươi có chỗ bổ ích, về phần thiên phạt chi phạt, còn phải nghĩ những biện pháp khác đến hóa giải mới được. Là như thế này, văn nhị thái ra quay đầu phân phó văn tư viễn, nghĩ xa, chuẩn bị xe. Vâng, sư phụ, văn tư viễn cung cung kính kính nói, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến an bài. Sư đệ, tân cô nương, mời. Sư huynh mời, bốn người tướng dài đi ra ngoài, vẫn như cũ là tiêu phạm phía trước, văn thiên tiếp khách. Văn nhị thái ra quy củ nghiêm, không chỉ có riêng là đối với mình môn nhân đệ tử. Cái này lớn quy củ càng không thể loạn, mấy tên đệ tử kính cẩn tiến lên đón tới. Văn Tư Viễn phân phó nói, "Trở về." Mấy tên đệ tử hiểu ý, lập tức vây quanh Tiêu Phàm Tân Lâm cùng Văn Nhị Thái gia, đi ra Thanh Đế Cung. Bốn người phía trước, hai người bọc hậu, một tia bất loạn, đem sư phụ cùng quý khách chăm chú hộ vệ ở giữa. Văn Nhị Thái gia vừa rời đi, quản lý chỗ lập tức liền đem tu sửa bảng hiệu triệt hồi, Thanh Đế Cung một lần nữa đối du khách mở ra. Từ đỉnh núi ngồi xem các quang xe thẳng xuống dưới giữa bầu trời cửa, một đài đen nhánh bóng lưỡng xe ben cùng hai đài xe Việt giá, sớm đã tại ngắm cảnh xe cáp dưới khách chỗ chờ, một đám nhân viên công tác tăng cường đang duy trì trật tự. Như vậy trận thế, tất nhiên là gây nên vô số du khách ghé mắt. Châu đầu ghé tai, nghị luận ẩm ý. Văn tư viễn cung thỉnh sư phụ cùng trưởng giáo sư thúc lên xe, song song ngồi tại xe Mercedes ghế sau, văn đại ca tự mình làm lái xe, tân lâm ở ghế lái phụ cái khác mấy tên đệ tử cùng một chút tùy hành nhân viên, thì chia ra ngồi hai đài xe Việt giã, trước sau hộ vệ, hướng dưới núi mau chóng đuổi theo. Ngày bình thường, Văn Nhị Thái ra xuất hành, bình thường cũng sẽ không như thế cao điệu. Lần này là vì tiếp đãi Thảo Nguyên Lang Vương, đương nhiên phải bày ra đại trận chiến, lục đại đệ tử toàn bộ tùy hành. Bạch Lang thân xoái 13 phiêu kỵ bên trong 6 tên đại hán nam đến, Hoàng Hải Văn gia tử cũng không thể yếu khí thế. Hơn một giờ về sau, đội xe mở tiến vào một cái cỏ cây thanh thúy tươi tốt, phong cảnh tươi đẹp trang viên. Trang viên này, ở vào Hoàng Hải bỏ bớt sẽ suối thành thị ngoại ô, chiếm cực kỳ rộng lớn, thô thô xem xét, hẳn là không dưới trăm mẫu. Đối ngoại treo vườn ươm chiêu bài, trên thực tế là văn nhị thái ra mỗi ngày sinh hoạt thường ngày chỗ ở. Chỗ này vườn ươm, cũng là Hoàng Hải nghĩ xa tập đoàn công ty danh hạ một chỗ sản nghiệp. Rất sớm trước kia, văn nhị thái ra ngay ở chỗ này chúc phòng ở lại, về sau lại đem chung quanh lớn mảnh thổ địa ra mua dùng làm vườm ươm nơi đây cách suối khu thành thị còn có không gần khoảng cách thành thị phát triển lại nhanh muốn đem nơi này đặt vào thành khu phạm vi nói ít còn phải mười mấy hai mươi năm về phần cái này vườn ươm phải chăng đối ngoại tiêu thụ hoa cỏ cây cối cùng những cái nào đơn vị có sinh ý vãng lai liền không cho người ngoài biết đương nhiên văn thiên trên thực tế cũng không dùng đến như thế lớn một tòa trang viên đến làm sinh hoạt thường ngày chi địa hắn chỗ ở thấp thoáng tại mảng lớn trong rừng cây, bối sơn diện thủy, giang nam đình viện như cổ điển kiến trúc, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn kỳ thạch, rừng cột trạm trổ phong cảnh cực dai. Tại tiêu phàm cùng văn tư viễn cùng phong thủy người trong nghề trong mắt, bên ngoài phong cảnh không phải để ý như vậy. Tiêu phàm một chút liền có thể nhìn ra, đây là một chỗ tuyệt hảo phong thủy bảo địa, toàn bộ đình viện bố cục, am hiểu sâu phong thủy sinh các chi đạo. Mà lại bên ngoài rừng cây, hồ nước, vườn hoa, đều ẩn ẩn dựa theo vô cực ngũ hành trận đến sắp xếp. Vô cực môn nhị sư huynh chỗ ở, như thế bố cục, đương nhiên. Theo tiêu phàm biết, nhị sư huynh cũng không có con nối dõi, văn tư viễn đã là y bát của hắn truyền nhân, lại là hắn thừa điêu người. Dựa theo dân gian phong tục, văn tư viễn sớm đã nhận làm con thừa tự cho văn thiên, tại văn thị gia phả phía trên, viết rõ ràng, văn tư viễn là văn thiên nhi tử. Bất quá văn tư viễn ngày bình thường cũng không ngừng đang sư phụ tòa này giang nam đình viện làm Hoàng Hải bớt nổi tiếng xí nghiệp lớn nhà, văn đều ở suối thành khu vực phồn hoa nhất, có được chính mình đại lâu văn phòng. Hắn mỗi ngày đều là ở bên kia xử lý xí nghiệp sự vụ. Mấy vị khác sư đệ, trừ hai vị tại công ty của hắn phụ trách, mặt khác ba vị riêng phần mình một mình đảm đương một phía, tại suối thành thậm chí toàn bộ Hoàng Hải, đều đều là cực có danh vọng đại nhân vật. Bình thường chỉ có sư phụ thọ đản hoặc là ngày Tết thời điểm, sư huynh đệ mới có thể tề tụ trang viên. Thường ngày, tòa này to lớn trang viên cũng chỉ có văn nhị thái ra cùng mấy tên công nhân ở lại mặt khác văn tư viễn còn sư phụ tòa này vườn phái mấy vị bảo an làm cái canh cổng hộ viện tác dụng văn tư viễn cho tới bây giờ đều không lo lắng sư phụ an nguy bình thường người như nghĩ đối văn nhị thái ra bất lợi đầu tiên hắn liền muốn có thể đi ra cái kia cấp năm ngũ hành trận mới được lại càng không cần phải nói văn nhị thái ra bản thân tinh thông thuật bói toán hoàn toàn có thể nhìn rõ tiên cơ trên giang hồ Hoàng Hải Văn Nhị Thái ra uy danh hiển hách, tuyệt không phải may mắn được đến. Sư đệ, ta chỗ này là so ra kém chỉ thủy xem, không qua thiên địa nguyên khí cũng còn sung túc, dưới mặt đất cũng có linh mạch. Sư đệ trước nghỉ ngơi một hồi, thanh dược lực tan ra. Ban đêm chúng ta bàn lại, Văn Nhị Thái ra trực tiếp đem tiêu phàm lĩnh được trang viên trong mật thất. Căn này mật thất bố trí, cũng cùng chỉ thủy xem mật thất không sai biệt lắm. Văn Nhị Thái ra năm đó theo chỉ thủy tổ sư học nghệ thời điểm, tại chỉ thủy xem ở qua không ít thời điểm, thâm thụ sư phụ ảnh hưởng. Tiêu phàm mỉm cười nói, sư huynh khiêm tốn, nơi này thiên địa nguyên khí tràn đầy, mảy may cũng không yếu tại chỉ thủy xem. Suối thành vốn là trung linh dục tú chi địa, ở đây tu luyện, làm ít công to. Văn nhị thái ra cười gật đầu, lúc trước hắn quyết định tại Hoàng Hải bám dễ sinh trôi, tuyệt không chỉ bởi vì hắn nguyên quán là Hoàng Hải người, chủ yếu vẫn là nhìn chúng chỗ này phong thủy bảo địa. Người tu đạo, coi trọng nhất chính là phong thủy may mắn cùng thiên địa nguyên khí tràn đầy. Lập tức Văn Nhị Thái gia cũng không có nhiều lời, cáo từ. Hiện tại Tiêu Phàm cần nhất chính là tĩnh dưỡng, trước tiên đem dược lực tan ra, dần dần tràn đầy mình bản nguyên chân khí, mới dễ đảm đến ngày sau các loại an bài. Nghe Tiêu Phàm giảng thuật, Văn Thiên sớm đã âm thầm kinh hãi. Cứ việc Tiêu Phàm so hắn trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng mấy năm trước chỉ thủy tổ sư chính miệng từng nói với hắn Tiêu Phàm đã tu luyện tới luân hồi tướng cảnh giới viên mãn, hạo nhiên chính khí cũng đã có thể xưng đại thành. Cái này tại vô cực môn mà nói, trên thực tế liền đã đại biểu cho cao thâm nhất cảnh giới. Sau này có hay không còn có thể cố gắng tiến lên một bước, liền muốn nhìn riêng phần mình cơ duyên. Văn Thiên bản thân chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng mà mấy chục năm sông sáo giang hồ, sớm đã khó gặp đối thủ. Mà bây giờ, lại có thể có người có thể tổn thương đến luân hồi tướng cảnh giới viên mãn tiêu phàm, ẩn núp trong bóng tối cái kia địch thủ thực tế không thể coi thường tiêu phàm hiện nay suy yếu đến tận đây nhất định phải nhanh chóng khôi phục cảnh giới nếu không không nói các loại thiên phạt nói phạt sẽ lần lượt giáng lâm khó có thể chịu đựng vạn nhất bị cái kia đối thủ lợi hại phát giác được tiêu phàm hư thực chỉ sợ là tai họa ngập đầu nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được đưa mắt nhìn văn nhị thái ra rời đi tiêu phàm liền là ở trong mật thất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chậm rãi thổ nạp vận hơi thở một chút xíu luyện hóa nhị sư huynh tặng cho hắn viên đan dược kia chi lực. Viên đan dược này là chỉ thủy tổ sư tự tay ban tặng, dược tính tự nhiên là thích hợp vô cực môn đệ tử phục dụng, văn thiên cùng tiêu phàm hệ ra đồng môn, mấy chục năm lấy bản nguyên chi lực bồi dưỡng, càng cùng tiêu phàm không có có mặc cho hà trùng đột. Tân lâm lặng yên tại tiêu phàm cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, cùng tiêu phàm chính diện tương đối, nhưng không có thổ nạp luyện công, mà là không chấp mắt nhìn chăm chú lên tiêu phàm phản ứng toàn thân tuyết trắng hắc lân vẫn như cũ lười biếng ghé vào tiêu phàm bên người không đánh nổi tinh thần sau một lát tiêu phàm đỉnh đầu chậm rãi toát ra một tia màu ngà sữa sương mù dần tụ dần dần dày tiêu phàm khóe miệng có chút co rúm tựa hồ có chút thống khổ tân lâm mãnh đứng lên thấy tiêu phàm cũng vô cái khác dị dạng lúc này mới yên tâm viên đan dược này dược lực quá mạnh tiêu phàm lúc này lại quá suy yếu luyện hóa tự nhiên phá lệ phí sức sau một canh giờ tiêu phàm đỉnh đầu nhân quân chi khí dần dần tiêu tán, chậm rãi mở mắt ra, thở phào một hơi, nguyên bản tái nhợt đến đáng sợ sắc mặt, tựa hồ thoảng qua hiện lên một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, tinh thần cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 6